Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 161. Sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng ở Tỉnh Tương hơi yếu, quan hệ giữa hắn và Trịnh Thịnh không xa không gần, sợ là không dễ lên tiếng, nhưng lấy giao tình giữa hắn và Trịnh Thịnh, để bạt một hai cái tên cũng không phải đại sự gì, Trịnh Thịnh nhất định sẽ nể mặt Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng nói là phù chính ở Tỉnh Tương tương đối khó khăn, hiển nhiên, chiều ngang là nói đến lên cấp phó bộ. Bí thư thành ủy được bao nhiêu năm? Giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng có gì nói đấy, giao tình nhiều năm, không cần phải rào trước đón sau. Hơn 3 năm, lý lịch không quá kém, nhưng bí thư Mai lên tiếng, cũng không phải việc khó. Hạ Tưởng cười ha hả, nói với Mai Thái Bình. Hiện giờ đã bắt đầu bố trí toàn diện à, thành viên tổ chức của anh nếu chỉnh thể tiến thêm một bước, ngay cả tôi cũng sợ anh. Mai Thái Bình rất rõ Hạ Tưởng sẽ không dễ dàng lên tiếng nhờ ông ta, nếu lên tiếng, chứng tỏ Hạ Tưởng bắt đầu bố trí toàn diện. Hiện giờ thành viên tổ chức của Hạ Tưởng, đại bộ phận dừng lại ở cấp giám đốc sở, phó và chính cục, nếu tất cả tiến thêm một bước, cấp giám đốc sở lên phó cục lên chính cục lên phó bộ, như vậy lực lượng của Hạ Tưởng sẽ là một lần tăng vọt. Nhưng thật ra anh lại được gọi một cuộc điện như ý. Suy nghĩ lại. Mai Thái Bình bị sự khôn khéo của Hạ Tưởng làm cho mỉm cười, ông ta hôm nay gọi điện vốn định sai khiến Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng lại hiểu rõ tình huống của ông ta, sự biến động ở tỉnh sở cũng bị thu vào trong tầm mắt. Đúng vậy, tỉnh sở sắp chống hai ghế phó tỉnh, ông ta giữ một cái khác để cho Hạ Tưởng, cũng có thể được. Chẳng qua, về phía tỉnh tương phải thả người, còn có công tác trung gian, tự anh làm, đừng phiền đến tôi đấy. Vậy cảm ơn bí thư Mai trước. Lần sau đến Bắc Kinh, tôi sẽ mời ăn cơm. Hạ Tưởng cười ha hả, hứa hẹn một lần làm chủ chi. Sắp tới tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, gặp Hiểu Lâm và Mai Đình, sau đó báo công tác với Tổng Bí Thư một chút. Mai Thái Bình nghe Hạ Tưởng nói câu cuối cùng, cười ha hả mà ngắt điện thoại. Đúng vậy, Mai Thái Bình đề cử mặc dù nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế lực gia tộc, nhưng nhất là Tổng Bí Thư vẫn chưa bày tỏ, Tổng Bí Thư sẽ không trong lúc nhất thời mà bày tỏ. Hai là Tổng Bí Thư cũng không bày tỏ ủng hộ Mai Thái Bình. Về phía Tổng Bí Thư có thể dễ dàng thông được, ít nhất có Ngô Tài Dương, có mấy mặt mũi của mấy ông cụ, có Lão Quý và Lão Trịnh ra mặt, Tổng Bí Thư cho dù không ủng hộ Mai Thái Bình, cũng sẽ nhượng bộ, huống hồ Tổng Bí Thư đối Mai Thái Bình cũng không có ác cảm. Nhưng về phía Tổng Bí Thư chính là vấn đề nan giải, quan hệ giữa thế lực gia tộc và Tổng Bí Thư luôn luôn bình thường, cũng không dám bỏ đi thể diện mà lên tiếng với Tổng Bí Thư. Chỉ có Hạ Tưởng ra mặt là thích hợp, chẳng sợ bị Tổng Bí Thư cự tuyệt, Hạ Tưởng tuổi trẻ, cấp bậc lại thấp, sẽ không có chuyện gì. Về phần điều động một người tỉnh tương đến tỉnh sở lên cấp phó bộ, với quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh, chẳng qua là một chuyện nói qua điện thoại mà thôi, lại lấy quan hệ của Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương, thông qua bộ chính trị cũng rất dễ dàng, trên cơ bản có thể nói, thành viên tổ chức của Hạ Tưởng tiến bước đầu tiên từ tỉnh tương tới tỉnh sở, là thế cục tất thắng. Cơm chiều, Hạ Tưởng ăn cùng Tào Thù Lê, hắn và Quý Như Lan có hẹn. Vốn tưởng có cả Nghiêm Tiểu Thì, Phó Tiên Tiên tiếp khách. Không ngờ sau đó mới biết được, chỉ có một mình Quý Như Lan. Quý Như Lan mặc một bộ váy dài màu lam, thể hiện sự e thẹn và trang nhã như xưa. Quý Như Lan là người phụ nữ đặc biệt có sự kết hợp giữa trang nhã tự nhiên và e thẹn hoàn mỹ. Người phụ nữ bình thường, hoặc là e thẹn mà không đủ trang nhã, hoặc là hào phóng mà không đủ ý nhị. Quý Như Lan có thể thể hiện sự e thẹn, lại có sự trang nhã với cảm giác e thẹn. Rất không đơn giản. Chẳng qua là nói lại, người phụ nữ ở bên Hạ Tưởng, chắc chắn không đơn giản. Sao chỉ có một mình em? Hạ Tưởng biết rõ vẫn hỏi. Quý Như Lan thản nhiên cười. Em muốn ở một mình với anh, không muốn chia sẻ anh với một đám người, làm sao, anh có ý kiến gì? Nghĩ cũng phải, đàn ông đều thích cảm giác được vô số mỹ nữ bên cạnh. Hạ Tưởng không để ý tới Quý Như Lan cười nhạo. Trần Diễm đúng là mất tích sao? Đúng vậy, đã xác nhận tin tức mất tích. Quý Như Lan gật đầu, lườm Hạ Tưởng, ý là không hài lòng với việc Hạ Tưởng chuyển đề tài. Chẳng qua anh tin tưởng sự thông minh của cô ấy, sẽ không có chuyện gì, cùng lắm là bị giam lỏng. Hạ Tưởng cũng có thể đoán được hơn phân nửa là Trần Diễm đang ở trong tay Giang Cương, nhưng một là không có chứng cứ, hai là vụ án trong tay Cục Công an thành phố. Hắn cũng không trực tiếp hỏi đến, chẳng qua chỉ âm thầm phái Tiêu Ngũ bảo vệ an toàn cho Trần Diễm.
Vấn đề của Trần Diễm nếu không phát sinh, sẽ xem Giang Cương rốt cuộc muốn đánh bài gì. Ông cụ quý đang ở Bắc Kinh à? Ông cụ quý ở Bắc Kinh là vì đại sự của tỉnh Tây. Vì vận mệnh chính trị của nhà họ quý sau này, ra khỏi lĩnh Nam hướng tới toàn quốc, ông cụ quý gần đây tích cực lên không ít. Đã về Hoa Mai rồi, sự tình tạm thời lắng xuống. Nói xong, Quý Như Lan bất mãn chừng mắt nhìn Hạ Tưởng, oán trách nói. Anh biết rõ mà còn hỏi, cứ muốn đánh trống lảng, anh muốn hỏi trước như vậy, anh tính toán như thế nào với em? Nói con gái tỉnh Tương và con gái tỉnh Xuyên cay, Quý Như Lan là gái lĩnh Nam, cũng có vị cay. Hạ Tưởng nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút. Anh không biết. Anh. Quý Như Lan không còn cách nào khác. Nói một câu tốt đẹp thì khó đến vậy sao? Chẳng lo anh mắng em. Em cũng vui thực sự, cũng vui vẻ một thời gian rất dài. Tình thế năm xưa bất lợi, Hạ Tưởng nợ tình, hắn không thể không lên tiếng an ủi Quý Như Lan vài câu. Anh không muốn dụ dỗ em, chỉ muốn nói vài câu thật lòng, nhưng không khí hiện giờ đúng là không thích hợp, hơn nữa tâm trạng. Cũng không vui vẻ để hứa. Biết anh gần đây nhiều việc, anh có trí tuệ của siêu nhân, sợ là cũng phiền lòng ý loạn, em không ép anh, cũng chỉ hỏi anh một câu. Quý Như Lan cắn môi, hai mắt đầy sự bất mãn. Em yêu anh sâu đậm, làm anh phải chịu phiền toái, dù sao em là người đã chết một lần, cũng không sợ xấu hổ trước mặt anh. Anh đã từng vui vẻ với em, cho dù là một chút ít không? Có. Hạ Tưởng không thể không đếm xỉa đến một người phụ nữ yêu đến khắc cốt ghi tâm sống chết vì tình yêu, hắn không chút nào do dự thốt ra cho Quý Như Lan một đáp án khẳng định, hắn sợ hắn hơi chần chừ, lại thành thương hại lòng dũng cảm và thật lòng của Quý Như Lan. Quý Như Lan ngây người, cô hiển nhiên đã nghĩ Hạ Tưởng có dũng khí đối mặt với tình yêu của cô, mà vẫn nhanh chóng bày tỏ, cô liền biết, sự nhiệt tình và thật lòng chờ mong của cô, không hề lãng phí. Hai mắt cô ngấn lệ, thì thào nói. Cũng đủ, em rất thỏa mãn. Nói xong, cô vươn người lên, dứt khoát xà vào lòng Hạ Tưởng, đặt một nụ hôn lên môi. Thời gian dường như đứng lại. Hạ Tưởng không phải không kiềm chế được hương thơm của Quý Như Lan, chỉ bất quá Quý Như Lan ngay lúc này, Như Lan như ngọc, như mộng như ảo, cả người cô cháy lên tình cảm mãnh liệt gần như hòa tan hắn. Một người đàn ông vững lòng đến mấy, cũng khó có thể ngăn cản tình cảm của một người phụ nữ, hơn nữa. Người phụ nữ này lại nguyện ý vì hắn mà chết. Em muốn bay về phía trước, em yêu hoa hồng, trong lòng ẩn giấu nụ hoa. Nếu anh thật lòng muốn an ủi em nguyện vì anh mà thể hiện cái đẹp của mình. Giọng hát của Quý Như Lan uyển chuyển, vương vấn trong tai Hạ Tưởng. Tình cảnh này, ngay lúc này, Hạ Tưởng hồn nhiên quên mất đang ở nơi nào, lại càng không muốn hiểu rõ thế cục tỉnh Tây, hắn hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay Quý Như Lan. Lần đầu tiên, Hạ Tưởng sắp bị một người phụ nữ chiếm đoạt, khó có thể ngăn cản. Bỗng nhiên, điện thoại kịp thời đổ chuông. Hạ Tưởng đã có vài lần bị điện thoại phá hỏng chuyện tốt làm ngượng ngùng, điện thoại đổ chuông, hắn không có chọn lựa, dù sao không khí lãng mạn giữa hai người đã bị phá hoại. Quý Như Lan xấu hổ hồng má, đi sang một bên, không dám quay lại nhìn Hạ Tưởng. Điện thoại vẫn đổ chuông, Hạ Tưởng lấy điện thoại ra nghe, cảm thấy không đúng, không phải điện thoại của hắn reo. Ngẩng đầu mới thấy, Quý Như Lan đã lấy lại khí chất Như Lan, thản nhiên nghe điện thoại. Tôi đây. Quý Như Lan hơi ngẩng mặt lên, không thể nói là cùng một người với người phụ nữ xấu hổ lúc nãy. Phụ nữ đều có hai tính cách, trước mặt người đàn ông họ yêu là một gương mặt, trước mặt người bên ngoài, lại là gương mặt khác. Quý Như Lan dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Quý ngồi tít trên cao, cô ở trước mặt Hạ Tưởng là người phụ nữ bé nhỏ, nhưng trước mặt người bên ngoài. Lại là bậc khuê nữ cao sang không thể xâm phạm. Lặng im nghe điện thoại, Quý Như Lan không nói một lời, vẻ mặt trầm tĩnh mà nghiêm túc, cuối cùng chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhảy dựng, hào quang trong mắt Quý Như Lan làm người ta động lòng, nhưng là làm người ta cảm thấy, chuyện gì khiến Quý Như Lan vui vẻ như vậy. Đúng lúc Hạ Tưởng đang nghĩ ngợi lung tung thì, Quý Như Lan đột nhiên hoan hô một tiếng. Cho anh biết một tin tức tốt, lưới điện quốc gia, đã thông suốt. Cái gì? Hạ Tưởng cũng ngây người, tin tức này quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không lấy lại bình tĩnh được như Quý Như Lan, lại đột nhiên bị một tin tức đánh trúng, ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể?
Phần giữa kế hoạch của Hạ Tưởng, bước đầu tiên chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, hiện giờ chuyển đổi hình thức kinh tế sắp hoàn toàn thắng lợi, sau khi sự cố tai nạn mỏ được giải quyết thuận lợi, có thể tuyên bố chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây đã thu được thành công toàn diện. Bước thứ hai, mới toàn diện tiến tới thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu điện tỉnh Tây rồi mới nhập vào mạng lưới điện quốc gia. Sở dĩ phải hoàn thành chuyển dịch cơ cấu điện tỉnh Tây trước khi mạng lưới điện quốc gia thôn tính mạng lưới điện tỉnh Tây, là dự báo bước đầu tiên mà tầm mắt Hạ Tưởng nhìn ra sản nghiệp nguồn năng lượng trong nước. Sau khi chuyển dịch cơ cấu điện tỉnh Tây liền như mở một phần mềm có virus vậy, sau khi bị mạng lưới điện quốc gia thôn tính, chẳng khác nào là con ngựa gỗ thành tròi, cấy một dự đoán dài hạn đối với việc Hạ Tưởng nắm trong tay đại cục nguồn năng lượng trong nước sau này. Nhưng Hạ Tưởng cũng không nghĩ chuyển dịch cơ cấu điện tỉnh Tây trước thành công của chuyển dịch kinh tế nguồn năng lượng, hoặc là nói, sau khi giải quyết sự cố tai nạn mỏ, hắn không có sức lực và thời gian mà toàn lực thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu điện tỉnh Tây. Chuyển dịch cơ cấu điện tỉnh Tây, không phải chỉ cần làm thông công tác nội bộ ở tỉnh Tây, mà còn phải trưng cầu phê chuẩn của mạng lưới điện quốc gia từ trên xuống dưới. Công tác nội bộ làm cho tốt, mạng lưới điện quốc gia mới phê chuẩn. Tuyệt đối không nghĩ đến, công tác của mạng lưới điện quốc gia nhanh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, nếu như đã làm thông, là một tin mừng bất ngờ thật lớn. Sao lại không thể? Hai mắt Quý Như Lan cười như nước mắt mùa thu, vui không tự kìm hãm được. Là một phó tổng giám đốc mạng lưới điện quốc gia đích thân gọi điện thoại báo cho em biết. Ánh mắt toát ra sự tự đắc và thần thái tự tin. Hạ Tưởng hiểu ra điều gì, ồ, một tiếng. Anh hiểu rồi, hóa ra em thi triển mỹ nhân kế. Là kiểu gì vậy, anh ghen à? Quý Như Lan đùa Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đang muốn phê bình giáo dục Quý Như Lan vài câu, thì điện thoại hắn lại reo lên, vừa thấy người gọi điện, Hạ Tưởng nhất thời trong lòng gặp phải cú sốc, vội vàng nghe điện thoại. Trần Diễm, cô đang ở nơi nào? Chủ tịch tỉnh Hạ, tôi muốn gặp anh, ngay lập tức. Trần Diễm thở hổn hển. Tôi có tình huống trọng đại phải báo cáo, vô cùng khẩn cấp. Được, cô nói địa điểm, tôi sẽ đến. Hạ Tưởng liếc mắt sang Quý Như Lan, Quý Như Lan hiểu ý. Cầm chìa khóa xe đứng dậy. Sau khi Trần Diễm nói địa điểm, Hạ Tưởng không chút chần chừ ngồi cùng xe với Quý Như Lan, phóng đi. Gặp mặt Trần Diễm, dự định hướng đến trận chiến cuối cùng ở tỉnh Tây, hơn nữa vấn đề chuyển đổi hình thức ở tỉnh Tây đã đi đến thời khắc cuối cùng. Một tin tức có thể quyết định thế cục tỉnh Tây, ngay sau khi Trần Diễm và Hạ Tưởng gặp mặt, cuối cùng cục diện lâm vào thế giằng co. Kỳ thật từ khi sự cố tai nạn mỏ phát sinh đến nay, thời gian cũng không dài, mới chỉ có một tuần. Phải nói là, trong việc xử lý sự cố tai nạn mỏ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết sách kịp thời và hoàn toàn anh minh. Hơn nữa Hạ Tưởng mở cuộc họp báo, khiến cho sự cố tai nạn mỏ cũng không bôi nhỏ tỉnh Tây, ngược lại nâng cao thanh danh của Hạ Tưởng. Tỉnh Tây cũng nhân dịp Hạ Tưởng phát biểu ở cuộc họp báo mà có được lợi ích, sửa chữa được hình tượng tiêu cực vừa ra xảy ra sự cố tai nạn mỏ đã lấp liếm sự thực trên báo chí. Lấy được sự thừa nhận của giới báo chí, hình tượng tiêu cực mấy năm qua của tỉnh Tây nhờ vậy được sửa đổi và trở nên sáng chói. Chính là nhờ công lao của Hạ Tưởng. Sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, táo bạo dứt khoát thúc đẩy chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng, kỳ thật đã cố gắng thanh trừ căn bệnh cũ trầm kha của tỉnh Tây, từ chuyển đổi hình thức kinh tế đã tác động đến hướng đi chính trị, tỉnh ủy bắt đầu chuyển biến, tác động đến tác phong công tác của một các quan trong toàn bộ tỉnh. Trên cơ bản có thể nói, mục đích Hạ Tưởng hướng tới, trở nên tuy không phải rất toàn diện, nhưng ít ra khiến hắn thấy có hy vọng. Nhưng những vị quan có tác phong người nhiều hơn việc, với các bố trí trong chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây, với sự cố tai nạn mỏ phát sinh, lại có một dấu hiệu nữa, khi có một bộ phận các quan chức ở tỉnh bắt đầu nhận công tác và đắm chìm làm việc, lại có một bộ phận khôi phục lại sự tự do mất tập trung trước kia. Một con mắt giả vờ công tác, một con mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài đang đợi chiến thắng cuối cùng. Lòng người chính là như thế, hơi có gió thổi đã chuyển hướng theo gió. Hạ Tưởng cực khổ chịu trả mọi giá, để kinh tế tỉnh Tây vọt lên cao, vì chuyển biến tác phong công tác của các đơn vị sự nghiệp tỉnh Tây, hơi có khởi sắc, lại có khả năng nước chảy về biển Đông. Hạ Tưởng chỉ biết trước khi xảy ra sự cố tai nạn mỏ, trước khi chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây. Hắn chỉ có thể tiến về phía trước không thể lui về phía sau, chỉ có thể thắng lợi không được thất bại. Mặt ngoài Hạ Tưởng bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất lo lắng, hắn không lo thành bại cá nhân, mà là nếu hắn ở tỉnh Tây thúc đẩy cải cách cuối cùng bị thất bại,
không chút nào khoa trương mà nói, cải cách chính trị và phát triển kinh tế tỉnh Tây sẽ thụt lùi 30 năm. Với sự táo bạo dứt khoát như thế của hắn mà không thể chữa khỏi bệnh của tỉnh Tây, thế lực bảo thủ tỉnh Tây chẳng những có cơ hội hùng mạnh trở lại, chuyện cũ chuyện mới tính toán một lượt, càng làm trầm trọng thêm và mở rộng sự bảo thủ lạc hậu ở tỉnh Tây. Cho nên, khi Hạ Tưởng gặp Trần Diễm trong nháy mắt, hắn đã đi đến quyết định với quyết tâm lớn hơn, phải lấy một thế bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ tất cả trở ngại phía trước lên xe Land Rover, nhanh chóng phi đến. Địa điểm gặp mặt là một nơi hẻo lánh ít người ở, chỉ biết là một trong những gia sản của Trần Diễm. Tinh thần Trần Diễm còn chưa ổn định, quần áo chưa chỉnh tề, vừa thấy Hạ Tưởng, chỉ thiếu chút là lao đến với Hạ Tưởng, nhưng bước chân lập tức lại thu lại, cô thấy đằng sau Hạ Tưởng là Quý Như Lan. Trong nháy mắt Trần Diễm như rõ ràng điều gì, lộ ra vẻ mặt không đường chọn lựa, thê thảm tươi cười, gật đầu với Quý Như Lan. Lan Lan, chúc phúc cho cậu. Phụ nữ rốt cuộc vẫn là phụ nữ, gì thì cũng vẫn biết ghen, Hạ Tưởng cũng không giải thích gì. Lần đầu tiên chủ động tiếp xúc với Trần Diễm, vươn hai bàn tay áp lên vai cô, đưa cô đến chỗ ngồi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Diễm ngẩn ra, không nghĩ Hạ Tưởng có hành động này, ngây người ngẩn ngơ, cô mới bình tĩnh trở lại, há miệng bày tỏ một tin tức kinh người. Sự cố tai nạn mỏ, Giang Cương còn có chuẩn bị đằng sau, phải nhanh nếu không lão sẽ nổi điên. Kỳ thật gây ra sự cố tai nạn mỏ, Giang Cương đã điên một nửa, còn có thể điên tới mức nào? Hạ Tưởng và Quý Như Lan liếc mắt nhìn nhau, hai người tâm ý tương thông, Hạ Tưởng lui ra phía sau một bước liền để Quý Như Lan hỏi Trần Diễm. Diễm Diễm, việc cấp bách, nói chậm rãi thôi. Giữa phụ nữ và phụ nữ nói chuyện tốt hơn, Quý Như Lan ôm lấy bả vai Trần Diễm, an ủi cô. Chỉ cả Tấn Dương ngồi tít trên cao Trần Diễm, khi nghe giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của Quý Như Lan, rốt cuộc khóc giống thất thanh, khóc thật sự oan khuất. Như mưa như gió, khóc nấc không ra tiếng. Quần áo Trần Diễm không chỉnh tề, nhưng cũng không phải bị người ta xé rách, giống nóng lòng chạy trốn vô cùng chật vật mà thành ra thế. Hạ Tưởng rất kiên nhẫn đứng một bên chờ Trần Diễm ổn định lại, có cảm giác hài lòng sâu sắc đối với Quý Như Lan. Nhớ tới trước kia Quý Như Lan tùy hứng và tinh danh, mà hiện giờ cô dịu dàng ấm áp, cũng dịu dàng như nước. 10 phút sau, Trần Diễm đã dần dần ổn định, bình tĩnh hơn. Liền ý thức được sự thất lễ của mình, ngượng ngùng nhìn Hạ Tưởng cười cười. Để chủ tịch tỉnh Hạ phải chê cười rồi. Rồi xoay người lại chạy vào chỗ rửa tay, lau sạch mặt mũi, trang điểm lại mới quay lại. Phụ nữ vẫn là phụ nữ, nhất là phụ nữ đặc biệt để ý dung mạo. Chính là Hạ Tưởng, chứ là người khác, thì chắc không có kiên nhẫn chờ Trần Diễm khóc ầm lên rồi đi trang điểm lại. Giang Cương muốn chiếm đoạt em. Trần Diễm ngẩng mặt lên. Em không để ông ta toại nguyện. Giang Cương nổi thú tính muốn cưỡng đoạt Trần Diễm, lại bị Trần Diễm đá cho ngã xuống đất không dậy nổi, vừa lúc đó Trần Diễm có thể trốn thoát, quá trình tỉ mỉ Trần Diễm chỉ nói qua. Cô nói ra trọng điểm rồi dừng ở chuyện cô bị Giang Cương giam lỏng hơn 2 ngày, vừa ung dung tự đắc với Giang Cương, vừa mò ra rõ được mưu kế âm thầm của Giang Cương. Trên thế giới có nhiều chuyện thật khó mà nói rõ ràng, có một số người trời sinh đã có khắc tinh. Giang Cương quá tam ba bận muốn đánh lén Trần Diễm, kết quả gặp xui xẻo. Luôn bị Trần Diễm trốn thoát thì không nói, mà mỗi lần đều bị Trần Diễm phản kích lại. Trần Diễm chính là khắc tinh trời sinh của Giang Cương. Giang Cương giam lỏng Trần Diễm, kỳ thật là nghĩ nếu sự tình không cách nào kết thúc thì, để Trần Diễm làm người chịu tội thay. Cả kế hoạch đều đã sắp xếp chu toàn, Trần Diễm chỉ còn biết chờ nó giáng xuống, cuối cùng vẫn bị hủy hoại vì nhục dục của chính mình. Giang Cương đã sớm cảnh cáo chính mình, Trần Diễm là một con rắn độc xinh đẹp, cách được xa thì còn may, nếu ở gần, thình lình sẽ bị cắn trúng một phát. Cho nên ông ta mặc dù thèm nhỏ dãi Trần Diễm xinh đẹp, vẫn không động thủ với Trần Diễm, chính là do sợ nhất thời không kiểm soát được, bị Trần Diễm đánh lại. Ai biết sau đó lại vẫn trúng mỹ nhân kế của Trần Diễm, bị Trần Diễm lấy cớ thương lượng sự việc mà gọi vào căn phòng, sau đó Trần Diễm cởi bỏ trang phục, mời gọi, Giang Cương liền đầu hàng. Nhưng sự chưa thành, đã bị Trần Diễm lấy chân đá trúng chỗ hiểm, đau đến ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó Trần Diễm liền tranh thủ thời cơ trốn thoát. Chạy trốn không nói, còn mang theo tài liệu tuyệt mật. Trần Diễm không chỉ mang đi tài liệu tuyệt mật của Giang Cương, mà còn âm thầm nghe thấy được nhiều chuyện của Giang Cương, biết được sau khi Giang Cương thấy sự cố tai nạn mỏ đã không tạo được đủ lực sát thương, quyết định đi nước cờ hiểm,
phải đưa người đến kêu oan cho người chết ở cửa chính tỉnh ủy trình diễn trò khôi hài, vì thế đã phóng đại và thúc đẩy sự cố tai nạn mỏ. Đồng thời, việc Giang Cương tổ chức cho người nhà người bị chết oan gây chuyện chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là trọng quyền xuất kích cho người của mình hoàn thành việc bôi nhọ đại nghiệp của Hạ Tường. Giang Cương chuẩn bị xuất ra 50 triệu, không tin tiền không mua được mấy kẻ vô lại. Hạ Tường nghe Trần Diễm kể ra kế hoạch độc ác của Giang Cương, rốt cuộc cười lạnh. Hay cho một Giang Cương, hay cho một nhà giàu tỉnh Tây, được, tới đây phải dùng một chiêu mèo bắt con chuột rồi. Rạng sáng ngày hôm sau, với vài người cùng đi, Trần Diễm đến cục công an thành phố báo án, lên án Giang Cương có hành vi phi pháp là giam lỏng cô cùng với ý đồ cưỡng bức. Sau khi cục công an nhận được báo án, vô cùng coi trọng, lập tức điều động cảnh sát bắt Giang Cương tới cục công an thành phố. Khác với hai lần trước gọi Giang Cương vào cục chính là, lần này cục công an thành phố ra mặt, hình thức bắt giữ trực tiếp, liền lập tức khiến giới bên ngoài phân vân, liền đoán cục công an thành phố xuất ra một cú đấm mạnh rốt cuộc muốn đánh ra một quyền thật có lực. Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là, sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh triệu tập ủy viên thường vụ tham gia hội nghị, tuyên bố hủy bỏ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của Giang Cương. Khi tin tức này được công bố, lập tức náo động. Tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân là cái lồng bảo hộ, tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân bị hủy bỏ, ý nghĩa kín đáo là Giang Cương vi phạm pháp luật, sắp bị xử theo pháp luật. Quả nhiên, chỉ mấy giờ sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh tuyên bố hủy bỏ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân của Giang Cương, Cục Công an thành phố chính thức tuyên bố, Giang Cương bị nghi ngờ giam cầm phi pháp và cưỡng bức bất thành nên bắt về xử theo pháp luật. Tin tức một khi đã truyền ra, nhất thời làm kinh ngạc cả tỉnh Tây. Với thân phận địa vị của Giang Cương, cho dù gặp chuyện không may, ít nhất cũng giữ lại được thể diện, không nghĩ là bị mất tất cả nhanh và gọn, trực tiếp bại lộ trước công chúng, mất mặt trước tất cả mọi người. Nếu nói giam cầm phi pháp thì có thể làm ông ta nhận tội, đường đường đại gia tỉnh Tây lại bị bắt vì cưỡng bức không thành, công bố cho dân chúng, như bị cái tát vào mặt. Chẳng khác nào Giang Cương đang ở trên đài tỏa ánh hào quang chiếu sáng cho 5-6 người, một chốc đã chẳng còn ai. Tương phản lớn như thế, khiến người ta trố mắt lẻ lưỡi rất nhiều rồi cũng ý thức được một điều, Chủ tịch tỉnh Hạ có quyết tâm to lớn thúc đẩy chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng, cho dù là ai ở con đường phía trước, đều bắt như nhau, cho dù là đầu sỏ tỉnh Tây hay là vô danh tiểu tốt. Thủ pháp bắt Giang Cương rõ ràng linh hoạt, khiến Vương Hướng Tiền không kịp phản ứng lại, đã kinh hoàng mà lạc vào bụi rậm, nhất thời khiến Vương Hướng Tiền hốt hoảng tại chỗ, sau một lúc lâu nói không nên lời. Hạ Tưởng lấy kiểu sét đánh không kịp che tai để hạ độc thủ với Giang Cương, là gián tiếp cảnh cáo ông ta, ngụ ý chính là dám bắt đầu sỏ tỉnh Tây, lại còn dám bắt quan lớn cao cấp khác của chính phủ. Vương Hướng Tiền nghĩ vẫn còn may, tưởng tượng đến mà toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lại nghĩ Giang Cương bị bắt là bởi vì cưỡng bức Trần Diễm không thành, Vương Hướng Tiền nghiến răng hận, Giang Cương thật sự là đáng bị như thế, vẫn lừa ông ta về chuyện của Trần Diễm, thực đúng là không ra gì. Trần Diễm ơi Trần Diễm, rốt cuộc cô là Phan Kim Liên hay là Liễu Như Thị? Làm sao mà làm cho tỉnh Tây mất cả an ninh, thật sự là họa thủy, không, là hồ ly tinh hại nước hại dân. Hơn nữa Trần Diễm vẫn vô sự, Vương Hướng Tiền hiện giờ đau đầu không phải vì vấn đề Giang Cương, lại càng không phải vì Trần Diễm, mà là sự cố tai nạn mỏ sẽ kết thúc như thế nào. Ông ta vốn tưởng mình thông minh tuyệt đỉnh, làm việc không có kẽ hở, hiện nhìn lại. Không dám nói Hạ Tưởng đã nắm giữ hết thảy chân tướng, ít nhất sự cố lún nền lần thứ hai, không làm Hạ Tưởng chậm đi được bao lâu. Là như thế nào, là giấu giếm đến cuối cùng, vẫn tìm một người chịu tội thay sao? Đúng lúc Vương Hướng Tiền khó xử thì, lại một việc đột biến khiến ông ta kinh hoàng đến nhảy dựng, đánh hơi được cục diện chính trị có biến đổi lớn. Hạ Tưởng xuống tay cực nhanh và độc, chẳng những khiến Vương Hướng Tiền kinh hoàng, cũng khiến Lôi Trị Học nhất thời kinh ngạc và trở tay không kịp. Chuyện Giang Cương ngã ngựa làm Lôi Trị Học khó có thể tin, điều khiến ông ta kinh ngạc nhất không phải Giang Cương cưỡng bức không thành và giam cầm phi pháp, mà là Giang Cương bị hủy bỏ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trước mắt Phó chủ nhiệm ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân còn bắt chuyện chào hỏi ông ta, quay đầu đã nhanh chóng biểu quyết thông qua. Khiến Lôi Trị Học một mực nghĩ Hạ Tưởng cũng có chút lực ảnh hưởng nào tới ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân, ông ta mới là chủ nhiệm ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân. Là nhân vật số một, một chủ tịch tỉnh như Hạ Tưởng, nếu có thể vươn tay đến cả ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì rất kinh người. Nhưng cho dù Lôi Trị Học kinh hoàng, sự tình đã rõ ràng,
cũng khiến ông ta sau khi kinh ngạc tỉnh táo lại và suy nghĩ tử tế, liền như hiểu ra một chuyện, Hạ Tưởng mượn thế lực của Tào Vĩnh Quốc, Hình Đoan Đài và Lộ Uyên Nguyên, thế lực tiềm ẩn ở tỉnh Tây lớn kinh người, thậm chí vượt xa tưởng tượng của ông ta. Ở trong nước, trước kia có tiền lệ nhân vật số 2 áp chế được nhân vật số 1, nhưng phần lớn là thái tử đảng con cháu các quan lớn kết bè kết đảng, hoặc là Hồng Nhị Đại, đời thứ hai của thế hệ cách mạng, Hạ Tưởng vừa không phải thái tử đảng cũng không phải Hồng Nhị Đại, chỉ thuộc giới bình dân, nhưng vừa mới đến cũng có thể cân sức ngang tài ngang sức với ông ta ở tỉnh Tây. Hiện giờ không khác gì đang áp bức ông ta, không chỉ bởi vì Hạ Tưởng là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc, mà ở chỗ tay hắn cao minh, giỏi đánh võ thuật đùa bỡn chính trị, cũng tiềm ẩn nhiều phục binh sẵn phía sau hắn. Lôi Trị Học trải qua một phen suy nghĩ sâu xa, biết rằng Hạ Tưởng bay lên là không thể ngăn cản, ông ta quyết định phải tìm điểm chung trong sự khác biệt, phải dùng thái độ công bằng, hữu nghị, hiệp thương để giải quyết ở các sự vụ trọng đại của tỉnh Tây cùng với Hạ Tưởng. Quả thật là lần này vô vọng vào bộ chính trị, Lôi Trị Học thậm chí còn hoài nghi việc ông ta và Hạ Tưởng đồng thời vào bộ chính trị, thế lực phía sau hắn phải hơn 10 năm sau mới có sự suy thoái, mà sự đoàn kết giữa thế lực gia tộc không ai có thể sánh bằng. Hơn nữa phe truyền thống của thế lực gia tộc cũng đang quật khởi, Hạ Tưởng được Tổng Bí Thư khen ngợi, được phe Tân Hưng và phe truyền thống của thế lực gia tộc ra sức ủng hộ, tự hỏi Hạ Tưởng một khi ngồi vào vị trí bí thư tỉnh ủy, trong nước còn có ai có thể chống lại hắn. Làm cuộc đời chính trị của Lôi Trị Học lại một lần chuyển biến, sau khi ông ta suy nghĩ, rốt cuộc kiên định lập trường, bắt tay thân thiết với Hạ Tưởng. Sau khi Lôi Trị Học ra quyết định, chuyện thứ nhất chính là đích thân thị sát công tác xử lý sự cố tai nạn mỏ. Khi thị sát, đưa ra lời phê bình khéo léo, tỏ vẻ bất mãn đối với sự cố lún nền thứ hai ở địa điểm xảy ra tai nạn mỏ, tuy không trực tiếp điểm danh phê bình Vương Hướng Tiền, nhưng Vương Hướng Tiền là người phụ trách cao nhất, nên khó tránh được trách nhiệm. Bị lãnh đạo phê bình không phải chuyện gì to tát, ai cũng có lúc bị lãnh đạo phê bình, nhưng vấn đề là thời điểm Lôi Trị Học phê bình rất mẫn cảm, trong lúc Giang Cương vừa mới ngã ngựa. Lôi Trị Học chẳng những đích thân tới hiện trường sự cố tai nạn mỏ, còn trực tiếp đề xuất phê bình, ý đồ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Vương Hướng Tiền trong lòng bất ổn, lại không biết nên như thế nào. Sự tình đã tới nước này, Giang Cương có thể khai ra toàn bộ sự thật về sự cố tai nạn mỏ hay không? Nhất là thái độ của Lôi Trị Học càng khiến Vương Hướng Tiền bồn chồn trong lòng, ông ta chỉ biết, bí thư Lôi tính toán thiệt hơn rốt cuộc đã hạ quyết tâm cộng tác với Hạ Tưởng. Cục diện chính trị tỉnh Tây phải ổn định, cục diện chính trị mà ổn, tình hình kinh tế cũng được thúc đẩy mạnh theo suy nghĩ của Hạ Tưởng. Nói là bí thư Lôi và chủ tịch tỉnh Hạ bắt tay là nói một cách khéo léo, sự thật là bí thư Lôi theo chân chủ tịch tỉnh Hạ. Nếu là trước kia, Vương Hướng Tiền nói không chừng còn giễu cợt Lôi Trị Học một phen, nhưng hiện giờ ông ta cũng không khá hơn, Lôi Hạ liên thủ, nếu sự cố tai nạn mỏ xử lý không tốt, ông ta có khả năng cao sẽ trở thành vật hy sinh chính trị. Vương Hướng Tiền nghĩ ngợi mà như ngồi trên đống lửa. Nhưng mà, điều càng khiến ông ta không nghĩ đến chính là, sự kiện làm người ta không tưởng được phát sinh trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây, đạt được tiến triển mang tính đột phá. Nếu nói chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng là tượng trưng cho Hạ Tưởng mở ra cục diện ở tỉnh Tây, như vậy chuyển dịch cơ cấu ngành điện của tỉnh Tây thành bại chính là tiêu chí để nói Hạ Tưởng có nằm trong tay cục diện của tỉnh Tây hay không. Vương Hướng Tiền nghĩ, chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây ít nhất cũng phải hơn một năm rưỡi nữa mới có khả năng lên chương trình, chưa kể đến, trước khi chuyển đổi hình thức kinh tế nguồn năng lượng tuyên cáo hoàn toàn thành công, mà phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây đã được thông qua. Điện lực tỉnh Tây cho rằng đề nghị chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây là phương án khả thi, đã chính thức thông qua thảo luận nội bộ trong điện lực tỉnh Tây, đệ trình lên chính phủ. Vốn nỗ lực thực hiện này do Vương Hướng Tiền phân công quản lý, bản đệ trình đến tay Vương Hướng Tiền. Nhưng bởi vì ràng buộc với sự cố tai nạn mỏ, Vương Hướng Tiền thiếu thuật phân thân, qua đề nghị của Hạ Tưởng, đưa ra hội nghị thường vụ nhất trí quyết định, do Phùng Kiện Siêu phụ trách quản lý công việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây. Thế cục tỉnh Tây biến hóa cực nhanh, làm người ta hoa mắt rối loạn. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào sự cố tai nạn mỏ, thì xuất hiện chuyện của Giang Cương. Đường đường là đầu sỏ tỉnh Tây muốn người phụ nữ nào mà chẳng có, sao phải cưỡng bức không thành. Nghe nói muốn ngủ với một nữ diễn viên nào đó phải trả 70 triệu, lại có người từ chối, phải truy cứu trách nhiệm pháp luật, liền khiến không ít người cười thầm. Không chỉ riêng Trung Quốc, chính là phóng tầm mắt ra thế giới, một người nữ diễn viên có thể bán với giá 70 triệu.
nhân dân tệ xuống giá sao? Trừ phi là ngủ với cô ta một đêm có thể trường sinh bất lão, nếu không, không có một thằng ngốc nào bỏ ra 70 triệu. Đối với Giang Cương mà nói, cũng chẳng khác nào mưa bụi, gã bỏ ra 70 triệu, cho dù là cưỡng bức ai, cũng không ai đi tố cáo ông ta cưỡng bức. Nhưng người ta cố tình tố cáo cưỡng bức không thành, không ít người đều nghĩ, có lẽ nào là Giang Cương nghĩ quẩn, đối với gã mà nói có thể bỏ tiền ra để mua tất cả mọi chuyện, sao phải chịu tội phạm pháp. Trần Diễm lại còn là chị cả Tấn Dương, được rồi, một cô chị cả tỉnh Tây cũng không đáng giá 70 triệu, tất cả mọi người đang âm thầm đoán, có phải Giang Cương bị Trần Diễm vu cáo chăng? Không ngờ chuyện của Giang Cương chưa quyết định thì, lại đột nhiên xảy ra đại sự chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây, lại thu hút toàn bộ ánh mắt. Chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây, là chuyện lớn trong chính trị, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, cũng không phải sự kiện lớn gì có thể khiến cho họ cảm thấy hứng thú. Nhưng sở dĩ cũng có thể thu hút nhiều ánh mắt, cũng là bởi vì điện lực tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia trước đây có tranh đấu dẫn tới xích mích. Chuyện lớn nối tiếp chuyện lớn, khiến người ta không kịp nhìn, người dân nào có một chút suy nghĩ chính trị cũng có thể đoán được một chút, tỉnh Tây sẽ phải thay đổi tình hình. Tỉnh Tây thay đổi tình hình, bắt đầu thay đổi tình hình từ Tấn Dương. Sau khi Giang Cương bị bắt, vụ án nhanh chóng tiến vào giai đoạn thẩm vấn. Cùng lúc, Giang Cương bị bắt, khiến cho hành động ra cú đấm mạnh của Tấn Dương bành trướng thanh thế. Với cú đấm mạnh này, tỉnh ủy Tấn Dương ra tay, vô số tham quan ô lại bị ngã ngựa. Phòng tuyến thứ nhất của quan thương cấu kết bị đánh vỡ. Sau khi, tỉnh ủy cũng ra cú đấm mạnh, thời kỳ chống tham nhũng ngành than đá, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hạ được vô số quan lớn. Sau lưng mỗi một quan lớn ngã ngựa, đều có tài nguyên than đá, muốn bán lại tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước, hoặc là có cổ phần ở doanh nghiệp than đá, vân vân, tóm lại đều có quan hệ với chủ mỏ than. Một lần Lôi Trị Học thuyết giảng ở hội nghị công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã nhấn mạnh, chỉ cần nhận được manh mối sẽ tra đến tận cùng, trong tỉnh tra không được, chuyển giao cho Trung ương. Hạ Tường thuyết giảng càng có ý nghĩa thực tế. Quên chuyện máu me đi, bán máu để có cơm ăn, càng bị chết nhanh hơn. Ngày hôm sau hội nghị công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Tấn Dương có hai quan lớn ngã ngựa, một người là Phó Thị trưởng Ủy viên Thường vụ, người còn lại là Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Tấn Dương. Cục trưởng bị giam có chuyên trách là phê chuẩn thẩm định chất lượng than đá, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Tấn Dương ngã ngựa, dính líu đến một số lớn chủ mỏ than. Việc đánh ra cú đấm mạnh vào quan thương câu kết ở tỉnh Tây của Hạ Tường đã tiến đến giai đoạn tấn công toàn diện. Sau đó không lâu, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn tỉnh Tây cũng ngã ngựa ầm ầm. Tiêu chí đánh tan quan thương câu kết ở tỉnh Tây, đã đánh đến thịt, xúc tới tận gốc. Một loạt cú đấm mạnh đánh ra, tiêu chí là phá vỡ tảng băng kiên cố của tỉnh Tây. Vương Hướng Tiền vẫn như cũ, bị vùi lấp trong sự cố tai nạn mỏ, lúc này đã không còn đường xoay sở. Hiện giờ ông ta hối tiếc không kịp, lúc đó không đáng vì che giấu chân tướng mà gây ra lần lún thứ hai. Sớm biết Giang Cương sẽ xong đời, bị bắt giữ, cưỡng bức không thành là một tội danh. Gây ra sự cố tai nạn mỏ cũng là một tội. Nhưng dù sao Giang Cương đã xong đời, heo không sợ nước nóng, chính mình sao phải hấp tấp che giấu cho gã. Hiện giờ chế diễu, đã cưỡi trên lưng cọp, ông ta thật sự không có cách xong việc. Mấy ngày qua, Hạ Tường không thúc đẩy tiến trình lộn xộn, không động không hỏi tới tiến trình xử lý sự cố tai nạn mỏ, ông ta báo cáo cái gì, Hạ Tường nghe cái đó, không hỏi lấy một câu. Thái độ rất rõ ràng, chính là muốn chờ ông ta giao ra quân bài cuối cùng. Vương Hướng Tiền trong lòng chìm xuống tận đáy, rốt cuộc phải giao ra quân bài gì mới có thể khiến Hạ Tưởng hài lòng. Ngày mai hiện trường sự cố tai nạn mỏ có thể hoàn toàn rửa sạch, báo cáo như thật giống Giang Cương đã nói, vẫn là sự cố lún nền mà người ta nói cả ngày sao. Vấn đề là, hiện giờ ông ta không biết Giang Cương bị bắt đã giải thích bao nhiêu chân tướng, chẳng qua là nghĩ. Có lý do để tin tưởng Giang Cương sẽ không nói lung tung. Nói ra, đồng nghĩa với chính mình đào hầm cho mình, Giang Cương đâu ngốc như vậy. Hiện giờ còn có một vấn đề chính là ông ta không cách nào nhận được sự ủng hộ của Lôi Trị Học, ngoại trừ công việc báo cáo bình thường, Lôi Trị Học không hề lén tiếp xúc bất luận là cách gì với ông ta, cũng không cho ông ta cơ hội giải thích, Vương Hướng Tiền liền biết, ông ta bị cô lập. Trong chính trị bị cô lập tuyệt đối không phải là chuyện tốt. May mắn ông ta đã nghe ngóng nhiều nơi, Trung ương hoàn không có ý động đến ông ta ít nhiều cũng yên tâm. Lôi Hạ Liên thủ tối đa chính là cô lập ông ta, không thể khiến ông ta bị làm sao cả.
Có một tia hy vọng đáng để trả giá 100% cố gắng, Phương Hướng Tiền chuẩn bị tỉ mỉ một phen, Dương Dương tự đắc sửa sang lại 10 trang báo cáo của cái gọi là chân tướng sự cố tai nạn mỏ, chính thức đệ trình tới tay Hạ Tường. Phương Hướng Tiền báo cáo hai điểm quan trọng, thứ nhất, sự cố tai nạn mỏ là do Phó Tổng Giám đốc Lưu Lộ bất mãn đối với việc chuyển dịch cơ cấu trong mỏ khai thác An Đạt, bởi vậy nên đã gây ra sự cố. Thứ hai, dưới hầm có khoảng 110 thi thể, đại bộ phận đều đã chết trước đó 3 ngày, có 2 thi thể là người sống là Lão Tiền và Lão Tôn, cụ thể nguyên nhân tử vong không rõ, bước đầu phán là trượt chân ngã vào giếng mỏ, lại bị 2 lần lực nổ hất ra ngoài giếng. Đêm trước khi tổ chức họp báo lần thứ tư, phương án tái tổ chức điện thế tỉnh Tây đã thông qua cuộc họp thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Hướng Tiền cũng tham gia cuộc họp. Phương án tái tổ chức điện thế tỉnh Tây, trước đây y đã xem qua rồi, tuy đã xem không quá 3 lần, nhưng lúc đệ trình lên cuộc họp thường vụ chính phủ thảo luận, y vẫn khó mà tin được điện thế tỉnh Tây sẽ chấp nhận điều kiện hà khắc như vậy, điện thế tỉnh Tây vì sao cho phép Quý Như Lan nắm cổ phần vượt quá 20%. Quý Như Lan cho dù là con cháu nhà họ Quý, xa xôi ngàn dặm từ lĩnh Nam đến tỉnh Tây, lấy mấy tỷ vốn tham dự cuộc tái tổ chức điện thế tỉnh Tây lợi ích không quá tốt, là dụng ý gì? Vương Hướng Tiền suy nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp. Khó hiểu cũng chịu, trên chính chỉ có độ cao của vài sự việc, mà y không thể nào nhìn tới được, đừng thấy y là phó chủ tịch thường trực tỉnh, chỉ cách xa Hạ Tưởng một bước, nhưng từ tầm mắt đến bố cục lâu dài, sự chênh lệch giữa y và Hạ Tưởng là một trời một vực. Sức ảnh hưởng của Vương Hướng Tiền trong bộ máy chính quyền xưa không bằng nay, đã không bằng trước kia, dù rằng y đối với tái tổ chức điện thế tỉnh Tây có quyền phát ngôn nhất, vốn muốn phát biểu theo thường lệ bình vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ý tứ sâu xa của Hạ Tưởng, đột nhiên không có sức mạnh, nói qua loa vài câu rồi giơ tay tán thành. Việc phát biểu ngắn hay dài biểu hiện địa vị cao thấp, Vương Hướng Tiền rất chán nản, bắt đầu từ khi nào, địa vị của y ở bộ máy chính quyền hạ thấp đến mức nhìn ánh mắt Hạ Tưởng mà làm việc. Phương án của tái tổ chức điện thế tỉnh Tây sau khi thông qua cuộc họp thường vụ Ủy ban Nhân dân, còn phải đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thông qua. Trước khi lên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án trở về điện lực địa phương tỉnh Tây trước, yêu cầu điện lực địa phương tỉnh Tây giới thiệu quy tắc chi tiết kỹ càng tỉ mỉ hơn, để Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy xét duyệt. Lúc thảo luận tại chỗ, Phùng Kiến Siêu vô cùng tích cực, không những phát biểu rất nhiều ý kiến về việc tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây, mà còn đề xuất không ít ý kiến mang tính kiến nghị, đều được đưa vào biên bản cuộc họp, đồng thời giao cho điện lực địa phương tỉnh Tây tham khảo. Vương Hướng Tiền liền vô cùng bất mãn đối với Phùng Kiến Siêu, vốn điện lực là do y quản lý, bây giờ bị Phùng Kiến Siêu cướp công không nói. Hơn nữa, sự nổi trội của Phùng Kiến Siêu rõ ràng là vượt qua y, khiến y thêm phần thê lương, trong lòng thầm nghĩ, y vẫn còn đang giữ chức, y chẳng qua là tạm thời bị sự cố tai nạn mỏ ràng buộc, đợi y ra tay, nhất định lấy lại gấp bội. Phùng Kiến Siêu còn muốn tranh giành với y. Đừng hòng. Dù sao thì Hạ Tưởng sắp tổ chức họp báo lần thứ tư rồi, cuộc họp như đinh đóng cột trên bảng rồi, y cũng đồng nghĩa với việc ung dung qua ải rồi. Sau khi qua ải, lại nghĩ cách giúp Giang Cương qua ải. Một giam giữ phạm pháp và một cưỡng hiếp không thành không thể làm gì Giang Cương, giỏi lắm là phán hoãn thi hành án phạt là coi như nặng rồi. Vương Hướng Tiền nghĩ như vậy, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng không tính toán được mất nhất thời, liền để Phùng Kiến Siêu đắc ý trước mấy ngày. Đợi qua họp báo, y trong việc xử lý sự cố tai nạn mỏ cũng coi như là một công lớn, sau đó đợi sau khi tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây thông qua Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, y lại rõ ràng rành mạch để phân công quản lý điện lực để tiếp quản toàn bộ, nỗ lực trước đó của Phùng Kiến Siêu sẽ làm áo quần cho y, ha ha, việc tốt vô cùng. Vương Hướng Tiền thậm chí hơi bức thiết chờ đợi họp báo lần thứ tư diễn ra. Hạ Tưởng không để y thất vọng. Họp báo lần thứ tư đã diễn ra vào hôm thứ hai hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân. Đối với báo cáo nhận định cuối cùng về sự cố tai nạn mỏ mà y đệ trình, Hạ Tưởng không phát biểu ý kiến gì, Lôi Trị Học cũng không, dường như là ngầm thừa nhận. Nói chung, do ai phụ trách việc gì, cho dù là nhân vật số 1 số 2 cũng sẽ không dễ dàng phủ định kết quả điều tra, bởi vậy Vương Hướng Tiền xem ra, sự ngầm thừa nhận của Hạ Tưởng và Lôi Trị Học là tình trạng bình thường của quan trường. Đồng nghĩa với việc tỉnh ủy đồng ý kết quả điều tra của y, sẽ là chân tướng duy nhất công bố cho bên ngoài. Họp báo lần thứ tư tổ chức đúng thời gian, khác với lúc trước chỉ có một mình Hạ Tưởng tham dự là, lần họp này, có Vương Hướng Tiền tham dự. Phòng hội nghị giống như ba lần trước, không có ghế trống,
không những phóng viên ba lần trước đều đến đông đủ, không thiếu một người nào, mà ai cũng tỏ vẻ mặt mong đợi, đều biết lễ công bố hôm nay sẽ tiết lộ chân tướng sự cố tai nạn mỏ. Cũng có không ít nữ phóng viên sớm đã đến hội trường, vì muốn chiếm chỗ ngồi phía trước, không phải vì dễ đặt câu hỏi cho Hạ Tưởng, mà là vì gần một chút, lại gần một chút, dễ nhìn thấy phong thái của Hạ Tưởng. Cũng phải, chủ tịch tỉnh trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú như vậy trong nước tuyệt đối không có, có thể đối diện với chủ tịch tỉnh Hạ ở cự ly gần, là việc vinh hạnh biết bao. Càng có nhiều nữ phóng viên tuổi xuân ngời ngời, sau khi tham gia họp báo lần thứ ba, vừa sùng bái vừa kính yêu Hạ Tưởng, thậm chí còn nghĩ có thể bấu víu chuyện hay của chủ tịch tỉnh Hạ. Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn ở giữa, đối với ánh mắt khẩn thiết ở phía dưới như nhìn mà không thấy, ánh mắt bình thản, vẻ mặt nghiêm túc mà thản nhiên, thấy thời gian đã đến, hắn mở miệng nói. Khi tổ chức họp báo lần thứ ba, tôi đã hứa với các vị, họp báo lần thứ tư sẽ công bố chân tướng cuối cùng của sự cố tai nạn mỏ. Hôm nay, đặc biệt mời Phó Chủ tịch tỉnh Vương Hướng Tiền đến thông báo với quý vị một chút về quá trình xử lý và kết quả xử lý của sự cố tai nạn mỏ. Hạ Tưởng long trọng đưa Vương Hướng Tiền ra, liền khiến các ký giả có mặt sửng đi, không hiểu Chủ tịch tỉnh Hạ có dụng ý gì. Sau đó vừa nghĩ đến nội dung chính nhấn mạnh trong họp báo lần thứ ba, phóng viên giác ngộ chính trị hơi cao lập tức hiểu ra nguyên nhân trong đó. Nếu nói lần trước nhấn mạnh Vương Hướng Tiền phụ trách toàn quyền xử lý sự cố tai nạn mỏ là để lưu lại làm chứng, vậy thì hôm nay để Vương Hướng Tiền trực tiếp trình bày kết quả xử lý của quá trình xử lý tai nạn mỏ, chính là muốn để Vương Hướng Tiền chịu trách nhiệm hành vi lời nói của mình. Sau đây hoan nghênh Phó Chủ tịch tỉnh Vương Hướng Tiền phát biểu. Hạ Tưởng dẫn đầu vỗ tay. Vương Hướng Tiền đứng dậy vỗ tay, rất lịch sự khẽ cong lưng. Các vị lãnh đạo, các bạn, tôi chịu sự ủy thác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân phụ trách xử lý sự cố tai nạn mỏ, đến hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi. Sự cố tai nạn mỏ dưới sự ủng hộ to lớn của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, dưới sự quan tâm nhiệt tình của Bí thư Lôi và Chủ tịch tỉnh Hạ, dưới ảnh hưởng bất lợi của lần sụt lún bất ngờ lần thứ hai, công tác khai thác vẫn hoàn thành đúng thời hạn, điều tra rõ chân tướng sự việc, không tách rời với nỗ lực làm việc của các đồng chí tổ lãnh đạo tai nạn mỏ. Sau khi nói xong mấy câu nói suông, Vương Hướng Tiền mới đi vào vấn đề chính. Tất cả những người có trách nhiệm liên quan đến sự cố tai nạn mỏ đều đã bị cơ quan công an bắt giữ. Vương Hướng Tiền máy móc, hoàn toàn không giống với cách phát biểu tự nhiên của Hạ Tưởng, mỗi từ mỗi câu, y chỉ sợ có một câu sơ suất, đọc đầy đủ mười mấy phút mới phát biểu xong. Trong thời gian y phát biểu, phóng viên phía dưới hoặc tốc ký, hoặc chụp hình, hoặc ghi âm ghi hình. Kết quả không hề bất ngờ, cơ bản giống với tin tức Hạ Tưởng tiết lộ trong họp báo lần thứ ba, chỉ có điều Vương Hướng Tiền kéo dài thêm một bước, đồng thời xác nhận danh sách người phụ trách, chủ tính Lưu Lộ và bộ phận công nhân bị khai trừ sau sự việc lần này. Sự việc và sau vụ tái tổ chức mỏ than An Đạt không liên quan với nhau, cũng không liên quan với Giang Cương, chỉ là Lưu Lộ xuất phát tư thù, thuê một nhóm nhân công thời vụ gây nên, Lưu Lộ và nhân công thời vụ đều phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Không giống như mọi người mong đợi, họp báo lần thứ tư tuy công bố chân tướng sự việc, nhưng không tuyệt vời bằng ba lần trước, chủ yếu là Hạ Tưởng gần như không phát biểu, chỉ mở đầu giới thiệu Vương Hướng Tiền một chút, sau khi Vương Hướng Tiền phát biểu, lại nói ngắn gọn vài câu, rồi kết thúc họp báo. Các phóng viên đều cảm thấy như chưa hết ý, đều muốn nghe thêm lời bàn tuyệt hay của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dưới sự truy hỏi liên tục của các phóng viên, chỉ khiêm tốn nói. Nhân vật chính hôm nay là đồng chí Vương Hướng Tiền, tôi chỉ là phụ, có vấn đề gì xin đặt câu hỏi cho anh ấy. Vương Hướng Tiền tự cảm thấy hài lòng, họp báo đã tổ chức rồi, đợi sau khi tin tức ùn ùn kéo đến xuất hiện, thì xem như sự việc thay đổi, để duy trì hình tượng chính diện, bên trên cũng tạm thời sẽ không động đến y, cũng sẽ để sai tiếp tục sai. Bất luận là Hạ Tưởng rốt cuộc có đi tiếp nước cờ, hay là Hạ Tưởng không có kế để triển khai, dù sao thì y cũng qua ải rồi. Tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất, Vương Hướng Tiền liền hào hứng phấn khởi, với những câu hỏi của phóng viên có hỏi phải có đáp, hiền hòa, khiêm tốn đồng thời thỉnh thoảng cười mỉm, thể hiện rõ ràng phẩm hạnh tốt đẹp của một vị quan lớn tỉnh ủy. Sau khi họp báo kết thúc, Hạ Tưởng rời khỏi trước một bước, Vương Hướng Tiền vì muốn thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách của y, cũng để tạo quan hệ tốt với báo đài, chủ động đề xuất tiễn phóng viên ra ngoài trụ sở tỉnh ủy. Các phóng viên được đối đãi tốt mà lo sợ. Đây là việc không thể tưởng tượng trước đây, không ngờ đường đường phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng bình dị gần gũi như vậy, coi bọn họ như bạn bè, không ít phóng viên đã thầm quyết định sau khi về,
nhất định phải hình dung Vương Hướng Tiền như hình tượng một nhà hành động khoan hồng thành khẩn. Đến cổng trụ sở tỉnh ủy, Vương Hướng Tiền vẫn càng thêm nhiệt tình bắt tay tạm biệt các phóng viên, mới bắt tay 3-4 người, đột nhiên nghe được tiếng khóc từ đằng xa vang đến. Oan uổng, cha đáng thương của con chết oan uổng quá. Xảy ra chuyện gì rồi? Vô số phóng viên lập tức hành động, ánh mắt nhìn về phía xa, lập tức sững đi, ba phụ nữ trung cao niên mập mạp đeo khăn tang chạy như bay đến. Người phụ nữ mập tuy eo thô chân ngắn, nhưng tốc độ chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt, hơn nữa ba người cùng chống nạnh vây chặt lấy Vương Hướng Tiền. Phó Chủ tịch Vương, ông mở to mắt nói bậy, sự cố tai nạn mỏ không phải là lưu lộ sắp đặt. Cha tôi cũng không phải là trượt chân vào giếng quặng, là bị người của Giang Cương kéo vào, ông chết oan uổng quá. Ba người cùng khóc, tiếng khóc động trời, Vương Hướng Tiền chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu. Suýt nữa ngất đi xuống đất, việc y lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi. Ba người con dâu của lão Tiền khóc động trời, đành đá quậy trước cổng trụ sở tỉnh ủy, lật đổ hoàn toàn hình tượng Vương Hướng Tiền dày tâm xây dựng, hơn nữa gây ra sự hiếu kỳ cho tất cả các phóng viên. Trong tiếng khóc kể lể của ba sư tử Hà Đông, chân tướng của sự cố tai nạn mỏ cũng gạt ra lớp sương mù dày đặc, gạt mây nhìn thấy mặt trời đồng thời rõ ràng trước thiên hạ. Bao nhiêu năm sau, có người hình dung ba người phụ nữ khóc, từng bước tiến tới, không phải là nói Vương Hướng Tiền đi tiễn phóng viên bị ba người phụ nữ chặn lại, mà là nói mũ quan đường đường phó chủ tịch thường trực của Vương Hướng Tiền, bị ba người phụ nữ khóc cho rớt xuống. Có thể nói là kỳ tích lớn nhất trong lịch sử. Một ngày sau, lưu lộ phản cung, khai ra chân tướng bị Giang Cương hãm hại. Một tuần sau, Giang Cương nhận tội, thừa nhận chân tướng sắp đặt đằng sau sự cố tai nạn mỏ, không nhận không được. Vụ án của địch quốc công giống như một thanh kiếm sắc treo trên đầu, y nếu không nhận tội tai nạn mỏ, sự chỉ trách của địch quốc công càng khiến y nuốt không tiêu. Lại một tuần sau, Vương Hướng Tiền bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp mang đi, sự thất thế của Vương Hướng Tiền, báo hiệu thời đại của Hạ Tưởng đến rồi. Khi đám phóng viên nghe được tiếng khóc tố cáo của ba người phụ nữ, chỉ trích Giang Cương và Vương Hướng Tiền tàn nhẫn tạo ra tai nạn mỏ, đồng thời sau khi Vương Hướng Tiền phát hiện thi thể của lão Tiền, lão Tôn và Lưu lão quan, vì muốn hủy xác bịt đầu mối, lại tạo ra sự cố sụt lún lần thứ hai, ý đồ chôn giấu chứng cứ phạm tội, chỉ vì sợ phát hiện càng nhiều chứng cứ bất lợi dưới giếng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Càng trợn mắt há mồm hơn nữa chính là Vương Hướng Tiền, y bị ba người phụ nữ vây ở giữa, phía trước không có đường tới, phía sau chẳng có đường lùi, đối phương lại là người giống như lưu manh vô lại, đánh không được chửi không xong, chỉ có thể để mặc đối phương chỉ mũi mắng chửi. Đám cảnh vệ đáng chết đi đâu rồi? Sao còn không kéo người đi, chẳng lẽ để y mất hết mặt mũi hay sao? Nhìn lại, cảnh vệ của y bị ba người con trai của lão Tiền, hai người con trai của lão Tôn và một đứa con trai một đứa con gái của Lưu lão quan liều mạng chặn lại. Không đến gần được, Vương Hướng Tiền liền biết, hôm nay không dễ qua ải rồi. Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, ba sư tử Hà Đông chắc chắn là chịu sự chỉ bảo của cao nhân. Phút chốc biến thành lưu manh có văn hóa, rõ ràng là muốn tàn nhẫn làm mất mặt. Ai là độc thủ phía sau? Liên tưởng đến biểu hiện của Hạ Tưởng tại họp báo lần thứ 3 và lần thứ 4, Vương Hướng Tiền chợt bừng tỉnh ngộ, thật là một tên tiểu nhân nham hiểm xảo trá, chính là cố ý để y lên bục, y càng ở trên bục nói ba hoa chích chòe, bây giờ bị cái bạt tai càng vang dội. Thật ra Vương Hướng Tiền đã hiểu nhầm Hạ Tưởng mới không dùng loại thủ đoạn này ép y hiện nguyên hình. Hạ Tưởng có nhiều phương pháp quang minh chính đại, hơn nữa cũng sớm đã chuẩn bị tốt thùng thuốc nổ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, chỉ có điều không ngờ rằng, lão Tiền tuy cả đời im lặng không có tiếng, nhưng với lần nổ bi hùng cuối cùng, đã phá ra một khoảng trời mờ mịt của tỉnh Tây. Sự thật là, lão Tiền sau khi bị phát hiện hành tung, đối phương ép ông xuống giếng, chuẩn bị chôn sống ông, gộp vào trong số người tử vong do sự cố tai nạn mỏ. Đến giếng lão Tiền mới phát hiện, đã có lão Tôn và Lưu lão quan bị bắt, ông liền biết, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đợi lúc người tạo ra tai nạn mỏ sắp xếp xong tất cả, chuẩn bị lên giếng, lão Tiền và lão Tôn hẹn ngầm với nhau, cùng phối hợp, lén chạy lên miệng giếng, chặn đường lui của mấy người chuẩn bị lên giếng. Mấy người thẹn quá hóa giận, ý muốn giết luôn lão Tiền cho xong, không ngờ lão Tiền hèn nhát cả đời, lúc gần chết lại dũng cảm, thừa lúc rối loạn do sóng xung kích của lần nổ đầu tiên gây ra. Mở dây thừng, một tay đốt thuốc nổ cuối cùng. Một tiếng nổ lớn, lão Tiền, lão Tôn cùng với mấy tên lâu la của Giang Cương, cùng bị nổ tan xương nát thịt.
Cũng chính vì hành động liều mạng của Lão Tiền, dẫn đến sự cố tai nạn mỏ đi lệch khỏi quỹ đạo, cũng thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Vương Hướng Tiền. Những việc Lão Tiền đã làm dưới giếng, đương nhiên không ai biết được. Sau lần sụt lún thứ hai, thi thể của ông một lần nữa bị chìm trong bùn, ba đứa con dâu của ông không cam chịu, đến hiện trường cứu nguy, khóc rồi quậy rồi treo cổ, cuối cùng quậy đến nỗi công nhân không ngại phiền phức, bất đắc dĩ nói ra sự thật lần sụt lún thứ hai là sự cố do người khác tạo ra. Vừa nghe xong, ba người con dâu nổi lửa giận, hung dữ, Mặc Phương Hướng Tiền y là phó bí thư tỉnh ủy hay là phó chủ tịch thường trực tỉnh, chọc đến bọn họ, xin lỗi, không xong đâu. Vương Hướng Tiền vừa nãy ở trên bục còn dõng dạc nói chân tướng sự việc, bị ba người phụ nữ vây ở giữa ập vào mặt mà chửi một trận không nói, còn bị ăn một miệng nước miếng, một phó chủ tịch thường trực tỉnh muốn nhếch nhác thế nào thì nhếch nhác thế đó. Thậm chí, không ít phóng viên thừa nước đục thả câu, âm thầm chụp ảnh ghi hình. Nếu nói Giang Cương từ dưới ánh sáng của người giàu nhất tỉnh Tây, phút chốc bị lột sạch quần áo, đồi bại cưỡng bức không thành đã đủ mất mặt rồi. Vậy thì Vương Hướng Tiền từ việc đứng trên bục khí thế dõng dạc nói chân tướng sự việc, vừa quay người đã bị ba người phụ nữ chửi không còn gì trước cổng trụ sở tỉnh ủy, hơn nữa còn ở ngay trước mặt phóng viên, danh dự của y cũng bị mất sạch sẽ rồi. Đương nhiên, chỉ dựa vào ba người phụ nữ khóc đã có thể khiến Vương Hướng Tiền mất chức quan là sự hoang tưởng không gần với thực tế, độ dày của mặt quan chức Trung Quốc, trường thành cũng không bằng, trông chờ lương tâm họ cảm thấy nhận lỗi từ chức, gần như là việc không thể. Vương Hướng Tiền vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây của ba người phụ nữ, vội vã trở về tỉnh ủy, đang giận không kìm được yêu cầu phòng cảnh vệ tỉnh ủy gia tăng biện pháp phòng bị, để tránh xảy ra chuyện tương tự lần nữa, vừa vào trụ sở văn phòng tỉnh ủy, liền cảm thấy không khí hơi khác. Không giống như thường ngày ai gặp y đều cười chào đón và gật đầu thăm hỏi, dường như trong nháy mắt đã thay đổi thời tiết, tất cả mọi người gặp y, đều tránh né, đã không nhìn lại y, còn không chào hỏi y. Mà chỉ vội vã nhìn lướt qua một bên, sau đó vội vã bước đi, giống như chỉ sợ dừng thêm một phút thì sẽ bị dính xui xẻo vậy. Vương Hướng Tiền ở trên quan trường nhiều năm, lập tức trong lòng sợ hãi, phỏng đoán được gì đó, bước vội lên lầu, còn chưa đến văn phòng, liền bị Trần Hạo chặn lại ở hành lang. Phó Chủ tịch Vương, mời qua đây một lát. Trước kia Trần Hạo đều tỏ vẻ mặt cười tít mắt với Vương Hướng Tiền, hôm nay thái độ khác thường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa giọng điệu hơi có phần không cung kính, lòng Vương Hướng Tiền lại lần nữa chĩu xuống. Quan hệ giữa y và Trần Hạo không phải thân mật bình thường, Trần Hạo dùng thái độ này nói chuyện với y, tuyệt đối có chuyện lớn xảy ra. Vương Hướng Tiền cùng Trần Hạo đi đến một chỗ yên tĩnh, Trần Hạo nét mặt u ám. Vừa nãy bí thư Lôi tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi muốn ở lại Tấn Dương hay là về Bắc Kinh. Vương Hướng Tiền biết, chuyện quan hệ quá mức thân mật giữa y và Trần Hạo đã bị Lôi Trị Học phát hiện rồi, Lôi Trị Học muốn thả Trần Hạo ra ngoài. Giữa đường thả thư ký ra ngoài, hoặc là đặc cách để bạt đối với thư ký, hoặc là biểu hiện vô cùng không tín nhiệm. Dễ dàng thấy đối với Trần Hạo là vế sau. Không đợi Vương Hướng Tiền nói gì, Trần Hạo đột nhiên giơ tay vỗ vỗ bả vai của Vương Hướng Tiền. Phó Chủ tịch Vương, anh tự thu xếp nhé. Nói xong, quay người đi thẳng. Vương Hướng Tiền ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Không nói hành động vỗ vai vừa rồi của Trần Hạo thất lễ bao nhiêu, chỉ câu nói ý nghĩa sâu xa cuối cùng của Trần Hạo đã khiến y đủ ngửi thấy một trận bão chính trị nhanh chóng đến gần. Vương Hướng Tiền không ngờ rằng, đoạn nói chuyện vừa rồi là lần nói chuyện cuối cùng giữa y và Trần Hạo. Từ đây về sau, y và Trần Hạo sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Vương Hướng Tiền vừa về đến phòng làm việc, liền bị một cuộc điện thoại của Lôi Trị Học gọi đến văn phòng bí thư tỉnh ủy. Bước vào mới phát hiện Hạ Tường cũng có mặt, hai người đầu sỏ của tỉnh ủy cùng lúc xuất hiện, cùng lúc có vẻ mặt nghiêm túc, Vương Hướng Tiền trong lòng chỉ tồn tại một sự tiêu tan ảo tưởng. Đồng chí Hướng Tiền, Lưu Lộ đã công khai toàn bộ sự thật. Lời mở đầu của Lôi Trị Học ngắn gọn mà có sức, ánh mắt nhìn thẳng vào hai mắt Vương Hướng Tiền, dường như đang mãnh liệt ám chỉ gì đó. Vương Hướng Tiền há miệng, nói không ra lời, muốn ra hiệu ngầm Lôi Trị Học giúp y một tay, nể tình bạn đã qua. Giúp y nói với bên trên vài câu hay, nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra Lôi Trị Học có dính líu gì ở sự cố tai nạn mỏ, y cuối cùng đã hiểu, so ra, y vẫn chơi không lại một Lôi Trị Học với thủ đoạn chính trị cao siêu bàng quan với mọi việc. Hạ Tường bổ sung một câu. Giang Cương cũng đã khai ra toàn bộ chân tướng của sự cố tai nạn mỏ, vừa nãy tôi và đồng chí Trị Học đã có chỉ thị cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh,
báo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vương Hướng Tiền lùi về sau một bước, không đứng vững, đặt mông xuống ghế sofa. Ngồi xuống cạnh ghế, không ngồi vững, lại trượt xuống đất. Cơn bão chính trị tỉnh Tây đến yên tĩnh hơn mọi người tưởng tượng, nhưng mãnh liệt hơn, khiến mọi người hoảng sợ hơn chính là, chủ tâm giết người ẩn trong sự yên tĩnh, càng ác liệt hơn. Tối hôm đó, các trang web đăng tin, tiêu đề trực tiếp chính là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền giải thích nói rõ chân tướng sự cố tai nạn mỏ. Ngày hôm sau, các báo giấy cũng lần lượt đăng nội dung buổi họp báo, tin tức lần này, về cơ bản đều là dẫn nguyên văn không thiếu một chữ trong phát biểu của Vương Hướng Tiền, dường như các phóng viên đều mẫn cảm phát hiện ra gì đó, đều không phát biểu bất kỳ lời bình mang tính khuynh hướng nào đằng sau tin. Không lâu sau buổi họp báo, không ít người đều phát hiện ra một hiện tượng, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Vương Hướng Tiền đột nhiên biến mất khỏi mọi truyền thông, bất luận là trên TV hay trên báo, đều không có bài báo đôi câu vài lời nào liên quan đến Vương Hướng Tiền. Một tuần sau, tỉnh ủy tuyên bố có sự điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành ủy của ba thành phố, Trần Hạo điều đến một thành phố trong đó giữ chức phó thị trưởng, ủy viên thường vụ thành ủy. Trần Hạo được thả ra bên ngoài là chủ tâm giết người đầu tiên ẩn trong sự yên tĩnh, chứng minh Lôi Chỉ Học muốn hợp tác mật thiết với Hạ Tưởng, muốn bỏ thuốc mạnh vào hiện tượng cấu kết quan chức và giới làm ăn của tỉnh Tây. Ở đằng sau không có người khác biết, Trần Hạo thật ra vốn muốn về Bắc Kinh, suy cho cùng Bắc Kinh may ra còn phối hợp một chút, nhưng không ngờ rằng Lôi Chỉ Học cuối cùng sắp xếp y đến một thành phố xa xôi làm phó thị trưởng, tuy cũng là ủy viên thường vụ, nhưng ở tương lai có thể thấy trước, đợi sau khi Lôi Chỉ Học rời khỏi tỉnh Tây, Hạ Tưởng chủ trì toàn bộ công tác tỉnh Tây, y ở tỉnh Tây mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên. Trần Hạo biết y đã đi sai đường, chịu sự liên lụy của chuyện Vương Hướng Tiền, nhưng lúc này hối hận thì đã muộn. Mà những vị lãnh đạo thành ủy bị sắp xếp không dùng tới trong điều chỉnh bộ máy thành ủy ở ba thành phố, đều là những nhân vật thực quyền có qua lại thân mật với chủ mỏ than địa phương. Gián tiếp tỏ rõ cuộc chiến cấu kết quan chức và giới làm ăn, đã tăng lên đến toàn cục. Một tháng sau, lại có bộ máy thành ủy của vài thành phố tiến hành điều chỉnh biên độ nhỏ. Nếu không phải là người nhạy bén chính trị sẽ không nhìn ra dụng ý sâu xa của việc điều chỉnh người của Hạ Tưởng lần lượt lên chức, người của Lôi Chỉ Học rõ ràng là lên nhưng bên trong là xuống. Cũng không phải Lôi Chỉ Học thật sự hoàn toàn khuất phục dưới áp lực của Hạ Tưởng, mà là Lôi Chỉ Học thuận theo đại cục, đem bộ phận thân tín để bạt trước kia để tự do không dùng tới, trốn qua sự thanh toán cuối cùng đại thủy triều cấu kết quan chức và giới làm ăn. Tháng 7, nghênh đón mùa nóng nhất ở Tấn Dương, không khí chính trị Tấn Dương cũng lên đến thời kỳ nóng bỏng nhất. Vụ án Giang Cương trì hoãn không đi vào giai đoạn công tố, cuối cùng một lần nữa thu hút ánh mắt của dân chúng Tấn Dương cho đến tỉnh Tây, cơ quan công an chính thức tuyên bố, qua điều tra lấy chứng cứ, Giang Cương ngoài việc dính líu đến giam giữ phi pháp và cưỡng bức không thành ra, còn liên quan đến các tội danh trộm cắp, làm nhục thi thể, nguy hại an toàn công cộng, bây giờ kết hợp các tội trừng phạt, đồng thời giao đến Viện Kiểm sát, để Viện Kiểm sát đưa ra tố tụng cho tòa án theo pháp luật. Nếu không có gì bất ngờ, Giang Cương e rằng phải sống cuộc đời còn lại ở trong tù. Vụ án Giang Cương vừa có manh mối, Ủy ban Kỷ luật Trung ương liền chính thức tuyên bố kết quả xử lý đối với Vương Hướng Tiền giữ chức phạm tội. Tỉnh Tây, với việc Giang Cương và Vương Hướng Tiền song song thất thế, đánh dấu toàn bộ đi vào thời đại Hạ Tưởng. Ủy ban Kỷ luật Trung ương hôm trước tuyên bố, Phó Chủ tịch tỉnh Tây Vương Hướng Tiền vì nghi có dính líu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện tại đang tiếp nhận điều tra của tổ chức. Tiếp nhận điều tra của tổ chức là một cách nói khéo léo, ý ngầm chính là đã bị giữ và thẩm vấn. Ủy ban Kỷ luật Trung ương sau khi chứng thực vấn đề Vương Hướng Tiền trái pháp luật loạn kỷ cương, ban tổ chức cán bộ Trung ương sẽ chính thức tuyên bố bãi miễn chức vụ Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây. Sau đó, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu tại cuộc họp Thường vụ Toàn hội Đồng Nhân dân tỉnh Tây tuyên đọc dự thảo nghị quyết của Chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng về việc đệ trình quyết định bãi miễn chức vụ của Vương Hướng Tiền. Dự thảo nghị quyết được nhất trí thông qua. Mấy ngày sau, Phùng Kiện Siêu lại tuyên đọc cho Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết của Chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng về việc đề cử đồng chí Mã Dục làm Phó Chủ tịch tỉnh, qua thảo luận sôi nổi, cuối cùng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Chỉ sau một tuần, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương tuyên bố, qua Trung ương phê chuẩn, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương quyết định, đồng chí Mã Dục đảm nhiệm chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Tin tức chấn động cả tỉnh Tây, Mã Dục một bước lên trời. Bình thường mà nói, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch tỉnh quan hệ thân mật,
đợi sau khi chủ tịch tỉnh tiếp nhận chức vụ bí thư, thì sẽ nhảy thẳng lên vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, sau đó nhập vào hàng ngũ thường vụ tỉnh ủy, là con đường thăng tiến bình thường. Hoặc là trực tiếp đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh một nhiệm ký, rồi vào thường vụ, cũng là con đường vòng vèo, nhưng từ vị trí trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh như Mã Dục, một bước vào thẳng thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, trong nước không dám nói không có, nhưng cũng rất hiếm thấy. Từ nay, Mã Dục là thiên lôi sai đâu đánh đó, thề chết theo cùng của Hạ Tường. Vận mệnh cuối cùng của Vương Hướng Tiền thế nào, đã không ai quan tâm rồi, làm một phó chủ tịch thường trực tỉnh, bị ủy ban kỷ luật trung ương giữ và thẩm vấn thì cũng tương đương với việc hoàn toàn từ biệt sân khấu lịch sử, đợi y trở về chỉ là một vùng bụi bặm lịch sử suy bại. Thật ra từ lúc Giang Cương vừa mới thất thế, Vương Hướng Tiền đã nên ý thức được y chắc chắn đổ không nghi ngờ gì nữa. Lúc Hạ Tưởng vừa mới vào tỉnh Tây, lần đầu tiên hô ra khẩu hiệu phải đấu tranh với sự cấu kết giữa quan chức và giới làm ăn, có nghĩa là nếu hoàn toàn diệt tận gốc sự bệnh tật bướng bỉnh của quan chức thương nghiệp, trong giới công thương nghiệp và giới chính trị bắt buộc mỗi bên phải có một nhân vật nặng ký rất đài. Giới công thương nghiệp là Giang Cương, giới chính trị không ai khác ngoài Vương Hướng Tiền. Giang Cương cuối cùng bị kết án vô hạn, về phần cuối cùng có được bảo đảm ra ngoài chữa bệnh hay không vẫn chưa biết được. Ít nhất trong thời gian Hạ Tưởng giữ chức ở tỉnh Tây, y một bước cũng không được rời khỏi ngục. Đợi sau khi Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Tây, y có được bảo đảm ra ngoài chữa bệnh, cũng đã già yếu lắm rồi. Tài sản dưới tên Giang Cương, một phần để lại cho Giang An, thật ra không để cho Giang An càng tốt, để cho y một số tiền lớn ngược lại là hại y. Vài năm sau, y hút thuốc phiện mà chết ở nước ngoài, phần khác, với danh nghĩa hợp pháp báo đáp xã hội. Vương Hướng Tiền cuối cùng bị điều tra rõ, phát hiện dưới tên y có mỏ than cũ. Theo người trong ngành kể, bí quyết của Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây từng bước lên cao chính là không ngừng tích lũy của cải càng nhiều, vốn càng hùng hậu, sau đó tốc độ thăng tiến càng nhanh, mạng lưới quan hệ quan chức và thương nhân càng chặt chẽ. Là điển hình và nhân vật đại diện lớn nhất của sự cấu kết quan chức và giới làm ăn tỉnh Tây, Vương Hướng Tiền trong thời gian mười mấy năm ở quan trường tỉnh Tây. Tổng cộng gây ra thất thoát tài sản quốc hữu mấy chục tỷ. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Mỏ cũ trong tay y giá trị mấy trăm triệu thì không cần nhắc, chỉ riêng tìm thấy hơn trăm ký vàng trong nhà y đã nói rõ phó chủ tịch tỉnh Vương Liêm Khiết trước mặt mọi người giàu có cỡ nào. Giang Cương, Vương Hướng Tiền vừa đổ, tình hình tỉnh Tây liền thay đổi to lớn. Khi Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tây hùng hồn hô lên phải đẩy mạnh chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng, không mấy người tin tưởng. Lúc hắn lại đề xuất phải phá vỡ màn đen cấu kết quan chức và giới làm ăn ở tỉnh Tây, không biết bao nhiêu người ở đằng sau dè bỉu, cho rằng Hạ Tưởng trẻ tuổi, trải qua việc ít, chỉ dựa vào nhiệt huyết và cảm xúc bốc đồng, sớm muộn cũng vấp phải trắc trở ở tỉnh Tây, có thể còn đụng phải đá làm chảy máu đầu. Nhưng mà, sau khi chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng có được thành công đầu, rất nhiều người im miệng, mới nhìn Hạ Tưởng bằng con mắt khác, đồng thời trong lòng sinh ra sợ hãi. Lại vẫn có một số người khăng khăng tự cho mình đúng, nhận định chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng có thể thúc đẩy, nhưng hiện tượng cấu kết quan chức và giới làm ăn liên quan đến gốc gác thể chế chính trị tỉnh Tây, không cách nào lay động, cũng không thể bị phá vỡ. Nhưng ai cũng không ngờ được, cùng với sự cố tai nạn mỏ xảy ra, thế cục tỉnh Tây đã rất sáng tỏ, mà sau đó tình hình lôi trị học biến đổi lớn càng khiến nhiều người ban đầu không ngờ tới. Đợi sau khi Giang Cương thất thế với một lý do vô cùng buồn cười và đáng xấu hổ, niềm tin của không ít người đối với việc Hạ Tưởng có thể lay động gốc rễ cấu kết quan chức và giới làm ăn tỉnh Tây hay không cuối cùng đã lung lay, mà sau khi Vương Hướng Tiền biến mất, trước khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn chưa tuyên bố quyết định xử lý đối với Vương Hướng Tiền, không một ai còn dám xem thường Hạ Tưởng nữa. Bệnh tật ngang bướng mấy chục năm của tỉnh Tây bị Hạ Tưởng dùng thủ đoạn khó mà đề phòng được một phát phá vỡ. Chiến dịch chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng và quan thương cấu kết, song song có được thắng lợi lớn, Hạ Tưởng là khóa chủ tịch tỉnh xứng đáng nhất từ khi tỉnh Tây xây dựng đất nước đến nay. Giang Cương vào ngục, Vương Hướng Tiền thất thế, bầu trời tỉnh Tây dường như cũng bỗng chốc xanh hơn nhiều. Tháng 7, Sở Công an tỉnh tuyên bố phải triển khai một hành động trọng quyền xuất kích trong cả tỉnh, mục đích tấn công phần tử phạm pháp phá hoại cục diện an ninh ổn định đoàn kết chính trị, ổn định tình hình kinh tế trước mắt, cung cấp một môi trường xã hội hiền hòa ổn định cho nhà đầu tư. Rõ ràng là tấn công phần tử tội phạm, người sáng suốt đều hiểu, là tiếp tục củng cố thành quả tấn công cấu kết quan chức và giới làm ăn phạm vi trong tỉnh,
Sau khi chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng có được thành công toàn diện, thổ nhưỡng của cấu kết quan chức và giới làm ăn cũng phải tiếp tục phong tỏa. Nhưng hành động của Sở Công an tỉnh vừa bắt đầu đã gặp phải trở ngại không nhỏ, ở thành phố Tấn Dương còn được, có sự ủng hộ của chính quyền thành phố Tấn Dương, ở các thành phố bên dưới, tuy thành ủy ủy ban nhân dân thành phố ủng hộ không ít nhưng hệ thống công an các thành phố bên dưới không trải qua hai lần loại trừ như hệ thống công an thành phố Tấn Dương, do đó lực cản từ nội bộ công an các thành phố tương đối lớn. Ai cũng không ngờ được rằng, Hạ Tưởng còn có chuẩn bị ở sau. Vụ án Địch Quốc Công vẫn cứ dương cung mà không bắn, cuối cùng vào lúc hành động trọng quyền xuất kích ở các thành phố rơi vào thế căng thẳng, lần thứ hai nổ ra sát khí có lực sát thương vô cùng. Vụ án Địch Quốc Công không hề đưa tin lộ liễu, chỉ thông báo trong nội bộ. Dụng ý của việc không đưa tin lộ liễu chính là cố ý khiêm tốn xử lý vụ án Địch Quốc Công, nhưng càng xử lý khiêm tốn, thì càng ẩn chứa sát khí ghê rợn bên trong sự yên tĩnh. Qua điều tra, Địch Quốc Công bán tư liệu địa chất của tỉnh Tây cho thế lực nước ngoài, tiết lộ số liệu tuyệt mật tài nguyên than đá tỉnh Tây cho thế lực đối địch nước ngoài không có ý tốt, thu được báo đáp hậu hĩnh trong đó. Tội phản quốc đối với dân chúng bình thường cách xa trung tâm quyền lực chính trị mà nói, là một danh từ vô cùng xa xôi và xa lạ, nhưng đối với nhân vật trung tâm quyền lực mà nói, đặc biệt là hệ thống công an nắm giữ cơ mật nhất định, tội phản quốc cũng giống như một lời nguyền rủa, một khi bị gắn cái mũ tội phản quốc. Đừng nói tiền đồ hủy hoại hoàn toàn, mà cả đời cũng không có ngày ngóc đầu lên. Nói dễ hiểu một chút, chỉ cần dính đến cơ mật quốc gia, thẩm vấn là cơ mật, phán quyết là cơ mật, địa điểm giam giữ cũng là cơ mật, kết cục cuối cùng càng là cơ mật, sống không thấy người chết không thấy xác. Thân là nhân sĩ công an trong lực lượng chuyên chính, đều hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của lực lượng chuyên chính. Đối với dân chúng bình thường mà nói, cơ quan công an chính là quỷ môn quan vào dễ ra khó. Đối với cán bộ cảnh sát công an mà nói, bị đơn vị quốc an nhắm phải, nếu bị mời vào uống trà, còn đáng sợ hơn là đi ủy ban kỷ luật, cũng là quỷ môn quan có đi mà không có về. Uy lực của việc thông báo nội bộ của vụ án Địch Quốc Công, ẩn giấu sự sắc bén của sát khí, chỉ trong thời gian 3 ngày đã thấy được kết quả bước đầu. Đầu tiên là thành phố Cửu An có tinh thần chống đối nhất đối với hành động của Sở Công an tỉnh, đột nhiên thái độ lại thay đổi rất lớn. Từ sấm to mưa nhỏ trước kia bỗng chốc thay đổi sấm liên tục mưa như chút, dứt khoát loại trừ hai cục phó, ba đội trưởng lớn của Cục Công an thành phố, tình hình hệ thống công an Cửu An lập tức đổi khác. Rất nhiều khi, nói sự thật kể đạo lý mãi không có động lực bằng kề dao sát cổ, Địch Quốc Công tuy chỉ là phó cục trưởng Cục Công an thành phố Tấn Dương, nhưng tội danh thông đồng với địch bán nước, gần như có thể rơi xuống đầu mỗi lãnh đạo Cục Công an thành phố của thành phố than đá lớn. Hàm ý ngầm của việc thông báo nội bộ vụ án Địch Quốc Công chính là, hoặc là toàn lực phối hợp hành động trọng quyền xuất kích của Sở Công an tỉnh, hoặc là giống như Địch Quốc Công, thân bại danh liệt. Chỉ có hai con đường có thể chọn, một con đường là đánh đổ bạn bè thân thiết của mình, một đường là đánh đổ chính mình, rất nhiều người cuối cùng rất lý trí sáng suốt lựa chọn đánh đổ người khác. E là chính Địch Quốc Công cũng không biết, y là điểm mấu chốt quan trọng như thế nào trong vấn đề khó phá giải cấu kết quan chức và giới làm ăn tỉnh Tây của Hạ Tưởng. Cũng đúng, hệ thống công an gần như tự thành một thể, muốn hệ thống công an mỗi thành phố đều loại bỏ một lượt, vừa không thực tế lại thanh thế quá lớn, không bằng kinh sợ. Đều là người thông minh, hơn nữa trạng thái bình thường của quan trường cũng là tường đổ người đẩy, vương hướng tiền vừa đổ, Hạ Tưởng chỉ cần khéo léo đẩy về phía trước một bước, rút hết giá trị lợi dụng cuối cùng của Địch Quốc Công. Là được rồi. Tất cả đều tiến triển thuận lợi, đại kế cuối cùng của Hạ Tưởng ở tỉnh Tây, cùng với hành động trọng quyền xuất kích của các thành phố địa phương phối hợp mạnh mẽ với Sở Công an tỉnh, mà tuyên bố gần hoàn thành toàn diện. Một tuần sau, tỉnh Tây mở Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Tây lần thứ 10. 9 giờ sáng, toàn thể Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh Tây lần thứ 10 tuyển cử ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây khóa 10. Ủy viên điều tra kỷ luật tỉnh Tây khóa 10 và đại biểu tỉnh Tây tham dự đại hội đảng lần thứ 18. Đồng chí Lôi Trị Học chủ trì lễ bế mạc, đại hội tuyên bố kết quả trúng cử, tuyển cử ra đại biểu tỉnh Tây tham dự đại hội đảng lần thứ 18, mấy người Lôi Trị Học, Hạ Tưởng trúng cử là đại biểu tỉnh Tây tham dự đại hội đảng lần 18. Sau đại hội đại biểu, tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh Tây tổ chức cuộc họp toàn thể, tổng kết thành tích mang tính giai đoạn mà chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng đạt được. Đưa ra mục tiêu công tác giai đoạn tiếp, đồng thời định ra kế hoạch 10 năm cho kinh tế tỉnh Tây. Lần hội nghị này được gọi là hội nghị tỉnh Tây, đánh dấu thắng lợi toàn diện của chuyển hình kinh tế kiểu năng lượng tỉnh Tây. Hạ Tưởng dùng hành động thiết thực và nỗ lực không ngừng,
mở ra cục diện cho sự phát triển có thể tiếp tục lâu dài của tỉnh Tây về sau, lịch sử mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của Hạ Tường. Tấn Dương tháng 8, bước vào cuối hạ, các công tác tỉnh Tây chuyển động ổn định, trật tự ngay ngắn, dưới sự liên kết của Hạ Tường và Lôi Trị Học, tình hình chính trị và kinh tế tỉnh Tây đổi mới, hiện ra cảnh tượng phồn thịnh vinh quang. Cửa ải cuối cùng bày ra trước mắt Hạ Tường chuyện tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây, cuối cùng phải đệ trình lên hội nghị thường vụ tiến hành biểu quyết. Hội nghị thường vụ về việc thảo luận và biểu quyết điện lực địa phương tỉnh Tây, là đá thử vàng giữa Hạ Tường và Lôi Trị Học có phải là sự hợp tác chân thành hay không. Nếu Lôi Trị Học phê chuẩn tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây, có nghĩa là y sẽ hoàn toàn đắc tội với nhân vật lớn đằng sau lưới điện quốc gia. Chuyện tái tổ chức điện lực địa phương tỉnh Tây, cũng là cửa ải cuối cùng của Hạ Tường của quan niệm chấp chính ở tỉnh Tây. Buổi tối khi về đến nhà, nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, trong lòng Hạ Tường tràn ngập hạnh phúc. Mặc dù bản thân hắn đã ngồi lên vị trí cao, là chủ tịch của một tỉnh, nhưng hạnh phúc đối với hắn rất đơn giản, chính là mặc kệ bên ngoài như thế nào, nhưng khi hắn về tới nhà, trong nhà sẽ luôn có một người phụ nữ chờ đợi hắn, tình nguyện nấu cơm cho hắn. Cho dù là bần cùng nghèo túng hay là phú quý vinh hoa, luôn luôn một lòng với hắn không thay đổi. Trước sau như một và thản nhiên, thấu hiểu hắn và làm bạn với hắn. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất mà cả đời một người đàn ông theo đuổi. Nói ra ngoài chắc sẽ không có ai tin, đường đường chủ tịch tỉnh của một tỉnh sao lại có thể không màng tới tiền đồ như vậy, chỉ mong muốn có một người phụ nữ một lòng chờ đợi hắn. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, hắn sinh ra vốn chỉ là một người bình thường, điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cho dù bản thân có ở địa vị cao hơn nữa, hắn cũng chỉ coi mình giống như hàng trăm ngàn chúng sinh khác trong thiên hạ, không có khác biệt với những người dân hàng ngày đều phải vật lộn bôn ba, đều vì lý tưởng trong lòng mà phấn đấu, nỗ lực chịu trả giá vì một phần an ổn trong lòng. Có thể có nhiều người không hiểu được thủ đoạn mở ra cục diện ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng, hoặc lại cho rằng phương pháp đó quá khắc nghiệt, hơn nữa lại là không từ thủ đoạn. Ví dụ như can dự vào kinh tế, chiếm đoạt cổ phần, làm mạnh tái cơ cấu, vân vân, cứ như vậy, Hạ Tưởng dần dần đánh vỡ trật tự ở tỉnh Tây, chính là nắm trong tay toàn bộ quyền khai thác tài nguyên, giống như đang thành lập đế quốc kinh tế cho bản thân mình. Kỳ thật cũng không phải như vậy, trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, những điều mà người bên ngoài nói vẫn chưa là gì. Hắn còn muốn thực hiện một kế hoạch lâu dài khổng lồ khác. Hạ Tưởng vô cùng yêu nước, hết sức yêu mến dân tộc Trung Hoa nhiều vấn đề rắc rối này. Hắn tình nguyện chỉ cần hắn còn sống, thì hắn phải khiến người dân trong nước tỉnh giấc, phải khiến cho tổ quốc lớn mạnh hơn nữa. So với những đảng viên khác, tư tưởng của hắn có hơi chút khác biệt, nhưng hắn dám ở trước mặt Tổng Bí Thư và Thủ tướng nói thật suy nghĩ của hắn không chút nào lập lờ thì đã chứng minh, hắn yêu nước còn hơn yêu đảng. Quốc gia đều lâu dài hơn so với bất cứ một đảng cầm quyền nào, quốc gia so với một số ít đảng phái khác thì càng rộng lớn hơn, và có ý nghĩa to lớn hơn. Yêu nước, yêu mấy ngàn năm văn hóa dân tộc. Yêu tất cả các nhà cách mạng trước đây đã vì tổ quốc trả giá hết thảy, mà đảng cũng là một phần trong đó. Lại thất thần. Tào Thù Lê giơ tay bóp mũi Hạ Tưởng. Về đến nhà thì đừng nghĩ đến công việc nữa, công việc mãi mãi làm không xong, đời người lại có hạn, anh đừng đem sinh mạng hữu hạn của mình hòa nhập vô hạn thất thần như thế nữa. Hạ Tưởng giật mình, ôm vai Tào Thù Lê, hôn lên mặt cô. Anh muốn cảm ơn em. Chỉ sợ em chính là vợ quan chức cấp cao duy nhất trong nước còn tự mình nấu cơm. Tào Thù Lê hơi xấu hổ. Còn đùa nữa, cơm chín rồi, mau ăn cơm. Ăn cơm xong rồi nói tiếp. Thân là phu nhân chủ tịch tỉnh, nhưng mà hầu như mỗi ngày đều tự mình xuống bếp làm cơm cho hắn, khiến cho Hạ Tưởng không khỏi cảm động. Nghĩ lại, Tào Thù Lê rất thích làm việc, tính cách lại không cao cao tại thượng, cũng hoàn toàn nhờ có Vương Vu Phân gương mẫu dạy dỗ. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng, mẹ vợ bất kể có là phu nhân cục trưởng, phu nhân thị trưởng hay là phu nhân bí thư tỉnh ủy, thì vẫn luôn tự mình nấu cơm cho cha vợ. Cưới vợ phải cưới người hiền, lấy thiếp thì phải lấy người có sắc đẹp. Câu nói đúc kết trăm ngàn năm trí tuệ và kinh nghiệm của người xưa, tuyệt đối chính xác. Bình thường bữa tối Hạ Tưởng ăn rất ít, đó cũng là bí quyết duy trì dáng người tiêu chuẩn hiện nay của hắn. Bình thường buổi tối hắn cũng ít khi đi dự tiệc rượu, thứ nhất là sợ phiền. Thứ hai là đối với thân thể cũng không tốt. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, yêu chính bản thân mình cũng chính là biểu hiện trách nhiệm đối với người nhà. Dù sao, hắn cũng là trụ cột trong nhà, là nơi nương tựa của cả nhà. Những người đàn ông bây giờ chỉ biết nhậu nhẹt suốt ngày,
kỳ thật đều là những kẻ ích kỷ, chỉ biết đến vui vẻ nhất thời mà không nghĩ đến chẳng may nếu như bị bệnh, thì toàn bộ một nhà già trẻ trông cậy vào họ biết sống thế nào. Huống chi hiện tại bản thân Hạ Tưởng đang nắm giữ thế lực rất lớn, hơn nữa, tương lai, hắn còn phải gánh trên vai trọng trách lịch sử, cho nên gìn giữ sức khỏe là chuyện quan trọng nhất. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tưởng nghe lời Tào Thù Lê, cùng cô xuống nhà tản bộ. Theo cách nói của Tào Thù Lê, thứ nhất đó là để rèn luyện thân thể, thứ hai là làm gương cho toàn bộ các gia đình ở khu nhà tỉnh bộ, khiến những tên quan chó má suốt ngày nuôi dưỡng tình nhân khắp nơi nhìn vào, vợ chồng chủ tịch tỉnh người ta ân ái ra sao, các ông còn không biết xấu hổ mà đi cặp bồ. Hạ Tưởng đành phải nghe theo Tào Thù Lê, mặc dù cảm thấy suy nghĩ của cô hết sức buồn cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng qua nói lại cũng lạ, kể từ sau khi hắn cùng theo tản bộ với Tào Thù Lê, ở khu nhà tỉnh bộ cũng dần dần hình thành một xu hướng, sau khi ăn cơm chiều xong, số lãnh đạo tỉnh ủy cùng vợ tản bộ dần dần tăng lên, từ lúc đầu chỉ có 1-2 người, đến giờ hiện tại đã có đến 7-8 người, giống như hình thành trào lưu. Cũng đúng, ngay cả chủ tịch tỉnh mà cũng cùng tản bộ với vợ, thì đâu có ai không khẩn trương vội vã mà nối gót chủ tịch tỉnh. Nói cũng lạ, không ít lãnh đạo tỉnh ủy vì phải tản bộ sau khi ăn cơm chiều xong mà làm giảm không ít tiệc rượu buổi tối, dần dần, buổi chiều đều về nhà ăn cơm, chẳng những nâng cao tình cảm vợ chồng, khiến cho gia đình hòa thuận mà còn làm giảm bớt lãng phí tiền công, đồng thời cũng nâng cao tố chất cơ thể, một hành động mà đạt được rất nhiều lợi ích. Công của Tào Thù Lê đúng là không thể chối cãi, cô là tấm gương của tất cả các phu nhân quan lớn. Vốn định cùng Tào Thù Lê tản bộ một tiếng, không ngờ mới đi được nửa tiếng, điện thoại lại kêu. Hạ Tưởng không nhận điện thoại, chỉ cười nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê cũng bị Hạ Tưởng làm cho bật cười. Đâu có ai cấm anh nhận điện thoại, em cũng không phải là người không nói lý lẽ. Hạ Tưởng mới giả vờ như là vừa nghe thấy mà nhận điện thoại. Là Tống Chiêu Độ gọi đến. Hạ Tưởng, gần đây cậu có định sắp xếp đến Bắc Kinh không? Ngày mai bắt đầu diễn ra hội nghị ủy viên thường vụ, sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến. Hạ Tưởng cũng không hỏi Tống Chiêu Độ là có việc gì. Hắn và Tống Chiêu Độ đã nhiều năm ăn ý, biết nhất định là Tống Chiêu Độ muốn gặp mặt hắn. Được, thời gian tới cũng kịp, gặp nhau ở Bắc Kinh rồi nói tiếp. Chỉ nói một câu liền tắt máy. Cuộc điện thoại của Tống Chiêu Độ giống như một phần nhạc dạo, điện thoại của ông ta vừa tắt, một cuộc điện thoại nữa lại gọi đến. Là của Mai Thái Bình. Hạ Tưởng đành phải vừa về nhà vừa tiếp điện thoại. Bí thư Mai có gì chỉ thị? Đừng có dở giọng được không, tôi biết cậu gần đây đắc ý rào rạt, vừa mới nghe nói Thủ tướng biểu dương cậu trong hội nghị kinh tế nội các chính phủ, đưa thành công ở tỉnh Tây trở thành tấm gương, đẩy mạnh chuyển đổi hình thức kinh tế toàn diện trong phạm vi cả nước. Cậu có phải hay không cảm thấy vô cùng tốt? Đáp lại sự ca tụng nửa đùa nửa thật của Mai Thái Bình, Hạ Tưởng trực tiếp nói. Cảm ơn bí thư Mai. Cảm ơn tôi cái gì? Mai Thái Bình biết rõ còn hỏi, ha hả cười. Nhận được lời cảm ơn vàng ngọc của cậu, mặt mũi của tôi quả thật là lớn. Chẳng qua, nếu phải cảm ơn thì cũng phải do Chu Duệ Nhạc lên tiếng mới đúng, cậu thay anh ta lên tiếng, anh ta lại nhận ân tình gì của cậu à? Chẳng qua là tôi coi như hiểu được cậu vì sao lại nhận được sự trung thành và tận tâm của các thành viên trong tổ chức như vậy, bởi cậu đối với bọn họ là quan tâm thật sự. Chu Duệ Nhạc từ bí thư thành ủy tỉnh Tương, được thuyên chuyển đề bạt lên đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh tỉnh sở, rốt cuộc một lần qua được Vũ Môn, ngoại trừ nhờ có Hạ Tưởng ở sau lưng mạnh mẽ thúc đẩy, cũng là nhờ Mai Thái Bình làm một khối lượng công tác lớn. Cán bộ có năng lực lại kiên trì tận tâm, nhất định phải trọng dụng. Nếu không cứ để cho lũ tham quan ngồi hết vào chỗ quan trọng, một huyện nhầm thì sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của hơn mấy ngàn dân, một thành phố lầm thì ảnh hưởng đến hạnh phúc của hàng trăm ngàn người. Với cảm nhận của Hạ Tưởng mà nói, hắn một đường đi tới xác thật đã trừng trị không ít tham quan, biết được tham quan có tính nguy hại rất to lớn, nhỏ thì có thể làm hại dân chúng một phương, lớn thì có thể là hại dân hại nước. Xa không nói, chỉ lấy ví dụ gần đây ở tỉnh Lân. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tinh luyện Kim Ngân được xưng là đứng đầu ngành công nghiệp chế tác vàng của Trung Quốc. Một người đã tham ô đến hàng trăm triệu tệ, tham ô tiền công hơn 500 triệu, trong nhà có hơn 100 kg vàng, chỉ bằng lực của một mình y, đã có thể tham ô khiến cho một công ty đứng đầu ngành công nghiệp chế tác vàng lâm vào cảnh phá sản. Thật đúng là những con sâu mọt nguy hại,
tuyệt đối sẽ gây nguy hiểm cho cơ nghiệp to lớn trăm năm, không thể không giết. Nói đến tham quan, tôi nhắc cậu chú ý một chút tới thời báo thế giới ngày mai. Mai Thái Bình lại nói tiếp. Cậu vẫn còn mấy thành viên trong tổ chức ở Tỉnh Tương, thừa lúc Trịnh Thịnh còn chưa rời khỏi Tỉnh Tương, hãy sắp xếp một chút, đừng để lại di chứng sau này. Hạ Tưởng cũng nói. Nói cũng đúng, tôi cũng đã nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì rồi. Trong lòng lại xuất hiện một nghi vấn lớn, Mai Thái Bình dẫn dắt từ tham quan rộng ra đến thời báo thế giới là có dụng ý gì? Thời báo thế giới thuộc Nhật báo Tân Văn là một tòa báo chuyên đưa tin tức thời sự, là một tờ báo giấy viết về khuynh hướng chính trị rất mạnh của quốc gia, hay là Mai Thái Bình lại biết được ẩn tình gì? Mai Thái Bình lại cũng không giải đáp nghi vấn của Hạ Tưởng, ông ta cười ha hả. Cậu lần trước đã đồng ý với tôi sẽ đến Bắc Kinh, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tới, rất không có lòng, con người, luôn có mới nới cũ. Bị Mai Thái Bình ngấm ngầm đâm thọc một câu, Hạ Tưởng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, gần đây việc ở tỉnh Tây cứ một chuyện lại tiếp một chuyện, hắn có thời gian tới Bắc Kinh mới là lạ. Tào Thù Lê đã lên giường đi ngủ, Hạ Tưởng lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, trong lòng hắn đang phập phồng cho tương lai của các thành viên trong tổ chức chính trị. Chu Duệ Nhạc đã từng bước dẫm lên con đường làm quan nhưng vẫn mới chỉ là phó chủ tịch tỉnh, không phải ủy viên thường vụ, tranh thủ trong vòng 2 năm phải trở thành ủy viên thường vụ. Mà những thành viên trong tổ chức cũng có đồng vị trí như vậy còn có Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong và Lục Minh. Mặc dù Trương Quốc Vĩ đã sớm làm đến cấp phó bộ trưởng, nhưng anh ta chỉ miễn cưỡng được xem như là một thành viên trong tổ chức của Hạ Tưởng, vẫn chưa hoàn toàn được coi như dòng chính. Trần Thiên Vũ nếu muốn ở ngay tỉnh Tương thăng lên cấp phó bộ trưởng, quả thực là gặp khó khăn không nhỏ, nhất là khi quan hệ của Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh cũng không được chặt chẽ. Nếu đã lên tiếng, Trịnh Thịnh cũng không nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng mà vì thế sẽ phải nợ người ta một ân tình lớn. Còn nữa, Trịnh Thịnh sắp sửa rời khỏi tỉnh Tương, việc Trần Thiên Vũ được đề cử lên phó bộ trưởng sẽ mất đi chỗ dựa, bất lợi cho anh ta phát triển sau này. Về Bắc Kinh đúng là lựa chọn không tệ. Đảm nhiệm một chức phó bộ trưởng ở một bộ hay ủy ban trung ương nào đó, quanh đi vòng lại, sau đó lại quay về Bắc Kinh, Trần Thiên Vũ còn có thể có cơ hội được trực tiếp thăng lên chính bộ. Về phần Bành Vân Phong, Hạ Tưởng đồng ý với đại quản gia của tổ chức chính trị, ông ta đã sắp xếp rất tốt đường ra cho Bành Vân Phong ở tỉnh Yên, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Còn Lục Minh thì đợi một chút nói sau. Trước mắt Hạ Tưởng chỉ chú tâm đến ba người bọn họ. Sau khi việc ba người họ thăng lên cấp phó bộ trưởng được giải quyết, Hạ Tưởng sẽ triệu tập hội họp thành viên tổ chức chính trị một lần nữa. Ở thành phố Yến vào mùa thu, một lần nữa điểm binh lại vào mùa thu, dự tính cho tương lai 10 năm tới của các thành viên tổ chức. Nhìn lại thế cục ở tỉnh Tây một lần sau cùng, Hạ Tưởng lại bắt đầu phóng ánh mắt ra toàn quốc, triển khai lần hành động có quy mô lớn nhất nhằm đề bạt các thành viên trong tổ chức chính trị. 9 giờ sáng ngày hôm sau. Ở tỉnh Tây diễn ra hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy về vấn đề phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện tỉnh Tây, thảo luận cùng biểu quyết phương chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây. Hội nghị bắt đầu trong không khí hết sức tinh tế, không ít người phát hiện, vẻ mặt của Lôi Trị Học rất nghiêm nghị. Theo thường lệ, hội nghị đều do Lôi Trị Học chủ trì. Sau khi thông báo hội nghị bắt đầu, Lôi Trị Học trực tiếp vào đề. Nói phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây đã được Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua, bắt đầu bằng câu. Chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây là một chuyện tốt, có thể giúp chỉnh đốn tác phong công tác lạc hậu của ngành điện lực tỉnh Tây, cải tiến thiết bị lạc hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh, rất có ích lợi. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm không được tốt như mặc dù lưới điện quốc gia trên nguyên tắc đã chấp nhận phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, nhưng đã chỉ ra một cách chính xác rằng. Sau khi chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, lưới điện quốc gia sẽ không tiếp tục thôn tính điện lực tỉnh Tây. Lưới điện quốc gia không thôn tính điện lực tỉnh Tây chưa chắc đã là một chuyện tốt, sau này trong việc phê duyệt và kiểm tra hành chính, trên phương diện mở rộng khả năng tương thích, lưới điện quốc gia sẽ đưa ra rất nhiều chính sách hạn chế, khiến cho việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây sau này rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cho nên tôi kiến nghị, phải cân nhắc kỹ giữa lợi và hại. Được và mất của việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện, thận trọng suy xét rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định. Cả một hồi thuyết trình trên, mặt ngoài như là nói cho tất cả mọi người nghe, nhưng kỳ thật chỉ là muốn nói cho một mình Hạ Tưởng nghe. Quả nhiên, lập trường của Lôi Trị Học vẫn vô cùng tinh tế, Hạ Tưởng cũng có thể lý giải được điểm khó xử của Lôi Trị Học. Nếu không thông qua chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây,
thì lôi trị học chính là đang đi ngược dòng. Nhưng nếu như thông qua, thì sẽ khiến cho bàn tay khổng lồ phía sau lưới điện quốc gia không vui, ông ta chịu không nổi áp lực chính trị thật lớn đó. Nếu như Hạ Tưởng và Lôi Trị Học muốn tỉnh Tây sau này ngày càng phát triển hơn nữa thì phải cùng nhau đạt được một nhận thức chung, phải nắm tay nhau cùng tiến lên. Điều tất yếu là còn phải thuyết phục Lôi Trị Học gật đầu mà không phải dùng thế lực để cưỡng chế thao túng các ủy viên thường vụ biểu quyết thông qua. Hiện tại các ủy viên thường vụ ở hội nghị, có Vương Hướng Tiền đã quay về Bắc Kinh, vị trí của ông ta do Phùng Kiện Siêu thay thế, phía trên vị trí của Phùng Kiện Siêu chính là chỗ của Mã Dục. Có thể nói hiện tại, Hạ Tưởng đã nắm được tương đối chặt quyền lực của bộ máy chính phủ trong tay. Trừ những người đó ra, còn có Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trương Duy Chiếu, Trưởng Ban Tuyên truyền Đông Phương Hiểu cùng với Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Bình Hành, Bí Thư Thành ủy Tấn Dương Trương Bình Thiếu cùng với Chính ủy Quân khu Đồng Văn Vũ. Nói đúng hơn, Hạ Tưởng đã chắc chắn nắm trong tay 8 phiếu, tương đương với nắm thắng lợi trong tay. Lấy vị trí thứ 2 ở tỉnh ủy, có thể ở trong hội nghị ủy viên thường vụ nhất Hồ Bách Ứng, vừa là áp lực cho Bí Thư Tỉnh ủy. Hạ Tưởng đã ra một tiền đề lớn hạn chế vận mệnh chính trị của chính phủ và đảng ở trong nước, lực ảnh hưởng giống như thế này, không phải không có liên quan tới sức hấp dẫn của bản thân và tinh thần tiên phong của hắn. Mặc dù như vậy, Hạ Tưởng vẫn chú ý tới tâm tình của Lôi Trị Học, không để cho người ta có ấn tượng là hắn không hiểu chính trị. Những điều đồng chí Trị Học lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng mà đồng chí Trị Học chắc chưa từng được tiếp xúc nhiều với lưới điện quốc gia, không thấy được lưới điện quốc gia có lòng tham rất lớn. Mọi người ở đây đều biết, khi xây dựng đập Tam Hiệp đã có hơn một lần tăng giá điện, khi đó mỗi một số điện đều bao gồm một phần phí xây dựng lúc đầu của đập Tam Hiệp. Nói đúng hơn, một cách vô tình, dân chúng đã bị lưới điện quốc gia cưỡng chế trưng thu một khoản tiền, như vậy mỗi năm thu được bao nhiêu tiền, tuy không tiện tính toán, nhưng tôi tin đây là số tiền rất lớn. Hiện tại công trình ở Tam Hiệp đã làm xong từ lâu, nhưng giá điện vẫn cứ tiếp tục tăng cao, hơn nữa số tiền trưng thu năm đó cũng không giải quyết được gì. Số tiền này rốt cuộc là có được hoàn trả lại hay không hay vẫn bị trưng thu, sau khi trưng thu rồi thì được dùng như thế nào? Có ai giải thích cho người dân không? Không một ai, vì sao lại như vậy? Chính là hai chữ mà thôi, lũng đoạn. Lũng đoạn là cội nguồn của hết thảy mọi chuyện, lưới điện quốc gia đối xử với dân chúng như vậy. Đối với lưới điện lực phương cũng như thế, thậm chí đối với chính quyền địa phương cũng làm ra một dáng vẻ như là cha mẹ người ta. Không chỉ có tỉnh Tây nảy sinh tranh chấp với lưới điện quốc gia vì vấn đề phát điện, mà không lâu trước đó, ở tỉnh Tề cùng đã từng phát sinh xung đột vũ lực. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, đồng chí Khâu Nhân Lễ mới đây đã bày tỏ, đặc biệt chú ý tới sự kiện xung đột giữa lưới điện quốc gia và việc xây dựng nhà máy phát điện ở tỉnh Tề. Bất kể là lưới điện quốc gia hay là gì đi chăng nữa, khi ở tỉnh Tề thì phải biết tuân thủ pháp luật ở tỉnh Tề, và trước tiên phải ưu tiên cung cấp điện cho tỉnh Tề. Ông ấy còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu lưới điện quốc gia còn chưa nhận thấy được sự kiện xung đột đó nghiêm trọng chẳng khác gì sự kiện bạo lực, thì một khi phát sinh một sự kiện tương tự như vậy, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để đảm bảo tỉnh Tề có thể tự xây dựng một nhà máy điện riêng. Hạ Tưởng nói một tràng, từ ngữ mạnh bạo. Từ đại cục mà nói, lấy sự kiện ở tỉnh Tề làm gương, chính là muốn nói tình, nói lý với Lôi Trị Học, có ngụ ý ngầm là để Lôi Trị Học nhìn xem Bí Thư Khâu, Khâu Nhân Lễ xuất phát từ ích lợi của tỉnh Tề mà đưa ra hồi đáp cứng rắn cho lưới điện quốc gia. Lôi Trị Học sao có thể không hiểu được dụng tâm của Hạ Tưởng, ông ta gật đầu, thay đổi lập trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thúc đẩy làm ra công tác có tác dụng hữu hiệu trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây cho nên tôi tán thành. Nếu đồng chí Hạ Tưởng vô cùng coi trọng chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, tôi không có lý do gì không ủng hộ. Người thứ nhất và thứ hai sau khi âm thầm giao tranh đã đạt được nhận thức chung, biểu quyết sau đó sẽ dễ dàng hơn, cuối cùng phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây được toàn bộ thông qua. Chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây chính thức được phê chuẩn, minh chứng cho cục diện chính trị ở tỉnh Tây từ nay trở đi có thể phát triển vững vàng tiến lên, cũng đồng nghĩa với việc Hạ Tưởng đã đi bước đầu tiên. Mượn việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây đánh thẳng vào lưới điện quốc gia. Buổi chiều, diễn ra lần hội nghị cuối cùng chủ bị cho việc triển khai chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, Quý Như Lan cũng tham gia hội nghị, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên không tham gia. Từ giờ về sau, bất cứ hội nghị nào về điện lực ở tỉnh Tây, đều chỉ có bóng dáng của Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên đều tránh ở phía sau màn, phụ trách nguồn lực từ bên ngoài và vốn đầu tư cá nhân.
chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây có ý nghĩa trọng đại, đối với người ngoài mà nói thì chỉ thấy đây là Hạ Tưởng đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Tây, dệt hoa trên gấm. Kỳ thật nếu không, chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây chính là bước mở màn đầu tiên của Hạ Tưởng trong việc chinh phục sản nghiệp nguồn năng lượng và khoáng sản của cả nước, là một bước đi có ý nghĩa sâu sắc. Buổi chiều, Hạ Tưởng ngồi trong phòng làm việc thưởng thức trà do Quý Như Lan tự mình pha, đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thuận lợi đề bạt thành viên tổ chức chính trị, thì Đường Thiên Vân tới, cầm trong tay một tờ báo, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chủ tịch tỉnh, quan điểm của Thời báo Thế giới có rất nhiều chỗ đáng nghiền ngẫm. Thời báo Thế giới, Hạ Tưởng nhất thời giật mình, đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Mai Thái Bình ngày hôm qua. Hôm nay cứ vội vội vàng vàng, không ngờ đã quên mất chuyện này, liền lấy tờ báo trong tay Đường Thiên Vân, xem qua một lượt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bài đăng của Thời báo Thế giới cũng không dài, ý nghĩa chính là bàn luận về vấn đề không cách nào loại trừ trong phạm vi thế giới, cũng nhấn mạnh chế độ dân chủ không cách nào chỉ tận gốc, giống như Philippines, giống như Indonesia và Ấn Độ, đều là những quốc gia dân bầu dân chủ, nhưng vẫn xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng hơn Trung Quốc rất nhiều. Nếu như nói, trước mắt có thể biện hộ là do chế độ chính trị hiện hành còn chỗ thiếu sót, thì phía sau ngữ điệu lại thay đổi, chứng minh đó là hướng đi sai lầm, nguyên bản như sau, ở bất luận quốc gia nào, đều không có cách nào trị tận gốc. Quan lại phải khống chế được dân chúng trong một mức độ cho phép, mà điểm này, đối với Trung Quốc mà nói, còn khó khăn hơn rất nhiều. Hạ Tưởng cười lạnh, không cách nào trị tận gốc, tồn tại khách quan đúng là chuyện có thật, nhưng không tận tâm làm theo chế độ hoặc phía trên giám sát có chỗ thiếu sót, quan lại phải khống chế được dân chúng trong một mức độ cho phép, nói thế này là thế nào? Y muốn nói, phải khiến cho dân chúng đều phải cảm thấy hợp lý đối với chuyện bí thư huyện ủy tham ô 1 triệu tệ, bí thư thành ủy tham ô 10 triệu tệ, bí thư tỉnh ủy tham ô 100 triệu tệ. Lập luận hại nước hại dân. Hạ Tưởng lập tức đoán định, đây chính là một bài văn bén nhọn như nước. Xem tiếp phía dưới, liền thấy rõ ràng đây chính là biện hộ cho chế độ. Singapore và đặc khu Hong Kong chính là nhờ lương cao nuôi dưỡng liêm khiết. Nước Mỹ có rất nhiều người trúng cử đều là người giàu có, người bình thường sau khi đắc cử có thể tích lũy danh tiếng và địa chỉ liên lạc, sau khi hết nhiệm kỳ có thể thông qua các loại, cửa quay, đem toàn bộ những cái đó biến thành của cải, tiền bạc, mà việc này, nếu mà ở Trung Quốc thì là tội chết. Nâng cao lương của tất cả các cấp quan lại trên quy mô lớn sẽ khiến cho dư luận của Trung Quốc không cách nào tiếp nhận. Quan lại sau khi từ chức lợi dụng sức ảnh hưởng và các mối quan hệ để kiếm tiền, chế độ sẽ không đời nào cho phép. Để cho người giàu có ra làm quan, càng sẽ khiến cho người khác cảm thấy chua chát. Luật pháp quy định lương của quan viên các cấp rất thấp, ở một số địa phương, phúc lợi của quan viên thường thường đều thông qua, những quy tắc không nói ra, mà thực hiện. Đúng là một tràng lý luận rất tốt, thật đúng là một bài văn biện hộ làm ngu dân rất tốt. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ném tờ báo sang một bên, trong lòng nảy sinh tức giận, quan điểm dung túng quan lại trong bài văn, theo câu chữ chính là muốn biểu đạt ý tứ. Là chế độ hiện tại vẫn còn trong thời kỳ quá độ, còn nhiều thiếu sót, dân chúng phải biết chấp nhận hiện trạng, phải hiểu được quan viên tham ô đều do có nỗi khổ riêng, phải cam tâm để cho quan viên làm thịt xong sẽ quay lại nói lời cảm ơn người dân chúng sẽ mang ơn quan viên. Đúng là một lời tuyên bố vô sỉ. Lấy chế độ lương cao nuôi dưỡng liêm khiết tốt đẹp ở nước ngoài tới để biện hộ cho mặt trái của thể chế chính trị và sự tham lam của quan viên trong nước. Là một tờ báo của đảng, lại vi phạm nguyên tắc ngôn luận của đảng. Với lý luận của Thời báo Thế giới thì cán bộ quan viên nhận chức chính là vì tham tiền, chính là vì trục lợi, giống như việc mua quan bán chức ở triều đại Mãn Thanh khi trước sao. Vì cái gì mà cán bộ đảng viên không thể duy trì tác phong cần kiệm trong gian khó, nếu như ở giai đoạn phát triển của Trung Quốc, thân là nô bộc của dân, lại không làm một tấm gương tốt lập nghiệp trong gian khổ, lại chỉ nói đến lợi ích và tiền bạc. Từ cách nói của Thời báo Thế giới có thể thấy, truyền thống và tác phong tốt đẹp của đảng có thể bỏ đi, các cấp quan lại không phải là vì dân làm phúc mà là vì cuộc sống mà tham tiền. Nhưng mà lòng tham không đáy chính là đạo lý dân gian lý giải trong giai đoạn hiện tại. Trung Quốc không có cách nào áp chế được tính thực dụng và tính khách quan, không có cách nào để đất nước chìm vào thống khổ mờ mịt. Nếu như dân chúng cả nước đều ghét ác như ghét thù thì sao có thể khiến cho cả nước chìm vào thống khổ mờ mịt được? Hạ Tưởng khép lại tờ báo, đã hiểu được dụng ý mà Mai Thái Bình nhắc nhở hắn. Trung ương răn dạy nhiều lần là không khoan dung, Thời báo Thế giới ngang nhiên làm ngược lại với những gì Trung ương đề xướng,
nhất là trong thời kỳ mẫn cảm này, hắn liền biết, chiến tranh dư luận lần thứ nhất sắp bắt đầu. Gió nổi lên, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong khiến bầu trời tối đen như mực, làm cho cánh cửa cũng bị đập loảng xoảng. Đường Thiên Vân vội vàng đóng cửa sổ lại, không để Hạ Tưởng phải tự mình đóng cửa. Hạ Tưởng nhấn mạnh nói, có nhiều chuyện phải chính bản thân mình làm mới có cảm giác thành tựu. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thiên Vân, ngày mai cùng đi Bắc Kinh một chuyến. Gió càng thổi càng mạnh, nháy mắt mây mù đã dày đặc, tiếng sấm ầm ầm. Hạ Tưởng biết, một trận mưa to gió lớn mới sắp tiến đến. Việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây hành động rất nhanh, vượt xa tưởng tượng của bên ngoài. Đầu giờ sáng, hội nghị ủy viên thường vụ mới thông qua biểu quyết, buổi chiều cùng ngày đã diễn ra hội nghị dự trù, buổi sáng hôm sau đã chính thức mở đại hội chuyển dịch cơ cấu ngành điện, tốc độ nhanh, hiệu suất cao chưa từng có trước đó. Đại hội khai mạc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây mặc dù được tổ chức long trọng và nhiệt liệt, nhưng bí thư tỉnh ủy Lưu Trị Học và chủ tịch tỉnh Hạ Tưởng đều vắng mặt, lãnh đạo tỉnh ủy tham dự đại hội chỉ có phó bí thư tỉnh ủy Trương Duy Chiếu và phó chủ tịch tỉnh Phùng Kiện Siêu. Mặc dù người ngoài không muốn suy đoán lung tung, nhưng dự án chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây đối với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh mà nói cũng là một chuyện lớn có ảnh hưởng sâu sắc, làm sao mà bí thư Lôi cùng với chủ tịch tỉnh Hạ đều không tham dự đại hội. Sao lại có chuyện như vậy? Lý lẽ đó nếu nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, mặc dù Lôi chỉ học thuận nước đẩy thuyền cũng bỏ phiếu tán thành chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, nhưng lại không tham gia hội nghị, là coi như biểu lộ thiện ý đối với bàn tay khổng lồ phía sau lưới điện quốc gia. Nguyên nhân mà Hạ Tưởng không có mặt lại càng đơn giản, hắn phải đến Bắc Kinh. Chẳng qua là thời gian sắp xếp trùng hợp, hơn nữa, hắn cũng muốn cố ý tỏ thái độ không quan tâm. Hắn không muốn trước khi thực hiện kế hoạch lớn đã phải trồi lên khỏi mặt nước. Đối với hắn mà nói, việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây mới chỉ là bước đi đầu tiên trong cuộc trường chinh vạn dặm, bước tiếp theo là sát nhập lưới điện quốc gia với điện lực tỉnh Tây mới là mục đích thật sự. Trước đó đã nói, Hạ Tưởng đang từng bước nắm trong tay nguồn năng lượng và sản nghiệp ở tỉnh Tây, cuối cùng là mở rộng tầm mắt ra bố cục sản nghiệp năng lượng trên toàn quốc. Đó là một kế hoạch khổng lồ lâu dài, cũng không phải vì lòng tham của một cá nhân, với tính cách của hắn, vừa không thiếu tiền lại càng không yêu thích kiếm tiền, cũng không có yêu mến hư vinh, coi tiền như nước. Tuy là có mấy người phụ nữ, nhưng mấy người đó còn nhiều tiền hơn cả hắn đâu cần gì phải dùng đến tiền. Hạ Tưởng nắm sản nghiệp nguồn năng lượng trong tay chính là vì giúp cho quốc gia phát triển dài lâu trong 10 năm, thậm chí là vài chục năm sau, là hắn chuẩn bị một hạt giống vì nghĩ cho đất nước. Vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh đã nhận được tin, đại hội triển khai chuyển dịch cơ cấu ngành điện đã đạt được thành công mỹ mãn. Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười. Trên cơ bản có thể nói, hắn đã mở ra được toàn bộ cục diện ở tỉnh Tây, có thể thu hồi ánh mắt khỏi tỉnh Tây, tương lai có thể đưa ánh mắt bố cục ra toàn quốc. Sau đó liền nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng, cậu đã đến Bắc Kinh rồi à? Tôi cũng đến rồi, buổi tối gặp mặt nhé. Được, tôi đi giải quyết một chuyện sau đó sẽ gọi điện liên lạc lại. Cứ quyết định như vậy. Tống Chiêu Độ muốn nói gì đó lại thôi, nhưng mà rồi vẫn lại nói. Tiểu Phàm cũng ở đây, con bé cũng muốn gặp cậu. Tống Chiêu Độ khẳng định là có chuyện gì đó. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn không bắt được trọng điểm. Cũng không dám đoán mò, ngồi lên xe chuyên dụng đón tiếp hắn. Là xe chuyên dụng do Ngô Tài Dương phái tới. Chiếc xe trực tiếp đi đến nhà họ Ngô. Ngô Tài Dương đang ở nhà, Ngô Tài Giang cũng vậy, ông cụ Ngô thì đương nhiên là ở nhà rồi, còn có Liên Nhược Hạm, Ngô Liên Hạ và con gái. Con gái tên là Liên Thu, họ Liên, không phải họ Ngô, cũng không phải họ Hạ. Sau khi đặt tên xong, Liên Nhược Hạm mới hỏi ý Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không có ý kiến. Cô hỏi ý kiến ông cụ cũng không có ý kiến. Ngô Tài Dương cũng không có ý kiến. Họ Liên, kỳ thật là vì Liên Nhược Hạ muốn kỷ niệm người mẹ đã mất. Hạ Tưởng cũng nghe nói trong lúc ở Mỹ, Liên Nhược Hạm đã tìm được người mẹ thất lạc của cô, mà cũng không thể nói là thất lạc, chỉ có thể nói là do mẹ cô cố ý lánh mặt, nhưng chưa từng nghe qua Liên Nhược Hạm chủ động nhắc tới chuyện này. Hạ Tưởng đoán chắc, sợ là hai mẹ con gặp mặt cũng không phải là vui mừng lắm. Thân tình thế gian cũng không được lâu dài, giọt máu đào hơn ao nước lã cũng không nhất định có thể khiến cho người ta lo lắng. Rốt cuộc, Liên Nhược Hạm cũng không đề cập tới chuyện cô đã tìm được mẹ, có lẽ cô đã mất đi quyến luyến thuở ấu thơ đối với mẹ. Cô bây giờ cũng rất tốt,
Hạ Tưởng cũng không muốn gợi lại chuyện đau lòng của cô. Hôm nay đúng là lần đoàn tụ khó có được, tâm tình của Hạ Tưởng cũng rất tốt. Liên Hạ chạy đến trước mặt Hạ Tưởng, chú ý đánh giá Hạ Tưởng, rồi mới kéo tay Hạ Tưởng. Cha à, cha và mẹ có em, có phải sẽ không yêu con nữa không? Nếu như là trước kia, Ngô Tài Dương sẽ khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng hiện tại ông ta chỉ thể hiện một khuôn mặt hiền từ, ánh mắt chăm chú nhìn Liên Hạ và Hạ Tưởng thể hiện thân tình, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Ngô Tài Giang cũng ở một bên mỉm cười không nói. Hạ Tưởng bế Liên Hạ lên. Cha và mẹ vĩnh viễn sẽ yêu con không được nghĩ ngợi lung tung, phải học tập thật giỏi, sau này lớn lên mới làm được chuyện lớn. Ngô Tài Dương cũng hỏi Liên Hạ. Liên Hạ, sau này lớn lên cháu muốn làm gì? Liên Hạ ngẩng đầu, hừ một tiếng. Cháu muốn vượt qua cả mẹ, mẹ là thành viên hội đồng quản trị của trường, cháu phải là chủ tịch hội đồng quản trị của trường. Mẹ có một tập đoàn viễn cảnh, cháu phải có 10 tập đoàn viễn hàng, rời bến từ Trung Quốc, đi tới khắp nơi trên thế giới. Ha ha! Tất cả mọi người, kể cả ông cụ Ngô đều bật cười, Liên Nhược Hạm cũng mỉm cười sáng lạn như hoa. Liên Hạ chưa từng thổ lộ chí hướng tương lai cho người khác, hôm nay chính là lần đầu tiên. Sốt của cậu con trai nhờ có cha khích lệ mới để lộ ra lý tưởng to lớn của bản thân. Mọi người đều coi lời nói của Liên Hạ là lời nói đùa. Liên Nhược Hạm nắm trong tay tài lực cũng không chỉ dừng lại ở duy nhất một tập đoàn viễn cảnh, Liên Hạ nếu muốn vượt qua được Liên Nhược Hạm cũng không đến mức bị coi là si tâm vọng tưởng, chẳng qua khả năng đó cực thấp. Liên Nhược Hạm hiện giờ chính là một trong số ít những nhà tài phiệt siêu cấp ẩn hình trên thế giới. Chấm, nhiều năm sau đó, có một thương nhân người Mỹ gốc Hoa ở Mỹ đã thành lập một đế quốc kinh tế khổng lồ trên thế giới, năng lực to lớn, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử của cả nước Mỹ. Sau khi anh ta ngồi lên bảo tòa thủ phủ của thế giới, mới nghe nói, tài sản của anh ta có hơn 150 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa mới chỉ là con số trên bề mặt. Người Mỹ gốc Hoa đó trong một lần diễn giảng trong một buổi họp mặt công thương nhân sĩ, đã nói đến chuyện một đứa trẻ đã được người trong nhà nuôi dưỡng thành tài. Khi đó tôi vẫn không biết mẹ mình có tài sản bao nhiêu, chỉ biết là bà cực khổ nuôi nấng tôi cùng em gái, cũng không giống như những bà mẹ khác mua cho tôi những món đồ chơi quý giá. Chờ sau khi tôi lớn lên, cũng không mua cho tôi những chiếc xe đắt tiền. Tôi còn nhớ rõ sinh nhật 18 tuổi của mình, quà tặng chính là một chiếc xe Geely bình thường trong nước sản xuất. Khi đó tôi rất buồn bực, tốt xấu gì mẹ cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn trong nước, sao lại không thể mua cho tôi một chiếc xe có chất lượng và chạy nhanh như BMW hay là Ferrari. Tôi âm thầm nói với chính mình, nhất định phải thật cố gắng, phải vượt qua mẹ. Và đương nhiên tôi cũng nói với mẹ là tôi nhất định phải vượt qua bà, và phải dùng tiền của chính mình kiếm được mà mua một chiếc xe đua tốt nhất. Bà chỉ mỉm cười ôn hòa nói cho tôi biết, con à, đợi khi con kiếm đủ số tiền có thể mua được chiếc xe đua tốt nhất, thì khi đó con sẽ không còn muốn mua xe đua nữa. Tôi nghe không cho là đúng, nghĩ rằng mặc dù mẹ có tiền, nhưng không phải hoàn toàn có thể đạt tới được trình độ có nhiều tiền tới mức có thể chi tiêu tùy ý. Tôi đã nghĩ, tôi nhất định phải kiếm thật nhiều tiền gấp bội mẹ, muốn mua cái gì thì mua cái đó, mua nhà và xe đắt nhất thế giới. Tôi khi đó còn khờ dại mà nghĩ rằng, chắc mẹ cũng không có bao nhiêu tiền. Nhiều năm về sau tôi mới phát hiện ra là tôi lầm rồi, lầm đặc biệt lớn, tài sản mà mẹ nắm giữ trong tay so với tưởng tượng của tôi còn nhiều gấp vô số lần. Mà dường như nguồn tài sản đó đối với bà cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, người nhà gần như cũng không biết được tài sản thật sự của bà lớn bao nhiêu. Bà dường như chưa bao giờ là một nhà tư bản đầu sỏ hô phong hoán vũ, mà vẫn luôn chỉ là một người mẹ ôn hòa, hiền lành của tôi. Bà dùng câu chuyện chân thật của mình làm tấm gương dạy cho tôi biết một đạo lý chân thật, người có thực lực chân chính, không bao giờ dùng nhà lầu xe hơi và vật ngoài thân để chứng tỏ chính mình. Tương lai là tương lai, hiện tại vẫn là hiện tại. Hiện tại Liên Hạ vẫn chỉ là một chú bé con chỉ biết xúc vào bên mình Hạ Tưởng, hai má phúng phính, đôi tay nhỏ bé múp míp. Tính trẻ con còn chưa hết, chỉ là một cậu con trai đáng yêu và hay xấu hổ trong mắt Hạ Tưởng. Một nhà đoàn tụ, vui vẻ nói cười, làm ra một khúc nhạc họa lay động lòng người. Buổi chiều, Hạ Tưởng cùng ông cụ và Ngô Tài Dương tản bộ trong vườn. Khí trời chưa tiêu tán, khí nóng đập vào người, nhưng ông cụ Ngô không thích gió điều hòa, vui vẻ cảm nhận sự ấm áp của hoa cỏ và cái mát của gió trời. Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương cũng chỉ có thể đi cùng ông. Cũng may. Sân nhà họ Ngô mặc dù không lớn,
nhưng lại được thiết kế vô cùng đặc biệt, vừa có bóng râm mát, lại vừa có gió thổi vào mặt, nhất thời khiến Hạ Tưởng nhớ đến thời thơ ấu tốt đẹp cứ ăn xong lại ngủ. Ông cụ Ngô ngồi trên ghế trúc, thản nhiên nói. Kỳ thật, mặc dù sống ở thành phố đã lâu nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới cuộc sống thôn quê, ta bảo Tài Giang tìm mua một mảnh đất ở phía tây Bắc Kinh, bảo nó dựa theo trang viện ở nông thôn mà dựng một cái biệt viện, về sau mùa hè và mùa thu ta đều đến đó ở. Chỉ là Tài Dương phản đối, bắt ta về đây ở, nói là nơi đó quá xa. Hạ Tưởng im lặng, ông cụ hoài niệm cuộc sống trước kia chính là biểu hiện của tuổi già, nghĩ tới ông cụ phó đã tạ thế, trong lòng hắn lại có cảm giác bi thương không hiểu được. Nhưng lại vì ông cụ tuổi tác đã cao, đảo mắt là có thể rời đi, ở tuổi của hắn, đã từng phải đối mặt với không ít cuộc sinh ly tử biệt. Nhân sinh vô thường, sống chết do trời, Hạ Tưởng cũng vô cùng tán đồng với ý tưởng của ông cụ. Kỳ thật sống gần với tự nhiên cũng tốt, chỉ cần tâm tình thoải mái, thì ở đó cũng có thể giúp tăng thêm tuổi thọ. Ha ha, vẫn là tiểu Hạ hiểu ta, Tài Dương, không bao lâu nữa, chính là thời đại của tiểu Hạ, một thế hệ người mới. Ông cụ ha hả cười. Nghe nói cậu đang muốn nhúng tay vào sản nghiệp nguồn năng lượng. Bước đi này thật không nhỏ, có người tố cáo cậu với ta. Hạ Tưởng nếu sợ có người tố cáo thì đã không phải là Hạ Tưởng, hắn cười nói. Trời phải có lúc mưa, con gái thì phải lấy chồng, nếu tố cáo có tác dụng thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chính là Tổng thống thế giới. Ha ha, cách nói này rất mới mẻ, rất có sáng kiến. Ông cụ cười lớn, trong lòng rất vui mừng. Ta nói với anh ta, Hạ Tưởng yêu bản thân mình là chuyện của nó, người trẻ tuổi sẽ có khí chất của người trẻ tuổi, năm đó Giang Sơn chẳng phải cũng tự yêu mà ra sao, ai có bản lĩnh yêu, thì người đó có được. Nhưng có một điều, Hạ Tưởng, nếu yêu nhiều quá, ta có thể mắng nó, nhưng nếu ai có ý nghĩ muốn làm điều xấu với nó, thì kể cả có đứng trước mặt hỏi ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ông ta mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng khí phách vẫn rất lớn, tin rằng lời nói của ông ta đã phải khiến cho người tố giác bị loại bỏ, Hạ Tưởng nhân cơ hội mà nịnh nọt. Ngài có sát khí thật lớn, cũng chính không phải là dùng thủ đoạn mà lấy đến tay, có ai lại muốn bỏ đi phần đất của mình. Một khoảng đất tròn tròn, ai có bản lĩnh thì lấy được chỗ tốt. Anh có thể lũng loạn, sao tôi lại không thể đến lấy? Ta muốn sống thêm 10 năm nữa để nhìn xem 10 năm sau cháu sẽ thành ra như thế nào. Đúng vậy, Hạ Tưởng nói xem dự định 10 năm nữa của cậu thế nào. Ngô Tài Dương nói xen vào, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trong lòng xác thật có một bức tranh, chưa từng đề cập với bất cứ người nào. Hiện tại, hắn ở trước mặt hai người thân là ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương, lần đầu tiên bày tỏ quốc gia lý tưởng của hắn. Nơi giới quyền quý tụ tập, cũng không phải là nơi mà người có tiền có thể mua được. Gió lay động cây cối, lá cây xào xạc khiến khu độc viện của nhà họ Ngô càng thêm tĩnh mịch và xa xăm. Ba người ngồi đối diện với nhau cùng uống trà, đã nói chuyện hơn một giờ, lúc này đã không còn tiếng nói chuyện, không khí trở nên trầm tĩnh. Đúng là ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương hiểu biết sâu rộng, tung hoành ở quan trường vài thập niên, quen với thăng trầm của cuộc đời và thay đổi nhân sự, càng thấy rõ ràng đại cục trong nước. Nhưng nghe cảm nhận của Hạ Tưởng về kế hoạch 10 năm, không, 30 năm sau, thì vẫn như cũ kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Hạ Tưởng có chí hướng muốn trong lúc sinh thời thành lập một quốc gia lý tưởng, lại khiến ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương vô cùng kinh ngạc. Vừa kinh ngạc vì chí hướng của Hạ Tưởng to lớn xa xôi, chưa từng ai có, lại vô cùng khâm phục tưởng tượng phi phàm và dũng khí của Hạ Tưởng. Quốc gia lý tưởng, mặc dù lý tưởng hóa một chút, nhưng nhìn thấy Hạ Tưởng từ lúc nhỏ bé yếu đuối cho đến khi to lớn mạnh mẽ thì ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương đều nhận định, cho dù là kỳ tích thì Hạ Tưởng cũng có thể sáng tạo ra. Qua một lúc lâu, trà nóng biến thành trà ấm, ông cụ Ngô mới than thở một tiếng dài. Ta vẫn không muốn thuận theo tuổi già, vẫn tưởng ánh mắt của mình xa xăm và dài rộng, có thể nhìn thấu chuyện lớn trong nước, nhưng nghe những điều cháu vừa nói, mặc dù quá to lớn xa xôi, nhưng lại là bố cục mà ta không nghĩ đến, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy mà. Ngô Tài Dương cũng nói, ta chỉ có thể nói, Hạ Tưởng, nếu cậu thật có thể thực hiện thành công lý tưởng của cậu, công trạng của cậu sẽ vĩnh viễn sáng chói trong lịch sử. Hạ Tưởng khiêm tốn cười, cháu không mong lưu danh sử sách. Chỉ hy vọng quốc gia lý tưởng mà vô số người theo đuổi mấy ngàn năm nay, cuối cùng có thể trở thành sự thực ở Trung Quốc. Ta nghĩ nếu có thể trở thành sự thực thì chỉ có một mình cháu có thể làm được.
Ông cụ Ngô không chút nào che giấu sự tán thưởng của ông cụ đối với Hạ Tưởng, không phải vì Hạ Tưởng là người thân của ông cụ, mà là chính xác thật sự ở trong tầm mắt của ông cụ. Hạ Tưởng là lực lượng mới duy nhất có hoài bão và mong muốn xa xôi to lớn, và cũng có cũng đủ trí tuệ và năng lực. So với vô số con nhà quan chỉ biết phung tiền ra nước ngoài, thì trình độ đầu óc của Hạ Tưởng đã siêu việt không đếm hết. Tư tưởng quyết định địa vị lịch sử của một người, có tư tưởng lại nắm giữ quyền lực thật lớn, Hạ Tưởng chính là hy vọng phục hưng toàn diện Trung Quốc trong vòng trăm năm nay. Tốt lắm, ta muốn nghỉ ngơi một chút, Hạ Tưởng, cứ làm hết sức, chỉ cần ta còn một hơi, đừng ai nghĩ muốn làm điều xấu với cháu. Ông cụ đi nghỉ ngơi, Ngô Tài Dương ở lại nhà, không đi ban tổ chức trung ương làm việc. Buổi chiều không đi làm, hôm nay cố ý dành ra thời gian nửa ngày nói chuyện với cậu, đàm đạo về chuyện bố cục cho các thành viên tổ chức chính trị của cậu. Có thể trở thành thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng là vô cùng may mắn, ở vị trí chính cục thậm chí phó cục liền lọt vào tầm mắt của trưởng ban tổ chức trung ương. Hơn nữa còn kinh động đến trưởng ban tổ chức trung ương đích thân vạch định tương lai, phải biết rằng, đại bộ phận các quan lớn cấp phó tỉnh khác cũng rất khó mà được Ngô Tài Dương nhớ được tên họ. Chu Duệ Nhạc sẽ điều đến tỉnh Tương, hy vọng trong vòng 2-3 năm có thể vào hội nghị ủy viên thường vụ. Ở trước mặt Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng không cần kiêng kỵ gì, có gì nói đấy. Trần Thiên Vũ là người mềm dẻo linh hoạt, cháu nghĩ để anh ta đến rèn luyện ở các bộ và ủy ban trung ương ở Bắc Kinh. Bành Vân Phong tranh giành tại tỉnh Yến có thể tiến thêm một bước, vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến sắp thành ghế trống. Còn có Lục Minh, muốn giải quyết tại tỉnh Yến thì rất khó định đoạt. Cháu nghĩ để anh ta đi tỉnh Tề. Mặt khác Lương Thu Duệ cũng có thể di chuyển, có thể đến tỉnh Tương ngồi thay ghế trống của Chu Duệ Nhạc sắp đi. Anh ta ở vị trí phó cục đã lâu rồi, tuy nói đã phạm sai lầm nhỏ trong tác phong sống, hiện giờ ở cũng có thể cho qua rồi. Trung Nghĩa Bình đảm nhiệm bí thư huyện ủy đã lâu năm. Đề bạt lên phó thị trưởng cũng được, thành phố đang sắp trống một ghế thị trưởng. Từ Tử Kỳ cũng có lý lịch làm phó thị trưởng Tần Đường mấy năm, cũng có thể đảm nhiệm thị trưởng thành phố Ngưu Thành. Những người khác, ở địa phương nào thì giải quyết ngay tại địa phương đó. Về tổng thể ý nghĩ của cháu chính là, chỉ cần điều kiện cho phép, không được ra khỏi tỉnh sẽ không ra khỏi tỉnh, có thể cố định an vị phủ chính thì cứ phủ chính, đồng thời, luân phiên thời gian điều chỉnh, không làm người khác chú ý, làm nhỏ nhẹ hết sức. Ngô Tài Dương gật đầu. Ý nghĩ của cậu rất chính xác. Điều chỉnh cán bộ là việc lớn, vị trí ít, người nào cũng muốn ngồi, không nỗ lực thực sự, sẽ dễ để người khác lấy mất. Trên nguyên tắc thì ta đồng ý với suy nghĩ của cậu, nhưng có một điểm. Hạ Tưởng tập trung lắng nghe, hắn có Ngô Tài Dương trợ giúp, là vận may của hắn. Không có một ai, không, phải nói là không có người bình thường nào gặp may mắn như hắn. Nếu đổi là người khác, muốn hoàn thành điều chỉnh cho thành viên tổ chức chính trị trong phạm vi toàn quốc khi ở vị trí chủ tịch tỉnh. Là mơ mộng hão huyền, là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng lại không thể không nói, nếu không phải bản thân nhân cách của Hạ Tưởng hấp dẫn người khác, có người hiểu biết nhận ra, thành viên tổ chức chính trị mà hắn tuyển chọn kỹ càng, chẳng những người nào cũng là trung tâm, hơn nữa đều có căn cơ từng trải và năng lực hơn người. Nếu không phải như vậy cho dù Ngô Tài Dương có ra tay, cũng không cách nào giúp Hạ Tưởng hoàn thành bố cục kế hoạch lớn. Còn có một điểm. Mỗi một lần đảm nhiệm Hạ Tưởng đều để lại dấu ấn rất sâu, đều có người theo chân. Hơn nữa mỗi một nơi hắn đều có bố cục xa và dài, lực ảnh hưởng để lại ở địa phương cũng đủ lớn. Cũng là căn cứ vào Hạ Tưởng tự mình đặt cơ sở, Ngô Tài Dương mới có thể ra tay thật gọn. Cậu nhất định phải chú ý đừng để chuyện của những người bên cạnh liên lụy tới chính mình, phải rút ra bài học. Tốt nhất chính là thực hiện âm thầm đề bạt, âm thầm thao túng, để lại dấu vết ít nhất có thể. Điều Ngô Tài Dương dạy bảo cũng chính là những gì mấy năm qua ông ta giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương giác ngộ được. Trưởng ban tổ chức trung ương thoạt nhìn như chức cao quyền trọng, nhưng không phải ủy viên thường vụ bộ chính trị, bị 9 vị ủy viên thường vụ lớn khác kiềm chế, phải là một người có kỹ xảo, tài năng và trí tuệ chính trị tương đối mới có thể ngồi yên ổn. Vừa không có thể lộ ra quá mức bình thường, lại không thể quá mức tích cực, muốn trọng dụng người trong nhà, chỉ có thể đề bạt vòng quanh. Không thể đường hoàng nuôi dưỡng lực lượng của chính mình. Dù sao vị trí trưởng ban tổ chức trung ương không chắc có thể xếp hạng trước 3 ủy viên thường vụ, Ngô Tài Dương khi xuống ủy viên thường vụ, dự đoán xếp hạng ở thứ 5 hoặc thứ 6. Cháu xin nghe. Hạ Tưởng rất cung kính mà đáp lại. Thái độ của Ngô Tài Dương đối với Hạ Tưởng là rất hài lòng,
bỗng nhiên lại ý tứ sâu xa kín đáo mà mỉm cười. Cậu đã quên một người rồi. Hạ Tưởng sửng sốt. Bành Dũng. Hạ Tưởng mỉm cười, không nghĩ đến Ngô Tài Dương hiểu rõ như lòng bàn tay đối với tổ chức chính trị của hắn, ngay cả Bành Dũng cũng nhớ ở trong lòng, có thể thấy Ngô Tài Dương thật sự là có lòng đối với hắn. Trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy rất ấm áp, nói. Chủ tịch tỉnh phó rất tán thưởng Bành Dũng, cháu liền cố ý lược bỏ không đề cập tới, tin tưởng có chủ tịch tỉnh phó tán thưởng, Bành Dũng ở tỉnh Tương rất có triển vọng. Hạ Tưởng tán thưởng nhất là tinh thần tiên phong của Bành Dũng, hắn sở dĩ chỉ trừ lại một mình Bành Dũng ở tỉnh Tương, là hắn có lý do để tin tưởng Bành Dũng có thể đứng vững gót chân và mở ra cục diện ở tỉnh Tương. Ngô Tài Dương hiểu ý mỉm cười, lấy tay chỉ vào Hạ Tưởng, cười mà không nói. Hạ Tưởng thông minh, rõ ràng là để cho Phó Tiên Phong ra tay, muốn để cho Phó Tiên Phong chủ động đề bạt Bành Dũng, hắn chỉ việc ngồi mắt ăn bát vàng. Nghĩ lại cũng đúng, Bành Dũng đã trở thành trợ lực lớn nhất của Phó Tiên Phong ở tỉnh Tương, có công lao mở cửa thị trường cho nhà họ Phó tiến vào tỉnh Tương. Phó Tiên Phong thật lòng tận lực đề bạt Bành Dũng, là chuyện có thể lý giải được. Một lần đối thoại nửa chính thức nửa riêng tư giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương, mặc dù vừa không truyền ra bên ngoài, cũng không được ghi vào sử sách. Nhưng có ảnh hưởng quan trọng đối với việc bố cục trên toàn quốc của Hạ Tưởng. Trước khi Ngô Tài Dương thôi đảm nhiệm trưởng ban ban tổ chức trung ương, ông ta liền ra tay toàn lực, trợ giúp Hạ Tưởng hoàn thành một lần nhảy vọt cho các thành viên tổ chức chính trị. Các thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng ở lúc hắn vào cấp chính bộ không lâu, dưới sách lược của hắn. Dưới lực tương trợ của Ngô Tài Dương cùng với sự cam chịu các nhân vật số 1, số 2 của tỉnh ủy các tỉnh, đã sắp hoàn thành một lần nâng cao tổng thể có ý nghĩa trọng đại. Buổi tối, Hạ Tưởng đi gặp Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ hẹn gặp Hạ Tưởng tại hội sở của tỉnh Yến, Hạ Tưởng không dẫn theo Đường Thiên Vân, chỉ dẫn theo lái xe và cảnh vệ. Đường Thiên Vân đi hoạt động bí mật, một phần là do Hạ Tưởng sắp xếp, một phần là việc riêng của anh ta. Đường Thiên Vân rất quen thuộc Bắc Kinh. Hạ Tưởng liền đoán chắc Đường Thiên Vân quyết không đơn giản như trong hồ sơ lý lịch ở tỉnh Lĩnh Nam của anh ta miêu tả. Khi đến gặp Tống Chiêu Độ, thì Tống Nhất Phàm đã ở đó. Chẳng qua Tống Nhất Phàm có chút buồn bã không vui, thấy Hạ Tưởng cũng không vội vàng chạy lại ôm lấy cánh tay hắn để phả thân nhiệt, mà là chỉ thản nhiên chào một tiếng, anh Hạ, rồi một lời cũng không nói. Cô bé Phàm có tâm sự phiền lòng gì sao? Hội sở của tỉnh Yến là địa điểm chiêu đãi chỉ định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến, Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ đã từng làm quan lớn ở tỉnh Yến, vừa đến liền được hoan nghênh nhiệt liệt, có cảm giác như trở về nhà. Đã ngồi vào phòng, Tống Nhất Phàm vẫn cúi đầu không nói chuyện nhiều lắm, Hạ Tưởng liền đùa cô. Làm sao vậy Tiểu Phàm, có phải thất tình hay không? Thất tình đã tốt, em ước gì được như thế? Vấn đề là, em không muốn yêu đương. Không yêu thì làm sao mà thất tình được. Tống Nhất Phàm bĩu môi, bên ngoài là nói với Hạ Tưởng, kỳ thật ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ không đường chọn lựa đành cười. Tiểu Phàm tuổi cũng không còn nhỏ, đến hiện giờ vẫn độc thân, tôi và mẹ nó đều quan tâm đến việc chung thân đại sự của nó lại tuyệt không lo lắng gì. Hạ Tưởng, nó nghe lời cậu nhất định phải khuyên con bé, cứ bỏ lỡ thời giờ, thì sẽ không gặp được người thích hợp. Em đúng là không gặp được người thích hợp sẽ không lấy chồng, nếu cả đời không gặp, thì cả đời em sẽ không lấy chồng. Tống Nhất Phàm trừng mắt nhìn Tống Chiêu Độ hung hăng nói một câu, bỗng nhiên đứng lên. Con đi ra ngoài cho thoáng khí, hừ. Tống Chiêu Độ không có cách nào bảo được Tống Nhất Phàm, xua tay cười cười. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng biết, Tống Nhất Phàm bề ngoài là đùa giỡn, kỳ thật cũng là dành không gian để hắn và Tống Chiêu Độ nói chuyện chính sự. Tống Nhất Phàm vừa đi, Tống Chiêu Độ dường như cũng cảm thấy giảm nhẹ áp lực, vươn vai duỗi tay. Hạ Tưởng, bài báo của Thì báo Thế giới. Cậu có gì cảm tưởng gì? Ném đá giỏ đường, hoặc là khơi mào chiến tranh. Cậu đứng về phe nào? Tống Chiêu Độ truy vấn. Cậu thấy hướng gió thế nào? Nếu tôi nói có người bảo tôi chuyển hướng cậu, khiến cậu biểu lộ thái độ ủng hộ với chuyện này. Cậu có thái độ thế nào với Thì báo Thế giới? Ủng hộ quan điểm của Thì báo Thế giới sao? Làm sao có khả năng? Hạ Tưởng ý tứ sâu xa kín đáo mà liếc mắt nhìn Tống Chiêu Độ. Người không có đồng minh trong quan trường, là một người độc hành đáng buồn, khẳng định không đi xa được. Lý Đình Sơn là trường hợp đặc biệt, ông ta là người độc hành, nhưng ông ta vẫn có thể đi tới địa vị cao cấp phó bộ, là có Hạ Tưởng vẫn âm thầm chăm sóc,
lại có Tống Chiêu Độ luôn luôn chăm chú theo dõi thăng tiến của ông ta. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cảm xúc học giả và quan niệm độc hành độc lập của ông ta, là mộng tưởng mà Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ vẫn chôn giấu từ trước đến nay ở sâu trong nội tâm, nhưng bọn họ muốn hoàn thành lý tưởng trong lòng, thì phải bỏ đi mộng tưởng không thực tế đó. Như vậy Lý Đình Sơn chính là một bóng dáng khác của bọn họ, một hình chiếu chân thật của nội tâm. Lý Đình Sơn làm được việc mà bọn họ không thể làm. Liền để Lý Đình Sơn làm trường hợp đặc biệt trong quan trường, luôn luôn là một người độc hành đi tìm mộng tưởng là được rồi. Có Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ quan tâm, ông ta sẽ không đi lệch quá xa quỹ đạo chính, cũng không dễ ngã quỵ. Nhưng Hạ Tưởng cũng tin tưởng Tống Chiêu Độ trong lòng vẫn giữ một niềm tin bất diệt, sẽ không vì thăng tiến mà bỏ đi những nguyên tắc cơ bản. Nói đúng hơn là, có thể hòa nhập, nhưng sẽ không thông đồng làm bậy. Bởi vậy hắn không khỏi ngạc nhiên đối với việc Tống Chiêu Độ đột ngột hỏi một câu hỏi như vậy. Tống Chiêu Độ sau khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, mặc dù thanh thế chống tham nhũng không tăng vọt, nhưng vẫn như cũ âm thầm chém ngã 10 tên tham quan cấp cục. Hạ Tưởng tin rằng Tống Chiêu Độ sẽ không thỏa hiệp khi gặp vấn đề đúng sai mang tính nguyên tắc trong chính trị. Trừ phi đã đề cập tới chuyện lớn vào bộ chính trị của Tống Chiêu Độ. Bí thư Tống, tỉnh Tây đang phát động một cơn lốc chống tham nhũng. Thái độ của tôi là mạnh mẽ ủng hộ đối với việc tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh triển khai cơn lốc chống tham nhũng. Hơn nữa ở tỉnh Tương, tỉnh Tề cùng với tỉnh Lĩnh Nam, chỉ cần đề cập đến vấn đề, chỉ cần đến tay của tôi, là đều tra ra được đến đáy. Hạ Tưởng không trả lời ngay mặt vấn đề của Tống Chiêu Độ. Ánh mắt Tống Chiêu Độ hơi có chút khó hiểu. Việc chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng ở tỉnh Tây mặc dù thành công, nhưng chưa chắc đã có thể truyền bá kinh nghiệm. So sánh ra thì, vấn đề càng nghiêm trọng, cũng càng khó trừ tận gốc. Nếu cậu nhận định là có thể phá giải vấn đề chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng khó khăn, thì vấn đề đó nhất định cũng có thể trừ tận gốc, thì nhầm to rồi. Hạ Tưởng nhíu lông mày. Bí thư Tống, ai muốn chuyển lời đến tôi vậy? Tống Chiêu Độ lại không nói. Chính là tôi muốn biết lập trường của cậu. Sắp tới tỉnh Tây sẽ đánh ngã ngựa vài cán bộ cấp cục. Hơn nữa cơn lốc chống tham nhũng càng tăng thế lớn mạnh. Hạ Tưởng mượn cơn lốc chống tham nhũng tỉnh Tây làm ví dụ, kín đáo thể hiện hắn quyết tâm sẽ không dễ dàng tha thứ. Tống Chiêu Độ gật đầu. Tôi có thể hiểu được lập trường của cậu. Đến vậy mới thôi, từ đó về sau, Tống Chiêu Độ rốt cuộc không nói gì nữa, gió thổi mây bay. Cuộc đối thoại vừa rồi dường như không hề xảy ra vậy. Ông ta không đề cập tới, Hạ Tưởng cũng không hỏi lại. Nhưng trong lòng vẫn phân vân, đoán không ra rốt cuộc là ai muốn thông qua Tống Chiêu Độ để thử lập trường của hắn. Tổng bí thư sao, có khả năng, thủ tướng sao, khả năng không lớn, còn có hai người cũng ở trong dự đoán của Hạ Tưởng là Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh. Nghe nói, chỉ có điều nghe nói, Hạ Tưởng nghe được ngoại giới bàn luận, vẫn chưa chính tai nghe Tống Chiêu Độ chứng nhận là có thật Tống Chiêu Độ được Quan Viễn Khúc tán thưởng nhiều. Đến thời đại Quan Viễn Khúc chấp chính, Tống Chiêu Độ chắc sẽ được trọng dụng. Đến tận cuộc đối thoại hôm nay Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ mới nhận ra đây lần đầu tiên nói chuyện chưa ra ngọn ngành. Hơn nữa còn để lại chỗ trống cho người ta dễ sinh hiềm khích, nhưng Hạ Tưởng vẫn chưa có bất luận nghi ngờ vô căn cứ hay bất mãn gì đối với Tống Chiêu Độ. Nhìn chung là việc lớn, vào bộ chính trị là việc lớn, có dao động nghĩ một đằng nói một nẻo khi gặp chuyện nào đó, cũng phù hợp với thân phận của người trong quan trường. Hạ Tưởng tin tưởng. Cho dù lập trường của Tống Chiêu Độ là thế nào, ở vấn đề đúng sai mang tính nguyên tắc trong chính trị, ông ta vẫn như cũ là Tống Chiêu Độ sắc bén và sẽ không thỏa hiệp năm ấy. Ông ta không nói hết mọi chuyện, khẳng định ông ta còn nghi ngại, ông ta nhiều năm là người cố vấn cho Hạ Tưởng tin vào nhân phẩm của Tống Chiêu Độ. Và sau khi Tống Nhất Phàm trở về, ba người cùng nhau ăn cơm chiều, lại đang gọi điện thoại cho Lý Đình Sơn, nói tới bước tiếp theo của Lý Đình Sơn. Tống Chiêu Độ hy vọng Lý Đình Sơn có thể đảm nhiệm chủ tịch tỉnh ở một phương. Ăn cơm xong, Tống Chiêu Độ đi trước một bước, tâm trạng Tống Nhất Phàm đã tốt hơn nhiều, bảo Hạ Tưởng phải đưa cô đi chơi một chút. Nói là muốn đi hít thở không khí, giải sầu, phản đối chế độ hôn nhân gia trưởng, cô phải có bầu trời tự do tự tại của mình. Tống Chiêu Độ có một biệt danh ở trong quan trường, Tống mặt lạnh, ý là bình thường mặt ông ta rất cứng nhắc và nghiêm túc, mặt lạnh ít lời. Cho người ta có ấn tượng không nói cười, không nên tiếp cận. Biệt hiệu Tống mặt lạnh, kỳ thật từ khi ở tỉnh Yến đã có người gọi, thẳng đến sau khi Tống Chiêu Độ rời tỉnh Yến lên phía Bắc,
khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy mới được gọi là biệt hiệu. Tuy Tống Chiêu Độ gặp người khác mặt lạnh ít lời, nhưng làm việc công chính, quen biết lâu với ông ta, đều không hiểu tại sao lại khó thân thiết được. E rằng không có mấy người đã từng thấy Tống Chiêu Độ cười, một người cha với khuôn mặt không có đường chọn lựa nào khác, ông ta bị Tống Nhất Phàm phản đối lạnh nhạt, nhưng cũng không có cách nào. Đường đường là bí thư tỉnh ủy, Tống mặt lạnh năm ấy lật đổ Cao Thành Tùng, mà chỉ vừa thương vừa giận mà mắng Tống Nhất Phàm một câu. Tiểu Phàm, còn phải hiểu cho nỗi khổ tâm của người làm cha. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Con chỉ thích ngọt ngào, không thích cay đắng. Tống Nhất Phàm không cảm kích chút nào. Tống Chiêu Độ vừa đi, Tống Nhất Phàm mới tích cực hơn, bình thường như trước đây, kéo cánh tay Hạ Tường. Cánh tay của Tống Nhất Phàm rất mát mẻ, vì là mùa hè, cô mặc chiếc váy vải tao dài, váy dài tới tận mắt cá chân, chỉ lộ ra hai bàn chân trắng mịn như ngọc, thân hình như tiên nữ trốn trần gian. Váy dài bay lất phất, giật mình giống như trong mộng, nếu không phải cô hơi đẫy đà một chút so với trước kia, trong lúc mơ màng, Hạ Tưởng còn tưởng cô gái đang kéo cánh tay hắn vẫn là cô nữ sinh trung học sôi nổi năm ấy. Nhưng từ trên xuống dưới Tống Nhất Phàm đều tỏa ra hơi thở của một cô gái đã trưởng thành, cùng với bầu ngực đầy đặn và dao động nhiệt tình. Không khỏi nhắc nhở Hạ Tưởng một sự thật, cô bé Phàm đã lớn, thật sự đã đến lúc lập gia đình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạ Tưởng vẫn coi Tống Nhất Phàm như một cô gái không biết ưu sầu của nhân gian. Một thân một mình sống tốt cả đời cũng không chắc không phải chuyện tốt, vạn sự trên thế gian có cái hay có cái dở. Trong mắt người trong nước, thì trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, nhưng ở ngoại quốc, cũng có nhiều người theo chủ nghĩa độc thân, cả đời một mình, chỉ cần nội tâm yên bình cuộc sống yên ổn, thì trong lòng là những ngày nắng và gió mát. Chỉ có điều quá để ý đến ánh mắt và cái nhìn của người khác. Từ trăm ngàn năm nay người trong nước đã lĩnh hội sâu sắc một câu chính là, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Có thật là không gặp được người thích hợp không, hay là em yêu cầu cao quá? Ở trên đường cái Bắc Kinh đầy người qua lại, Hạ Tưởng để Tống Nhất Phàm tùy ý kéo cánh tay hắn về phía trước, chạm vào thân nhiệt của Tống Nhất Phàm, trong lòng hắn thấy thật thoải mái, không cần lo lắng bị trở thành cái cớ để các đối thủ chính trị công kích. Ở trong cảm nhận của hắn, Tống Nhất Phàm giống như em ruột của hắn vậy. Tống Nhất Phàm nhảy nhót vui vẻ, chạy từ chỗ này sang chỗ khác, khi thì váy dài bay cuồn cuộn, khi thì tóc dài bay, khi thì đến bên cạnh một chậu hoa tươi thản nhiên cười, cô thật sự là một nàng tiên giáng trần, làm sao có thể chống lại được năm tháng trôi đi và những chuyện ngày thường của thế gian. Em không thích lập gia đình, rất phiền phức, không sợ cho anh biết, anh Hạ, kỳ thật em là người theo chủ nghĩa độc thân. Tống Nhất Phàm vui vẻ cười. Một mình tự do tự tại thật là tốt, kết hôn rồi, thì gặp một mớ phiền não không hiểu ở đâu, phải hòa nhập vào xã hội, phải giúp chồng dạy con, phải giữ vẻ tươi cười. Ngẫm lại liền cảm thấy cuộc sống như vậy thật là đáng sợ. Hạ Tưởng không nói chuyện, hắn không muốn can thiệp vào sự lựa chọn và quyền lợi của người khác. Mặc dù ý nghĩ về cuộc sống đời thường trong mắt Tống Nhất Phàm có chút cực đoan, nhưng hắn có thể chấp nhận. Tống Nhất Phàm có một người cha yêu thương cô sâu sắc, có một người mẹ dịu dàng chăm sóc, hơn nữa còn có một anh Hạ yêu cô như báu vật, cô có tất cả mọi thứ, cũng đủ để khiến vô số người hâm mộ không thôi. Về sau em định làm gì? Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến với Tống Nhất Phàm, không phủ nhận chính là cam chịu. Hắn thừa nhận kỳ thật hắn cũng có một mặt đồng ý với Tống Nhất Phàm. Cũng không có tính toán gì, cùng nhau làm việc kinh doanh với chị vệ, không thiếu tiền không thiếu vui vẻ, không thiếu bạn bè cũng không thiếu tình thân, vì sao lại phải cần tình yêu? Chị vệ chẳng phải cũng coi như một người độc thân sao? Em định độc thân ở cùng chị ấy đến già, canh giữ bên cạnh chị ấy, làm chị em tốt cả đời. Trừ phi chị ấy lập gia đình, em sẽ đi làm thủ thư ở thư viện, ở bên trong biển tri thức vô tận và những câu chuyện thăng trầm của nhân gian, chờ đợi thời gian trôi qua, tuổi già dần dần đến. Hạ Tưởng kinh ngạc vô cùng, tưởng tượng về tương lai của Tống Nhất Phàm thật giống với tưởng tượng mà hắn từng nghĩ khi thấy khía cạnh thích yên tĩnh nhàn nhã của Tống Nhất Phàm, hay đây thật sự là số mệnh của Tống Nhất Phàm. Mỗi cá nhân đều có số mệnh của chính mình, người có thể thay đổi số mệnh của mình chỉ là số ít. Kỳ vọng lớn nhất của Hạ Tưởng đối với Tống Nhất Phàm chính là hy vọng cô có cuộc sống yên ổn, có những năm tháng yên bình. Đừng nhìn cô tích cực hiếu động, kỳ thật trong nội tâm cô thực sự khao khát yên tĩnh và an bình, không thích tiếng động lớn ầm ĩ và những điều phù phiếm trên trần thế. Hạ Tưởng thầm nghĩ,
Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn liền cố gắng với khả năng lớn nhất bảo vệ tốt cho Tống Nhất Phàm, khiến cô vẫn có thể làm một nàng tiên sống tự do trên trần thế. Đưa Tống Nhất Phàm tới nơi ở, cô vẫn ở cùng một chỗ với vệ tân, ở căn hộ bên cạnh, chứ không ở cùng nhau, cũng là thể hiện một mặt nội tâm chân thật của cô. Dù quan hệ với người nào có gần mấy, cô cũng cố giữ sự yên tĩnh trong nội tâm, mong muốn được sống một mình. Sắc mặt vệ tân không tệ, bệnh của cô không tái phát. Hạ Tưởng nhìn thấy vệ tân, lại có một cảm giác khó hiểu, muốn ở cùng chăm sóc cô một thời gian. Vệ tân và Tống Nhất Phàm có điểm giống nhau, đều là người phụ nữ có thể trầm tĩnh như nước bên trong giới phù hoa, có thể bảo vệ tốt cho thế giới nội tâm yên tĩnh bên trong, không bị xô lệch vì thế gian sôi nổi và nhiều tiếng động lớn ầm ĩ, không ra thế giới bên ngoài tìm kiếm khoái cảm, chỉ mong nội tâm tìm được vui vẻ. Có Tống Nhất Phàm ở đây, Hạ Tưởng không nói gì nhiều với vệ tân, chỉ nói mấy câu đơn giản. Tống Nhất Phàm cũng không biết là cố ý hay vô tình, mà cứ ở mãi không đi. Cứ đi qua đi lại giữa Hạ Tưởng và vệ tân, giận thì cứ nói là giận, khiến Hạ Tưởng hiểu ra, một cô bé vô tư như cô bé Phàm, kỳ thật nội tâm thông suốt như kính, cô chỉ là giả bộ không biết gì cả mà thôi, cô kỳ thật điều gì cũng biết. Vệ tân có Tống Nhất Phàm làm bạn, là phúc của vệ tân. Tống Nhất Phàm có vệ tân chăm sóc, là vận may của Tống Nhất Phàm. Hai người gắn bó cùng nhau, thực sự có thể làm chị em cả đời. Về đến nhà, đã là hơn 10 giờ tối, người nhà phần lớn đã đi ngủ, chỉ có Liên Nhược Hạm vẫn đang đợi Hạ Tưởng về. Anh về rồi sao? Liên Nhược Hạm nói nhẹ nhàng, vào phòng đi. Có một việc em muốn bàn bạc với anh một chút. Hạ Tưởng thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Liên Nhược Hạm, không khỏi buồn cười. Ngày mai nói cũng được, giờ đang là ngày đẹp, đi ngủ đã. Không được ngủ. Liên Nhược Hạm nói. Không đùa đâu, em muốn bàn bạc một việc lớn với anh. Giữa Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng dường như chưa từng có chuyện gì lớn lao phải bàn bạc một cách trịnh trọng lạ thường như vậy. Cho dù là cô quyết định một chính sách đầu tư trọng đại, hoặc là điều động số vốn vài tỷ đô la Mỹ, cô cũng chỉ là nói chuyện đơn giản với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng chỉ là ngồi nghe, không can thiệp cũng không phát biểu ý kiến. Liên Nhược Hạm biết Hạ Tưởng tôn trọng lựa chọn của cô. Hạ Tưởng tin tưởng vào con mắt của Liên Nhược Hạm, sự ăn ý hai người giữa, qua thời gian 10 năm, đã đạt tới mức độ tâm ý tương thông. Hôm nay khuya khoắt mà Liên Nhược Hạm không để cho Hạ Tưởng đi ngủ, muốn bàn bạc với hắn chuyện lớn gì, cũng khiến Hạ Tưởng kinh ngạc. Được rồi, vợ có gì chỉ bảo, chồng xin rửa tay cung kính lắng nghe. Liên Nhược Hạm cười. Nói chuyện quan trọng, chuyện chính sự, đừng mỉa mai. Ở trong phòng của vợ mà nói chuyện chính sự, như thế nào cũng có cảm giác không giống, không bằng chúng ta đến thư phòng. Chưa nói hết câu, đã bị cốc một cú lên đầu. Còn làm loạn thì đêm nay sẽ không để cho anh dở trò đâu. Đôi lông mày thanh tú của Liên Nhược Hạm nhướng lên, trừng mắt, cũng khá có lực uy hiếp. Hạ Tưởng trung thực. Mời vợ nói đi. Mấy ngày hôm nay em lúc nào cũng nghĩ đến bố cục kinh tế toàn quốc của anh, dường như bỏ sót một chỗ quan trọng, nếu không kịp thời sửa chữa, rất không có lợi đối với kế hoạch lớn sau này của anh. Mắt Liên Nhược Hạm dưới ánh đèn chiếu xuống, sáng chói lạ thường, khiến Hạ Tưởng cảm thấy động lòng. Năm ấy bên trong quán mới tại thành phố Yến, Liên Nhược Hạm hoảng sợ thất thố, mắt cũng sáng chói như thế này, chỉ là khi ấy đẹp kinh khủng, còn bây giờ là mỹ nhân sang trọng. Là chuyện gì? Nói nhanh đi. Hạ Tưởng khẩn cấp nói, hắn cảm thấy hạnh phúc khi Liên Nhược Hạm một lòng suy nghĩ vì kế hoạch kinh tế lớn của hắn. Nắm giữ sản nghiệp nguồn năng lượng chỉ là một mặt, mặt khác, phải có lực ảnh hưởng đến bất động sản, giao thông cùng với các ngành công nghiệp độc quyền khác, mới có thể đạt tới bước đầu thao túng vận mệnh của kinh tế và chính trị. Về ngành bất động sản, hiện giờ anh đã hoàn thành bố cục, cũng ủng có lực ảnh hưởng bước đầu, nhưng đối với giao thông, dầu mỏ và các ngành công nghiệp độc quyền lớn, vẫn đứng ở ngoài cửa, cách cửa lớn còn rất xa, hiện giờ phải chuẩn bị ngay. Liên Nhược Hạm vừa nói ánh mắt vừa dao động, vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, thần sắc rất nghiêm nghị, hiển nhiên là trải qua suy nghĩ sâu xa chín chắn mới cho ra kết luận, và nhận định là Hạ Tưởng phải coi nó như là việc gấp. Hạ Tưởng ôm lấy hai vai Liên Nhược Hạm. Thật sự là cảm ơn vợ đã quan tâm đến chuyện của anh, vấn đề em nói, anh đều đã từng nghĩ tới, và cũng đã tìm ra biện pháp ứng đối tốt rồi. À, anh đều nghĩ tới rồi sao? Liên Nhược Hạm kinh ngạc há miệng lớn. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao anh có khả năng dự đoán được mọi chuyện như vậy?
Hạ Tưởng mỉm cười. Ở lĩnh vực kinh tế, em là người lành nghề, nhưng đối với chính trị, em là người bên ngoài. Những ngành công nghiệp lớn mà em vừa nói, sở dĩ hình thành nên thế độc quyền, đều có nguyên nhân từ chính trị, muốn phá giải, trừ phi cải cách thể chế chính trị. Hiện tại ở lĩnh Nam đang thí điểm cải cách thể chế chính trị, hành trình vạn dặm mới đi được bước đầu tiên, nếu muốn thực sự cải cách thể chế chính trị trên toàn quốc thì phải qua vài thập niên nữa. Cho nên từ góc độ chính trị mà nói, muốn đánh vỡ sự độc quyền, khả năng cực thấp, nhưng cũng không phải không có khả năng, cần thâm nhập vào một chút. Nhưng thâm nhập vào nội bộ rất phiền phức cũng quá lâu dài, không bằng đột phá từ bên ngoài. Đột phá như thế nào? Mắt Liên Nhược Hạm trừng lớn, tò mò hỏi. Trong tương lai 10 năm, giới truyền thông báo chí trong nước sẽ nhanh chóng phát triển trỗi dậy, ngành công nghiệp văn hóa là phương hướng phát triển của tương lai. Một quốc gia phát triển kinh tế đạt tới một trình độ nhất định, tự nhiên liền nâng cao nhu cầu về văn hóa. Văn hóa của Trung Quốc hiện ở vẫn ở sa mạc, 80% số người một năm cũng không đọc đến một quyển sách. Một dân tộc không đọc sách không học tập, là một dân tộc đáng buồn, cũng là dân tộc nhất định bị đào thải. Chấn hưng ngành công nghiệp văn hóa, đã ở thế phải làm. Nhưng việc này và vấn đề phá giải độc quyền có quan hệ gì? Có chứ, rất có quan hệ. Hạ Tưởng khẳng định mà nói. Chấn hưng văn hóa, nâng cao tố chất của quốc dân, mới là nền dân chủ chân chính thực sự. Trên thế giới, những dân tộc có tố chất cao nhất, số lượng đầu sách mỗi người đọc trong một năm cũng nhiều nhất. Cho nên, mục tiêu lớn trước mắt của anh là tạo ra một đế quốc truyền thông siêu cấp, cùng với chính sách quốc gia từng bước thả lỏng lĩnh vực truyền thông, sớm muộn gì trong nước cũng sẽ xuất hiện thị trường truyền thông khổng lồ. Tự tuyên truyền nâng cao tố chất quốc dân, ảnh hưởng đến việc thừa nhận những doanh nghiệp độc quyền của quốc dân, dần dần khiến cho những doanh nghiệp độc quyền tự sửa chữa khiếm khuyết, thích ứng với thị trường. Thậm chí có thể thúc ép doanh nghiệp bước đi một bước thật lớn. Anh thật vĩ đại. Hai mắt Liên Nhược Hạm tỏa ánh sáng, bỗng nhiên ôm lấy cổ Hạ Tưởng. Trước kia em khâm phục anh, hiện giờ em phát hiện, hóa ra em hoàn toàn khâm phục anh. Nguồn gốc sự tự tin của mỗi người đàn ông là được người phụ nữ mình yêu khâm phục, Hạ Tưởng cười ha hả. Đó là điều đương nhiên, nam là trời nữ là đất, đàn ông phải mạnh hơn phụ nữ chứ. Cũng không nhất định, em sẽ ở bên trên anh. Liên Nhược Hạm đẩy ngã Hạ Tưởng xuống giường, không biết mệt mỏi. Hạ Tưởng vùng vẫy phản kháng, nhưng đối thủ quá mạnh, đang định bỏ cuộc không phản kháng nữa, tùy ý Liên Nhược Hạm thì bỗng nhiên nghe tiếng Liên Hạ từ bên ngoài truyền tới. Cha mẹ không được đánh nhau. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm nhìn nhau, không còn cách nào khác đành mỉm cười. Buổi sáng hôm sau, Hạ Tưởng phải đi Trung Nam Hải từ sáng sớm, gặp mặt Cổ Thu Thật. Chuyến gặp mặt với Cổ Thu Thật, một nửa là riêng tư một nửa là chính thức, nói tới thế cục tỉnh Tây, nói tới việc triệu tập, lại nói tới tình hình kinh tế quốc gia. Kiểm soát vĩ mô bất động sản mới có hiệu quả ban đầu, nhưng cũng dẫn đến kinh tế yếu kém đi, trượt giảm rất nhiều, khả năng thả cho tự do hóa. Ngành bất động sản liên quan đến lợi ích của rất nhiều mặt, có thể kéo theo ngành công nghiệp sắt thép, và nhiều ngành công nghiệp hậu cần, thịnh vượng thì cùng thịnh vượng mà tổn thất thì cùng tổn thất. Giá nhà giảm xuống là chuyện tốt, nhưng làm sao tìm được sự cân bằng giữa giá nhà giảm và ổn định bất động sản, đây là việc khó khăn nhất. Vấn đề hiện tại là, đích thực giá nhà đã hạ, người tiêu dùng bắt đầu ngắm nghía. Căn bệnh teo cơ của ngành bất động sản đã khá lên được 5-6 phần, và kích thích được nền kinh tế đang xuống dốc, cũng là tác dụng phụ của điều tiết kinh tế vĩ mô. Kinh tế Trung Quốc đích thực rất khó điều tiết, sẽ không thể hành động quyết liệt, dễ bị hạ cánh cứng. Dùng liều thuốc nhẹ cũng không được, không có tác dụng. Có chìa khóa, nhưng chẳng ai bắt được mạch của kinh tế Trung Quốc, theo y học là không tìm ra triệu chứng. Giống như năm ấy khi tiến hành công nghiệp hóa giáo dục và phân chia lợi nhuận, gây ra nhiều tác hại và lực phá hoại, nhưng lúc ấy khi ra quyết sách vẫn hô to là sáng suốt. Quốc gia chuẩn bị phải tăng mạnh mức độ đầu tư, thẩm tra phê duyệt một lô các dự án lớn, gia tăng đầu tư, kích thích nhu cầu trong nước, tránh cho kinh tế bị hạ cánh cứng. Cổ Thu Thật nói với Hạ Tưởng. Phương pháp kích thích nền kinh tế không hề ít, nhưng chưa chắc đầu tư sẽ thu được hiệu quả. Hạ Tưởng, ở thời điểm kinh tế đất nước còn yếu, cậu cũng nên góp một phần sức lực để nâng cao nền kinh tế quốc gia. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, đoán thầm rằng Cổ Thu Thật ít nhiều chắc là đã nghe một số quan viên nói về thành viên tổ chức kinh tế của hắn. Nói lời nói thật, sau lưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng kinh tế hùng hậu, người biết được chuyện cũng chỉ vài người mà thôi.
Liên Nhược Hạm đương nhiên là người thứ nhất biết rõ như lòng bàn tay, sau đó là hắn, rồi đến là Lý Thấm, rồi sau nữa, thì không có ai. Ngay cả Tào Thù Lê cũng không nói rõ được rốt cuộc hắn có thể thao túng được bao nhiêu vốn riêng. Không phải hắn cố ý giấu giếm chuyện gì, mà là hắn cảm thấy thực sự không cần phải. Cho Tào Thù Lê biết một số chuyện, Tào Thù Lê cũng không quan tâm đến quyền thế, địa vị và tiền bạc. Nếu cộng cả toàn bộ tư sản của Liên Nhược Hạm, thêm vào số vốn riêng hắn có thể điều động ở trong nước, ước chừng đại khái một chút, tổng số vượt qua 10.000 tỷ nhân dân tệ cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng để kích thích nhu cầu trong nước, quốc gia đã điều động đầu tư 40.000 tỷ, nếu so sánh thì vẫn là hơn một bậc. Chẳng qua hắn có một ưu thế, nếu hắn đầu tư toàn bộ 10.000 tỷ kích thích nhu cầu trong nước, sẽ sử dụng được cao hơn 10% so với 40.000 tỷ của quốc gia. Đối với đám tham quan dám tham ô của các quỹ từ thiện và trợ giúp thiên tai ở trong nước mà nói, trên thế giới không có ai không dám tham ô tiền. Ngoại trừ kẻ ngu dốt. Tôi thấp hèn, chẳng qua vị trí thấp kém chưa dám quên nước, hy vọng việc chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây có thể góp một phần sức lực để chấn hưng kinh tế. Hạ Tưởng rất khiêm tốn trả lời một cách kín đáo. Ha ha! Cổ Thu thật mỉm cười. Các nhà kinh tế học nước ngoài không xem trọng triển vọng của kinh tế Trung Quốc, nhận định kinh tế Trung Quốc đang phát triển ở tốc độ cao nhất thì đâm vào một tảng băng trôi. Nói cách nhìn của cậu đi, Hạ Tưởng, theo cậu, kinh tế Trung Quốc đang di chuyển về phương nào? Cổ Thu thật không phụ trách lĩnh vực kinh tế, ông ta hỏi câu này, khẳng định là được người ta nhờ vả, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười. Vấn đề bí thư Cổ nói quá lớn, một chủ tịch tỉnh như tôi không phải người có thể trả lời được. Không vấn đề gì, cứ coi như là cá nhân nói chuyện phiếm. Cổ Thu thật không chịu bỏ qua cho Hạ Tưởng, muốn nghe ý nghĩ đích thực của Hạ Tưởng. Cũng đúng, lúc này kinh tế yếu kém, thị trường bị thắt chặt, Hạ Tưởng cũng cảm nhận sự nguy hiểm khi kinh tế hạ cánh cứng. Căn cứ vào số liệu thống kê lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ của các công ty Trung Quốc, trước mắt số công ty đang lưu hành có giá trị dưới 100.000 tệ đạt tỷ lệ cao là 85%. Mà số công ty có giá trị trên thị trường dưới 500.000 tệ lại vượt qua tỷ lệ 97%. Nói đúng hơn, người thực sự có tiền hoặc là phú hào, đều có hứng thú đối với thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã dần dần trở thành nơi tập trung các công ty kinh doanh. Nhưng vấn đề là, người có tiền ở Trung Quốc không ít, tiền nhàn rỗi, tiền nóng cũng rất nhiều, không đổ vào thị trường chứng khoán, thì tiền dư thừa chạy đi đâu. Trước kia là đầu tư vào thị trường bất động sản. Hiện tại thị trường bất động sản hạ giá, thị trường chứng khoán sụt giảm, người giàu có vừa không đầu cơ vào bất động sản, cũng không đầu cơ vào cổ phiếu, lẽ nào đều đi mua vàng, mua các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ về cất trữ sao? Cũng không chắc. Hạ Tưởng không phải nhà kinh tế học, hắn thừa nhận mình không đủ chiều sâu để nhìn nhận hướng đi tổng thể của nền kinh tế trong nước, nhưng có một điểm có thể khẳng định, số tiền nóng trong dân khẳng định đang nằm trong các khoản tiết kiệm. Số tiền nóng ở trong dân gian đang tìm một cửa để đột phá, chính sách quốc gia phải đưa ra phương hướng đường lối, mới có thể khiến tiền nóng không còn như cơn cuồng phong hỗn loạn mất trật tự, không phải xào đậu phụ với hành tỏi. Vấn đề là, trên cơ bản quốc gia đã dùng hết các chiêu thức kích thích kinh tế, ngoại trừ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, không còn cách nào khác. Trừ phi cho phép bất động sản tăng giá trở lại, sau đó chính là gieo trồng một mầm mống thảm họa lớn hơn. Cổ Thu thật không phải tổng bí thư, cũng không phải là quan Viễn Khúc sắp tiếp nhận chức vụ. Thời đại của ông ta còn phải đợi một thời kỳ nữa mới có thể đến, Hạ Tưởng liền hy vọng ý tưởng của hắn có thể cộng hưởng Cổ Thu thật. Trước khi Cổ Thu thật lên chấp chính, gieo trồng một hạt giống có thể nảy mầm mọc rễ sâu. Căn cứ vào ý tưởng này, Hạ Tưởng bày tỏ một tràng khiến Cổ Thu thật giật mình. Dân số Trung Quốc là 1 tỷ 3, nhưng chỉ có 100 triệu người được đi học, nhân khẩu thành phố Trung Quốc cũng đã vượt quá nhân khẩu ở nông thôn. Tương đương với mấy lần tổng nhân khẩu ở nước Mỹ, nhưng thị trường văn hóa vẫn không bằng 1/10 so với thị trường văn hóa nước Mỹ. Đến năm 2020, nhân khẩu thành phố vượt qua 800 triệu, nâng cao tố chất quốc dân, mở ra thị trường văn hóa, giảm bớt sự can dự tính hành chính, bỏ chính sách hạn chế trong truyền thông, thì kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng như chắp cánh bay. Hạ Tưởng cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Giống với quan điểm mà hắn và Liên Nhược Hạm đã thảo luận tối hôm qua, trong kế hoạch lâu dài của hắn, xây dựng một đế quốc truyền thông có sức ảnh hưởng tương đương, liên quan kế hoạch lý tưởng của hắn, đưa đến cái đích quan trọng nhất. Nhưng với chính sách hiện tại của nhà nước,
tuyệt đối không thả lỏng thị trường truyền thông, không cho phép cá nhân đầu tư làm báo, ngành xuất bản, càng không thể cho nguồn đầu tư bên ngoài vào đài truyền hình. Hiện tại ngành truyền thông có đầu tư bên ngoài chỉ có mạng. Báo đảng được gọi là tiếng nói của đảng, thừa nhận là khống chế dư luận, có tác dụng quán thâu tư tưởng, ở góc độ lớn mà nói, là thống nhất tư tưởng và nhận thức, từ góc độ nhỏ mà nói, là tránh miệng dân. Vì củng cố địa vị thống trị của mình, phải lợi dụng hết mức vũ khí dư luận, các nước trên thế giới đều như thế, cách làm của Trung Quốc cũng không thể chỉ trích. Nhưng đúng là khống chế dư luận và tư tưởng quá nghiêm khắc, hơn nữa trải qua kinh nghiệm đau thương lúc cải cách, vô số phần tử tri thức nuốt cay đắng đến ngày hôm nay, sự nghiệp văn hóa Trung Quốc tiêu điều như mùa thu, không đề cập tới thị trường sách thảm nhạt, cho dù là thị trường điện ảnh nóng bỏng, cũng là các phim Hollywood chiếm nửa thị trường. Một đạo diễn có lực ảnh hưởng lớn trên quốc tế, đã quay rất nhiều bộ phim, nhưng trừ phim thể hiện mặt lạc hậu của tầng đáy xã hội ra thì gần như không hề biểu diễn bất cứ tính đại nghĩa dân tộc và chính khí nhân gian nào. Mà nhìn phần lớn các phim của Hollywood, đều là nước Mỹ đại chiến người ngoài hành tinh, hoặc nước Mỹ cứu vớt thế giới, ít nhất cũng có chủ đề tích cực, hướng về tương lai, đều có tinh thần tự đề cao đất nước. Cũng như nước Mỹ, văn hóa nước Mỹ mượn hình ảnh lớn của nước Mỹ truyền đến khắp nơi trên thế giới, làm hình tượng nước Mỹ đi sâu vào tâm trí của con người. Tiêu chí của một quốc gia cường mạnh thực sự không phải là xếp hạng GDP, không phải xếp hạng giàu có trên thế giới, cũng không phải có bao nhiêu vũ khí hạt nhân, mà là ở đất nước đó, có lợi dụng nền văn hóa để thâu tóm nền văn hóa và quan niệm giá trị của các nơi trên thế giới. Có con đường ở nước Mỹ gọi là đường người Hoa, không ít tập tục của người Nhật Bản và Hàn Quốc xuất phát từ triều đường, có thể thấy sức ảnh hưởng của văn hóa so với bất cứ một thế lực nào đều có sinh mệnh lâu nhất. Trung Quốc bao giờ có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nhưng văn hóa ảnh hưởng bên ngoài không có. Cổ Thu thật nghe lời của Hạ Tưởng, thật lâu không nói, vẻ mặt trầm tĩnh, chỉ nhẹ nhẹ liếc ánh mắt của Hạ Tưởng, ung dung uống một ngụm trà. Mặt trời ngoài cửa sổ làm chói mắt, tháng 8 ở Bắc Kinh, đúng là tháng nóng nhất trong năm, Hạ Tưởng rất thích cảm giác mặt trời chiếu trên mặt đất, dường như cả thế giới đều đắm chìm trong vinh quang. Buổi trưa cùng ăn cơm. Dù sao thời gian trước cậu cũng đủ bận rồi, lần này đến Bắc Kinh thì nghỉ ngơi vài hôm. Cổ Thu thật không trả lời thẳng vấn đề của Hạ Tưởng, chỉ đề xuất ý kiến cùng ăn trưa. Cơm phải ăn từ từ. Hạ Tưởng đã hiểu rõ, ở thế hệ quan viễn khúc, không thể thả lỏng toàn diện truyền thông, thị trường xuất bản, nhưng đến thời Cổ Thu thật, làm người lãnh đạo quốc gia trong thời đại mới, đến lúc sẽ có cuộc chiến dưới các loại hình thức, thị trường truyền thông và xuất bản sớm muộn cũng sẽ có một ngày phóng thích. Lúc nào phóng thích, lúc đó chính là biểu hiện của sự tự tin và thành thục chân chính của lãnh đạo Trung Quốc. Ăn một bữa cơm trưa với Cổ Thu thật, không đề cập tới chuyện phóng thích thị trường truyền thông, chỉ nói phía một vài chuyện cuộc sống, không nên coi thường việc tán gẫu, quan hệ thân thiết mới tán gẫu, nói chuyện công việc là biểu hiện xa lánh. Đang nói, Hạ Tưởng chủ động đề cập, bài văn, thời báo thế giới. Quan điểm về sự hủ bại của Doãn Hứa Thích, một bài văn sai lầm. Cổ Thu thật có chút cả kinh, hoặc đối với kết luận thẳng thắn của Hạ Tưởng có chút kinh ngạc. Nói cũng không thể nói như vậy, kỳ thực cho phép quan viên mục nát ở mức nhất định, nhiều tỉnh ở phía Nam, có thị trường nhất định, kinh tế càng phát đạt, dường như càng có thể chịu đựng sự mục nát ở mức nhẹ của quan viên. Hạ Tưởng nói, dân chúng có thể thừa nhận là một phương diện, nhưng có tuyên dương bên ngoài và thử giới hạn cuối cùng của nhân dân hay không thì là phương diện khác. Bản chất cho phép hủ nát ở mức độ nhẹ chính là một mệnh đề giả, sức nhẫn nại của dân chúng là có hạn, tham vọng của tham quan là vô hạn, lấy mức độ chịu đựng có hạn của dân chúng để thử nghiệm sự tham lam vô hạn của tham quan, sớm muộn cũng sẽ có lúc tức nước vỡ bờ, đến lúc đó hậu quả nghiêm trọng hơn hiện tại 10 phần. Sắc bén. Cổ Thu thật thờ dài tán dương. Lời của cậu rất có chính kiến, Hạ Tưởng, tôi đề nghị cậu viết một bài văn phản bác, tôi sẽ sắp xếp phát biểu trên báo Thanh Niên. Hạ Tưởng mới biết ý của Cổ Thu thật đang thăm dò hắn, thăm dò suy nghĩ của hắn. Không tốt lắm đâu, bí thư Cổ. Có những việc không cần nói quá rõ, lấy thân phận chủ tịch tỉnh hiện tại của Hạ Tưởng, thật sự không phù hợp ra trận tham gia tranh luận, rất dễ dẫn đến suy đoán càng lớn. Đương nhiên sẽ không cần cậu ký tên, chỉ cần mượn quan điểm của cậu, nếu như cậu không muốn viết, tôi sẽ trực tiếp lấy chủ nghĩa, lấy quan điểm của cậu dùng không ràng buộc. Tôi nói trước là không chi trả phí phát thảo cho cậu đâu nhé. Hạ Tưởng vốn định đồng ý, bỗng nhiên nghĩ đến việc gì,
Cổ Thu Thật hôm nay cực kỳ kiên nhẫn dùng cả nửa ngày cùng với hắn thảo luận đại thế quốc gia và bài văn, thời báo thế giới, sợ là phụng chỉ làm việc, một khi đã như vậy, hắn có cần tự mình giao một bài thi hoàn mỹ hay không? Được, vừa lúc tôi có điều muốn nói, đành tự bêu xấu viết một bài, nhưng tôi nói trước, nếu bài viết không đạt yêu cầu cũng đừng cười tôi, và tôi cũng bỏ quyền ký tên, không nhận tiền nhuận bút. Được, quyết định như vậy đi. Cổ Thu Thật cười ha hả. Tôi giao bản thảo xem như thế nào, ngày mai lên báo. Mặt trời buổi chiều vẫn rất gay gắt, chiếu vào phía sau lưng, làm cho người ta cảm thấy như một ngọn đuốc bốc cháy. Hạ Tưởng có chút hối hận khi hứa với Cổ Thu Thật, làm hắn ngày mai phải giao bản thảo, tối nay chắc chắn hắn không thể ngủ ngon rồi, đúng là tự mình rước lấy phiền não. Lại nghĩ, nếu như quan điểm của hắn có thể ảnh hưởng đến một số lớn người khác, có thể tạo được tác dụng tốt, cũng đáng vui mừng. Cũng đúng như lời nói của Cổ Thu Thật, sự yên tĩnh gần đây của tỉnh Tây, hắn có thể thong dong ở Bắc Kinh vài ngày, hoàn thành bố cục cuối cùng trước kỳ đại hội 18. Nghĩ như vậy, liền đến chỗ ở của Tiếu Giai. Lấy thực lực của Tiếu Giai, sống ở khu biệt thự cao cấp nhất ở thủ đô cũng không nói chơi, nhưng đã bao lâu rồi, cô ta vẫn ở một khu nhỏ lúc mới đầu khởi nghiệp, có thể là vì kỷ niệm tình yêu của cô ta và Hạ Tưởng, và kết tinh tình yêu Tiếu Hạ. Tiếu Hạ trắng mịn như ngọc. Như một phiên bản khác của Tiếu Giai vậy, có thể còn đoan trang hơn so với Tiếu Giai, nhưng thiếu chút quyến rũ, và đôi mắt phượng cực kỳ giống Hạ Tưởng. Đúng vậy, Hạ Tưởng có đôi mắt phượng cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù Tiếu Hạ gặp Hạ Tưởng không nhiều, nhưng quan hệ giữa cô ta và Hạ Tưởng kể ra không tệ, vừa thấy Hạ Tưởng vào cửa, liền chạy tới ngã vào Hạ Tưởng, gọi một tiếng rất ngọt ngào, ba. Người ta đều nói con gái là áo bông, lúc nào cũng dính lấy mẹ. Kỳ thực con gái cũng là bảo bối trong tay của người cha. Hạ Tưởng hôn má Tiếu Hạ một cái. Hạ hạ, dạo này ngoan không, có nghe lời mẹ không? Không ngoan, không nghe. Tiếu Hạ hừ một tiếng, dường như không vui. Con và mẹ tranh luận, mẹ muốn thuyết phục con cũng muốn thuyết phục mẹ, kết quả, ai cũng không thuyết phục được ai, con và mẹ chiến tranh lạnh rồi. Lúc nói chuyện, Tiếu Hạ ngẩng mặt, tay chống eo, giống điệu bộ của một bà cụ non. Tiếu Giai chạy từ nhà bếp ra, cười nói. Vừa thấy ba đã cáo trạng mẹ, a đầu hư, mẹ mỗi ngày nuôi con cực khổ, ba thì không đoái hoài đến con có lớn hay chưa, bây giờ ông ấy mới là ba con. Các mỹ nhân của Hạ Tưởng có chung một điểm, đó chính là tự nguyện xuống bếp nấu thức ăn cho hắn, chỉ vì Hạ Tưởng không thích ra ngoài ăn lắm, thích hương vị ở nhà nấu. Nhiều năm nay, thói quen của hắn cũng không đổi, cũng không hề vì đi tới vị trí cao mà thay đổi. Mẹ không hiểu rồi, ba cố không đoái hoài đến sự trưởng thành của con, ba quan tâm đến đời sống thiên hạ, việc ba làm đều là vì chuyện lớn kinh thiên động địa, con bái phục ba, không cho phép mẹ nói xấu ba. Tiếu Hạ vô cùng bất mãn với những lời nói xấu của Tiếu Giai với Hạ Tưởng. Có một cô con gái bảo vệ quyền uy của mình như vậy, Hạ Tưởng đương nhiên vui vẻ, kéo tay Tiếu Hạ, vẻ mặt vui mừng. Vẫn là Hạ Hạ ngoan, đúng là con gái ngoan. Hừ. Con là cùng phe với ba, không thông đồng với mẹ làm bậy. Tiếu Hạ được Hạ Tưởng khen, lại càng đắc ý, mặc dù dùng từ không đúng, nhưng cũng biểu hiện được tâm ý là đứa con gái sẵn lòng thân mật với ba. Ha ha! Hạ Tưởng cười sảng khoái. Tiếu Giai lau tay vào váy, làm vẻ muốn đánh. Đúng là a đầu hư, không cùng quan điểm với mẹ, dùng ba để đối phó với mẹ. Tiếu Hạ nấp sau lưng Hạ Tưởng, làm mặt xấu. Chắc chắn ba ủng hộ suy nghĩ của con. Hạ Tưởng xúc động, Tiếu Hạ lớn lên chẳng những xinh xắn dễ thương, mà nói chuyện cũng như bà cụ non, vô cùng đáng yêu. Lúc ăn cơm, Tiếu Hạ cố ý ngồi bên Hạ Tưởng, cách Tiếu Giai một khoảng cách, Hạ Tưởng liền cười. Rốt cuộc là đã tranh cãi với mẹ việc gì, có cần ngồi xa mẹ thế không? Rất cần thiết. Tiếu Hạ một bên cầm đũa gắp thức ăn của Tiếu Giai làm, một bên phẫn nộ bất bình nói. Mẹ muốn con lớn lên làm quan chức, con không đồng ý, con cần làm việc con muốn làm, được rồi, mẹ đồng ý rồi, lại muốn con đi theo ngành bất động sản, con cũng không đồng ý, con cũng có chí hướng lớn của mình, con cần làm công việc vừa vĩ đại vừa có ý nghĩa. Hạ Tưởng đột nhiên bật cười, Tiếu Hạ vừa gặm chân gà vừa nói hùng hồn, dáng điệu vô cùng buồn cười, cố tình nói như vẻ hiểu chuyện, ra vẻ ta đây đã lớn, và cũng muốn có một sự nghiệp thành công như vậy. Vậy con nói đi. Con muốn làm việc gì vừa vĩ đại vừa có ý nghĩa? Hạ Tưởng cố ý trêu chọc Tiếu Hạ.
Con muốn tất cả các bạn nhỏ trên thế giới này đều học Tam Tự Kinh của Trung Quốc. Lúc Tiếu Hạ nói ra câu này một cách không bận tâm, Hạ Tưởng đột nhiên khựng lại, trong lòng lóe lên một tia sáng. Lời của con gái, có lẽ chỉ là thuận miệng phát ngôn, nhất là lý tưởng của Tiếu Hạ trong mắt của Tiếu Giai, là lý tưởng hư vô phù phiếm, hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế, nhưng trong mắt của Hạ Tưởng, lại khiến lòng hắn khơi dậy niềm yêu thích vô biên. Có một câu nói làm lòng hắn trăn trở, cũng thuận miệng thốt ra. Con gái ngoan, có chí hướng, ba sau này có người kế thừa. Được Hạ Tưởng khen, Tiếu Hạ càng dương dương đắc ý, dùng sức bĩu môi đầy dầu bóng loáng, quay lại nói với Tiếu Giai. Mẹ so với ba, chênh lệch thật sự không nhỏ. Ôi, chênh lệch giữa người và người, sao mà lớn như vậy? Tiếu Giai vừa tức vừa buồn cười, cô ấy không mắng Tiếu Giai, chỉ trách Hạ Tưởng. Anh cũng không nghe xem nó có suy nghĩ thiết thực hay không. Muốn tất cả các bạn nhỏ trên toàn thế giới học Tam Tự Kinh của Trung Quốc, đây là đạo lý gì? Hoàn toàn là việc không có ý nghĩa. Em sai rồi, Tiếu Giai. Hạ Tường thôi cười, nói một cách đàng hoàng. Chí hướng của con gái dường như không có ý nghĩa thực tế, thật ra không phải, cách nghĩ của nó rất có tính tương lai, cũng có thể thực hành, hơn nữa thật sự cần làm, nó có thể sẽ trở thành một đại sứ văn hóa bậc nhất Trung Quốc. Truyền bá văn hóa là một tiêu chí lớn mạnh thật sự của quốc gia, thế hệ thanh niên bây giờ vì sao lại muốn hướng tới nước Mỹ? Bởi vì nước Mỹ chinh phục chúng ta, hay là nước Mỹ trên đất nước chúng ta có trú quân? Đều không phải, là bởi vì thế hệ thanh niên là thế hệ trưởng thành dưới sự ảnh hưởng khắp nơi của văn hóa Mỹ. Kentucky, McDonald's, không phải là ảnh hưởng từ nước Mỹ hay sao? Khiến chúng ta thấy rằng nước Mỹ mạnh lớn, nước Mỹ đẹp, nước Mỹ chính nghĩa, cuồn cuộn không ngừng đưa những bức tranh lớn của Mỹ vào trong nước, thẩm thấu văn hóa là trình độ ngoại giao cao nhất, không đánh mà khuất phục của một quốc gia. GDP Trung Quốc nào có sợ bậc nhất thế giới, nếu như không có sự quật khởi của văn hóa, Trung Quốc cũng chỉ là người khổng lồ què chân, nếu như thật sự có một ngày, toàn bộ nhi đồng thế giới đều học Tam Tự Kinh của Trung Quốc. Đến lúc đó, mới là dân tộc Trung Hoa lại sừng sững với tiêu chí dân tộc thế giới. Có tiền có văn hóa, là người giàu chân chính, có tiền không có văn hóa, là nhà giàu mới nổi. Hy vọng có một ngày, dưới sự cố gắng của Tiếu Hạ, có thể thật sự làm cho văn hóa truyền thống của Trung Quốc đi đến toàn thế giới, làm thế giới nhận biết Trung Quốc mới hơn. Hạ Tưởng nói nhiều một hơi, Tiếu Giai ngây người ra. Tiếu Giai mê mẩn. Tiếu Giai tự nhiên nghe đã hiểu, cô không những xem Hạ Tưởng là người đàn ông yêu thương nhất, mà còn xem Hạ Tưởng là người đàn ông có tác phong nhất. Hạ Tưởng nói một phen, cứ làm cho cô cảm xúc mênh mông, mới biết trí óc người đàn ông của cô thật rộng, ánh mắt đã lướt qua tỉnh Tây, nhìn ra toàn quốc, và phóng dài ra tương lai xa. Không biết Tiếu Hạ có nghe hiểu hay không, dù sao nó nháy đôi mắt to đẹp, nhìn Hạ Tưởng sùng bái vô hạn. Ba thật không ai sánh bằng, con sùng bái ba. Không cần sùng bái ba, cần sùng bái chính mình, cần phải tin vào chính mình. Hạ Tưởng khích lệ Tiếu Hạ. Nếu như con nghĩ tới tương lai không xa, các bạn nhỏ toàn thế giới đều học Tam Tự Kinh của Trung Quốc, vậy thì con phải bắt đầu từ bây giờ, cần phải học tốt, vì lý tưởng của chính mình mà thực hiện, dùng tâm làm tốt mọi chuyện. Vâng, con nhất định nghe lời ba, để phấn đấu thực hiện lý tưởng một ngày sớm. Tiếu Hạ nhỏ tuổi, khuôn mặt kiên quyết, tay phải giơ cao, giống như tuyên thệ. Vì quá vui mà tay trái cầm luôn cái chân gà đưa lên không trung. Nhiều năm sau, từng bước giải phóng thị trường truyền thông, xuất bản sau khi trải qua thời kỳ cạnh tranh tạp loạn, dần dần hình thành ba tập đoàn truyền thông lớn, trong đó tổng bộ truyền thông Phượng Hoàng có báo chữ thập lập tại Bắc Kinh, mười mấy trạm mạng và mười mấy đài truyền hình phát sóng, chiếm 60% thị trường truyền thông trong nước, là quân dẫn đầu của ba tập đoàn truyền thông danh tiếng. Nghe nói người sáng lập ra truyền thông Phượng Hoàng là một kỳ nữ, cái xuất kỳ của cô ta ở ba điểm, một là trẻ, hai là đẹp, ba là yêu nước. Nếu như chỉ có trẻ và đẹp thì vẫn chưa đủ lý do để khiến cô ta thần bí. Còn cô ta vẫn cố gắng quảng bá văn hóa Trung Quốc đến thế giới. Một cô gái dân gian, thì vì sao có sự nghiệp yêu nước quyết liệt như thế? Nhưng cho dù bên ngoài suy đoán ra sao, cuộc đời thân thế của kỳ nữ vẫn là một thần bí. Cô ta sống ngắn ngủi 20 năm, thành công trong việc thúc đẩy văn hóa truyền thông Trung Quốc ra gần hàng trăm quốc gia. Làm cho văn hóa Trung Quốc gần như lần vào mỗi ngóc ngách, từ đó cô ta được khắp nơi trên thế giới xưng là đại sứ văn hóa của Trung Quốc. Không chỉ như thế,
dưới danh nghĩa truyền thông Phượng Hoàng, cô ta đầu tư quay rất nhiều bộ phim lớn về quốc sản, làm cho câu chuyện thần thoại truyền thông cổ điển của Trung Quốc trải ra màn vàng, bởi vì chế tác hoàn mỹ, lập ý tươi đẹp, và còn có ý nghĩa tích cực hướng về phía trước, giống với tốc độ nhanh chóng nước Mỹ mở ra thị trường thế giới, vì sự truyền bá văn hóa Trung Quốc, và thúc đẩy quảng bá tạo nên sự cống hiến bất hủ. Buổi tối, Hạ Tường ở lại, hắn phải ở cùng với Thiếu Giai và con gái, đồng thời, cũng cần thương lượng với Thiếu Giai một chút về bố cục kinh tế. Theo triển khai bố cục thành viên tổ chức chính trị, thành viên tổ chức chính trị cũng cần thích ứng chính sách điều khống kinh tế quốc gia, Cổ Thu thật trịnh trọng đàm phán về tình hình suy yếu kinh tế quốc gia với hắn, không phải không hủ bại, chỉ là muốn nghe ý kiến của hắn, cũng có ý nhắc nhở hắn sớm chuẩn bị. Thảo luận quy hoạch kinh tế với Thiếu Giai một lúc lâu, nghe phương pháp tiếp theo của Thiếu Giai, Hạ Tưởng nhận xét thích đáng vài câu, hy vọng con đường đi của Thiếu Giai càng ổn càng chắc một chút, không cần gấp khuếch đại quy mô, nâng cao tổng lượng, dưới hoàn cảnh nền kinh tế toàn thể trong nước đang trượt dốc, đảm bảo tăng tốc bình thường là tốt rồi. Thiếu Hạ thì lại bắt đầu bị quấn bởi lý tưởng to lớn xa vời của Hạ Tưởng, khác những cô bé thích nghe chuyện thần tiên, Thiếu Hạ thích nghe những câu chuyện về các nhân vật thành công vĩ đại, Hạ Tưởng kể cho cô bé không ít chuyện, sau đó cô bé chịu không nổi, ngủ mất tiêu. Sau đó Thiếu Giai cũng ngủ, Hạ Tưởng thì không ngủ, hắn vẫn có việc phải làm, ngày mai phải giao bản thảo, hôm nay phải trông đèn rồi. Sau khi Hạ Tưởng nói chuyện với Thiếu Hạ, kích dậy tình cảm giấu trong lòng đã lâu, cũng thật sự có nhiều lời muốn biểu đạt, hắn nói đến tác hại của sự mục nát, là hiện tượng kéo dài tồn tại hàng ngàn năm ở Trung Quốc mà không thể ngăn cấm được các tham quan, cuối cùng lạc đến chế độ chính trị hiện hành, chế độ chủ nghĩa xã hội đánh bại chế độ phong kiến hàng ngàn năm, tự xưng là chế độ chính trị tiên tiến của lịch sử loài người, thì sao chỉ một vấn đề hủ bại đó cũng không thể cấm được. Không cần so sánh các nước được gọi là dân chủ ở châu Á, các nước nhỏ bộ phận Nam Hải, trong thời Hoàng Kim cổ đại Trung Quốc, đó chẳng qua là nơi đất hoang, cũng không cần bắt chước chế độ dân chủ và quan viên nước Mỹ, có thể biến danh vọng thành tài phú, nước Mỹ là xã hội chủ nghĩa tư bản, đối với đảng không có độ trung thành, không giống Trung Quốc, đảng là chính đảng truyền thống tốt đẹp, có lý tưởng và tín ngưỡng chính xác. Người Mỹ coi chính trị là một nghề nghiệp, cán bộ đảng viên cần trở thành người phục vụ nhân dân. Không trừ mục nát, không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là bi ai văn hóa, càng là bất hòa tín ngưỡng và lỗ hổng của chế độ, dưới tình hình mục nát ngày càng nghiêm trọng, nếu như thật sự cần thi hành cái gọi là cho phép hình thức mục nát ở mức độ thích đáng, Hạ Tưởng chắc chắn, không quá 20 năm, tất có nỗi lo mất nước mất đảng. Có thể nói, bài văn sắc bén của Hạ Tưởng, trực tiếp, một kim thấy máu, bắt đầu từ vấn đề tam tòng tứ đức kéo dài đến cải cách văn hóa. Cũng là điện ảnh Trung Quốc không có cách ảnh hưởng tới thế giới, lại càng là sa mạc văn hóa hiện tại Trung Quốc, nguyên nhân là theo đuổi sự tiêu khiển và tiền tài. Hạ Tưởng viết xong bản thảo, lắc lắc đầu cười, rất phấn khích, sợ cần phải sửa nhiều chỗ, xong rồi, mặc kệ, đưa cho Cổ Thu thật là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất là không phát biểu ra, nếu không nhất định dẫn đến làn sóng lớn. Hạ Tưởng gửi trực tiếp bản thảo đến hộp thư của Cổ Thu thật, sau đó hắn gửi một tin nhắn cho Cổ Thu thật. Tưởng Cổ Thu thật đã ngủ rồi, không ngờ liền sau đó nhận được tin nhắn ngắn của Cổ Thu thật, chỉ có một chữ, tốt. Cũng không biết là nói bài văn tốt, hay là một câu trả lời không có thực ý. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nữa, yên tâm đi ngủ. Hắn không nghĩ đến, hắn yên tâm ngủ, bài văn của hắn lại làm cho Cổ Thu thật một đêm mất ngủ. Sớm ngày hôm sau, Hạ Tưởng không trở về nhà họ Ngô, đi thẳng tới nhà của vợ khác. Nói ra thật sự một thời gian dài hắn không đến đây, có một cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ, vừa có một tình cảm khó nói, lên lầu, gõ cửa, mở cửa là một cô bé, ánh mắt cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hạ Tưởng từ trên xuống dưới. Ông tìm ai? Không nhận ra hắn. Trong lòng Hạ Tưởng cay đắng, dịu dàng nói. Mai Đình, ta là cha nuôi con. Cha nuôi, ông nhận sai người rồi, tôi không có cha nuôi. Mai Đình liền đóng cửa, Mai Hiểu Lâm từ phía sau đi tới, kéo Mai Đình lại. Con nhỏ này, càng lớn càng không hiểu chuyện, thật không bớt lo, mau xin lỗi cha nuôi đi. Lại cười xin lỗi Hạ Tưởng. Nó vừa mới cãi nhau với em, giờ càng ngày càng khó quản rồi. Ai cần mẹ lo? Mai Đình tức giận quay người bỏ về phòng, sau đó đóng sầm cửa phòng lại. Tại sao lại như vậy? Hạ Tưởng cũng hiểu, không phải Mai Đình cố tình chống đối hắn, mà là thật sự rất ngang bướng, Thiếu Giai cũng nuôi một con gái,
Tiếu Hạ mặc dù bướng bỉnh, nhưng cũng xem như hiểu chuyện, tại sao Mai Đình không có gia giáo như thế. Mai Hiểu Lâm giải thích. Gần đây nó đang trong thời kỳ phản nghịch, người lớn nói gì, nó liền làm ngược lại, em thật không có cách nào với nó rồi. Nó muốn ra nước ngoài, em không đồng ý, nó liền chiến tranh lạnh với em, còn nói trốn khỏi nhà. Hạ Tưởng nói tiếp. Nó muốn đi nước ngoài thì cho nó đi là được rồi, ra nước ngoài rèn luyện một chuyến, cũng không phải là chuyện không tốt, đừng không nỡ xa con trẻ, con cũng cần rèn luyện để trưởng thành, không nên khiến con trở thành đóa hoa trong nhà kính. Chưa nói xong, có tiếng gõ cửa, Mai Đình từ trong phòng bước ra. Cha nuôi, cha đồng ý con đi Mỹ à? Tốt rồi, mẹ rất kém hiểu biết, vẫn là cha nuôi đức cao vọng trọng, con đi Mỹ, muốn học kiến thức và văn hóa của nước Mỹ, hiểu phương thức tư duy của người Mỹ, con còn muốn gia nhập quốc tịch Mỹ. Hạ Tưởng hỏi khó hiểu. Con thích nước Mỹ vậy sao? Con có ý tưởng lớn, con không còn là đứa con nít. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ là cách nghĩ của Mai Đình càng ly kỳ, độ khó khăn cũng càng cao. Chi ngã giả vị ngã tâm yêu, bất chi giả vị ngã hà cầu. Nhiều năm trước, khi Hạ Tưởng tận sâu trong lòng phát ra sự than thở như vậy, người hiểu hắn, rất ít. Trích kinh thi, chi ngã giả vị ngã tâm yêu, bất chi giả vị ngã hà cầu. Dịch nghĩa, người hiểu ta thì cho rằng trong lòng ta có phiền muộn, người không hiểu ta thì cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mong ước gì nữa. Mà bây giờ, khi Mai Đình với độ tuổi còn nhỏ, lại thao thao bất tuyệt mà nói về chí khí hào hùng của mình. Trên mặt lộ ra vẻ tri âm khó tìm kiếm tương tự như, chi ngã giả vị ngã tâm yêu, bất chi giả vị ngã hà cầu. Hạ Tưởng không cười, không chỉ không cười, trong lòng còn có chút nặng nề khó hiểu. Mai Đình với tâm thái muốn sốt sắng xuất ngoại, vừa không phải là hướng tới sự tốt đẹp ở nước Mỹ, cũng không phải có thiện cảm với nước Mỹ, mà là xuất phát từ một chuyện nhỏ khiến cô vô cùng tức giận. Mai Đình nhìn khá giống Mai Hiểu Lâm, đều nói con gái giống cha, Mai Đình là ngoại lệ, giống mẹ. Nhưng cô bé có một chỗ rất giống Hạ Tưởng miệng. Khi cô nói chuyện, ngữ khí cố ý cường điệu, cái miệng chúm chím cực giống bộ dạng khi Hạ Tưởng nói chuyện, khiến Hạ Tưởng xúc động lạ kỳ. Trong mỗi lịch trình đứa trẻ trưởng thành, luôn sẽ có một hai chuyện nhỏ trong mắt người lớn hình như chẳng là gì cả, nhưng lại có thể mang đến cho chúng sự ảnh hưởng của cả cuộc đời. Đối với Mai Đình mà nói, chuyện nhỏ khiến cô bé nói như thế nào cũng muốn xuất ngoại, bắt nguồn từ một người bạn học mới đến. Bạn học người Mỹ. Vốn khi vừa bắt đầu cậu bạn học mới đến ấy rất lễ phép, không vứt rác bừa bãi, không nói chuyện lung tung. Khi phải xếp hàng thì xếp hàng, khi cần nói cảm ơn thì nói cảm ơn, thể hiện ra sự tu dưỡng và gia giáo rất tốt đẹp. Nhưng qua không bao lâu, cậu bạn đó đã thay đổi. Không chỉ xếp hàng lộn xộn, còn vứt rác bừa bãi, cũng thường mở miệng mắng người. Có một lần đã trêu Mai Đình, Mai Đình liền chỉ trích cậu bạn đó không còn lễ phép như trước kia, đã không còn ngoan nữa. Kết quả người bạn lại nói năng hùng hồn. Tớ ở Mỹ rất lễ phép, ở Trung Quốc các bạn đã thay đổi một chút rồi, bởi vì người Trung Quốc các bạn đều như thế. Chính là câu nói như vậy, đã kích phát lửa giận của Mai Đình. Cô bé lý luận với cậu bạn người Mỹ một hồi, kết quả ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng cô quyết định, nói gì cũng phải sang Mỹ sống một thời gian, chính là muốn xem nước Mỹ có phải tốt đẹp như cậu bạn nói hay không. Nghe xong câu chuyện của Mai Đình, Hạ Tưởng cảm khái hồi lâu. Cũng không trách cậu bạn người Mỹ khinh thường trẻ em Trung Quốc không chỉ tố chất thân thể yếu, khả năng tự lo liệu kém, quả thực không quá chú trọng lễ phép và hành vi thường ngày. Sự giáo dục của phụ huynh đối với con cái, chữ ăn no mặc ấm ra, cũng không chú trọng đến tố chất của trẻ em và bồi dưỡng đạo đức, kết quả bồi dưỡng ra một loạt năng lực kém không thấu đáo đạo đức cơ bản. Ngoài biết thì lấy điểm ra, chẳng chỗ nào đúng. Người xưa nói, đức tài toàn vẹn, thứ nhất phẩm đức, thứ nhì tài học. Người xưa cho rằng, phẩm đức quyết định tất cả của một người. Mà giáo dục hiện tại chỉ bồi dưỡng truyền bá tri thức, không chú trọng giáo dục tư chất đạo đức, chính là sự bi ai của ngành giáo dục. Bây giờ đến cả học sinh tiểu học của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng xem thường học sinh tiểu học Trung Quốc, huống chi nước Mỹ. Hạ Tưởng ôm Mai Đình ngồi lên đùi của mình. Đình Đình, cha nuôi ủng hộ con đi Mỹ. Nhưng mẹ không đồng ý thì sao ạ? Mai Đình sung mãn lòng thù oán mà nhìn Mai Hiểu Lâm một cái. Không sao, cha phụ trách thuyết phục mẹ. Nhưng nếu cha không thuyết phục được mẹ thì sao? Không sao, cấp bậc của cha cao hơn mẹ
có thể mệnh lệnh mẹ con nghe theo lời của cha. Thật tốt quá, cha nuôi thật là tốt, cha nuôi vạn tuế. Mai Đình hôn một cái lên má Hạ Tưởng, hào hứng chạy nhảy tung tăng. Mai Hiểu Lâm lộ ra vẻ không vui. Sao anh chưa hỏi ý của em đã đồng ý với con? Còn nói cái gì là cấp bậc cao hơn em, cấp bậc của anh có cao hơn đi nữa cũng không có quyền quản hạt em. Cho dù có, cũng không quản nổi chuyện riêng của em. Thái độ của em không thay đổi, không đồng ý cho nó sang Mỹ. Mai Hiểu Lâm mặc bộ quần áo ở nhà, vẻ mặt tức giận, rõ ràng là tức giận với Hạ Tưởng. Thực ra là nhân cơ hội để trút ra hết những bất mãn lâu nay của cô với Hạ Tưởng, làm gì có phong phạm của một thị trưởng thành phố. Rõ ràng là hình tượng phụ nữ của gia đình. Trên mặt Mai Hiểu Lâm, mang chút phong sương, người trong quan trường, so với sự thờ ơ việc đời của Cổ Ngọc, so với cuộc sống tinh tế của Nghiêm Tiểu Thì, so với vô dục vô cầu của Vệ Tân, so với sự tùy theo ý mình của Phó Tiên Tiên, cô có quá nhiều lo lắng, quá nhiều chuyện thế tục quấn lấy cô. Phụ nữ trong quan trường càng khó hơn, nhất là độ tuổi vẫn còn phong vận ngay thẳng giống như Mai Hiểu Lâm, lại là đơn thân, chỗ tập trung quyền lực về đọ sức ý chí và lợi ích, khó tránh khỏi sẽ không bị người khác nghĩ cách. Hạ Tưởng nhớ đến những hiểu biết ban đầu khi năm đó ở huyện An, lại nghĩ đến một đêm ý loạn tình mê, một đêm, đã có Mai Đình, đã khiến hắn và Mai Hiểu Lâm không có cách nào dứt bỏ được quan hệ đời này kiếp này, cũng là duyên phận. Duyên phận thế gian, tuyệt vời không thể tả, lại không thể trốn tránh. Hạ Tưởng luôn nhẫn nhịn sự bướng bỉnh của Mai Hiểu Lâm, hắn biết sự bất mãn của cô đối với hắn, nhưng hôm nay vì sự lâu dài về sau của Mai Đình, hắn đột nhiên phát tác. Thái độ của anh cũng không thay đổi, kiên trì đưa Mai Đình sang Mỹ. Chuyện cá nhân của em cũng cả chuyện nhà thì để đàn ông quyết là được rồi. Sự bá đạo và không nói lý của Hạ Tưởng, bỗng chốc khiến Mai Hiểu Lâm giật mình. Mai Hiểu Lâm tủi thân, không cam chịu, nhìn chừng chừng vào mắt Hạ Tưởng rất lâu, bỗng nhiên lại nhượng bộ, thấp giọng nói. Khó có được khi anh lấy dũng khí của một người cha ra để quan tâm sự trưởng thành của Đình Đình, em, nghe anh. Đàn bà dù có bướng bỉnh, dù có mạnh mẽ, thì trên việc quan trọng cũng khát vọng có một người đàn ông làm chỗ dựa. Trái tim của Hạ Tưởng xúc động, lên trước một bước ôm Mai Hiểu Lâm vào lòng. Mấy năm nay, một mình em chịu khổ rồi. Mai Hiểu Lâm thân mình cứng đờ, sau đó lại mềm nhũn như không có xương ngả vào lòng Hạ Tưởng, khóc nức nở. Xem như anh có lương tâm, biết một mình em không dễ dàng. Cho dù khổ bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu, em không cần nhiều. Chỉ cần một câu an ủi của anh là đủ rồi. Cảm nhận được sự ấm áp và tổn thương của Mai Hiểu Lâm đang trong lòng mình, Hạ Tưởng mũi cay xè rồi những giọt lệ cũng nhỏ xuống. Bao năm trở lại đây hắn quả thực đã không quan tâm tới Mai Hiểu Lâm, có lẽ là vô ý, có lẽ là cố ý. Bất luận là loại nào, hắn đều thấy áy náy với cô. Kỳ thật hắn đã lơ là rất nhiều người, không chỉ mình Mai Hiểu Lâm. Huyền An trong ký ức của hắn đã xa xôi. Nhưng người vẫn còn đây, tình chưa tiêu tan, cũng có những chuyện cũ vẫn còn vô cùng sinh động trong ký ức, khó có thể quên. Hạ Tưởng nhẹ nhàng vuốt tóc của Mai Hiểu Lâm, nhìn ánh mặt trời đang lên cao dần ngoài cửa sổ, trong tâm tình khó hiểu trầm tĩnh đi nhiều. Không biết từ khi nào Mai Đình đã đến giữa hai người, không nói gì, chỉ kéo tay của hai người, sau đó cô bé giống như những đứa trẻ có khát vọng có cả cha và mẹ ở bên, hạnh phúc mà tựa mình vào người Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng lại rơi lệ, thân tình nhân gian là khiến người ta không yên lòng nhất. Mai Đình có tâm tư tinh tế giống Mai Hiểu Lâm, cô bé không nói, nhưng lại dùng hành động không lời để biểu đạt nhu cầu trong lòng, mà hắn thân là một người cha, những thứ mang đến cho cô bé luôn quá ít. Một nhà ba người ấp áp như hình ảnh trên tranh, được hào quang của nắng trời ghi lại mãi mãi, vĩnh viễn lưu lại trong tâm hồn Mai Đình. Nhiều năm sau, khi Mai Đình thành công mà đứng ở Thượng Nghị Viện ở Mỹ diễn thuyết, cô thâm tình nhớ lại và nói. Cuộc đời mỗi người luôn có tình huống rất khó quên. Còn nhớ khi tôi học tiểu học, có một ngày hiếm hoi cha mẹ tôi đoàn tụ với nhau, họ quấn quýt với nhau, nhớ lại thời gian vui vẻ đã từng có cùng nhau, chỉ có cảm kích không có hận thù. Tôi đã nghĩ, nếu có một ngày thế giới cũng có thể được như thế thì tốt biết chừng nào, cho dù người da đen hay người da trắng, hoặc là da nâu hay da vàng, đều là nhân loại sống dưới cùng một bầu trời xanh, vứt bỏ thành kiến. Xóa bỏ hận thù dân tộc, tháo kính màu da, tin rằng trong trái tim của mỗi người đều có hạt giống lương thiện. Sau đó dùng tín nhiệm và mỉm cười tưới lên nó, dùng lý giải và ôm hôn để chăm chút,
thế giới sẽ không phải là thế giới chiến tranh tàn phá, mà là một gia viên tốt đẹp hòa bình, mỹ lệ và yên ổn của chúng ta. Diễn thuyết của cô giành được chàng vỗ tay rất nồng nhiệt, khiến cho rất nhiều thượng nghị viên chuẩn bị bỏ lá phiếu phản đối cô cũng thay đổi chủ ý, bỏ phiếu tán thành. Cuối cùng cô giành được sự bổ nhiệm chính thức của Thượng nghị viện, trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ gốc Hoa, thay đổi triệt để cục diện địa vị chính trị thấp kém của người Trung Quốc ở Mỹ. Buổi trưa, Hạ Tường ăn cơm cùng Mai Hiểu Lâm và Mai Đình. Tay nghề vào bếp của Mai Hiểu Lâm tuy không bằng Tào Thù Lê và Tiếu Giai, nhưng cô vô cùng dụng tâm, Hạ Tường đã ăn rất vui vẻ. Trong bữa cơm, về hướng đi tiếp theo của Mai Hiểu Lâm, Hạ Tường đã đưa ra cách nhìn của mình. Hay là ở lại tỉnh Tương tiếp tục phát triển tốt một chút, tiếp nhận bí thư thành ủy, cũng bước vào cấp thứ trưởng, sau một khóa, cho dù là ở tỉnh Tương thăng lên phó bí thư, hay là điều về Bắc Kinh, quá trình công tác cũng đủ rồi. Nếu đã đi được đến bước này, thì không thể bỏ cuộc, phải tiếp tục bước tiếp về phía trước, có lẽ sẽ có một ngày, em cũng có thể trở thành phó thủ tướng. Mai Hiểu Lâm vui mừng cười. Em tin vào con mắt của anh, nghe anh là được mà. Đình Đình một khi đi rồi, em đã có thể toàn tâm lao vào công việc, giành lấy và làm ra thành tích, không phụ lòng đảng và kỳ vọng của quốc gia. Cũng không phụ tấm lòng tha thiết của nhân dân. Hạ Tường bổ sung một câu. Mai Đình vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện giữa Hạ Tường và Mai Hiểu Lâm. Bộ dạng ăn cơm của cô bé đã nhã nhặn hơn Tiếu Hạ, cái miệng nhỏ xinh, động tác nhẹ nhàng, hoàn toàn là hình tượng của một tiểu thục nữ. Bỗng nhiên cô bé chen vào một câu. Làm quan tốt thật đấy, có thể thực hiện ý tưởng của mình, có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Sau này lớn lên con cũng muốn làm quan lớn ơi là lớn hơn cả cha mẹ bây giờ. Hạ Tường và Mai Hiểu Lâm nhìn nhau cười, tất cả đều chìm trong im lặng. Buổi chiều, Hạ Tường vốn nghĩ ở lại thêm với Mai Hiểu Lâm nửa ngày, nhưng lại nhận được điện thoại của Đường Thiên Vân. Lãnh đạo, báo Thanh Niên có bài phản bác, Thời báo Thế giới, viết rất sâu sắc. Lập luận sắc sảo, khiến người đọc vỗ bàn khen khợi. Hạ Tường vẫn chưa nhìn thấy bài viết của báo Thanh Niên, nói. Đại khái nói về quan điểm và độ dài của bài viết đi. Đường Thiên Vân nói. Quan điểm chỉ ra ngôn luận tham nhũng vừa phải là hại nước hại dân, độ dài không ngắn, khoảng 1.500 từ, hơn nữa có một số lời rất trực tiếp, tôi rất khâm phục ngòi bút sắc bén và dũng khí của tác giả. Hạ Tường giật mình, lời nói tức giận nhất thời của hắn. Vốn chỉ là báo cáo kết quả công tác, không nghĩ cổ thu thật chưa sửa lại đã đăng toàn bộ. Nghĩ kỹ thêm một chút về quan điểm và minh họa trong bài viết của hắn, không khỏi kinh ngạc, không tốt rồi, nói không chừng bài viết của hắn sẽ là một hòn đá làm nổi nghìn con sóng lớn, dẫn phát ra một đợt thủy triều ngôn luận. Dự cảm của Hạ Tường là chính xác, hậu quả dẫn phát của bài viết của hắn, so với sự cho phép tham nhũng ở mức độ vừa phải ở trong, Thời báo Thế giới càng có lực tác động. Thậm chí trên một mức độ nhất định còn gián tiếp ảnh hưởng đến lề lối chính trị. Bài báo của tờ báo Thanh Niên đăng, tuyên cáo cuộc sống an nhàn của Hạ Tường ở Bắc Kinh kết thúc. Từ biệt Mai Hiểu Lâm và Mai Đình, Hạ Tường đầu tiên vội về nhà họ Ngô. Trên đường đi, vừa nghĩ đến bài báo đó, vừa gọi điện cho Cổ Thu Thật. Bí thư Cổ, có phải quá cấp tiến một vài thứ không? Tôi chỉ là nhất thời có cảm xúc mà phát ra, ấp ủ trong lòng đi tác nghiệp. Sao có thể đăng tất cả lên báo thế này? Hạ Tường có loại cảm giác như bị thiêu trên giàn lửa, tuy không có ký danh, nhưng Tổng Bí Thư, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng không khó để biết được tác giả của bài báo đó rốt cuộc là của ai. Sợ gì chứ, không phải là một bài báo, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, mới càng có ý nghĩa phải không? Cổ Thu Thật ngược lại trấn tĩnh, dường như một chút cũng không lo lắng dẫn phát chiến tranh vậy. Không cần lo lắng. Cậu còn sợ tôi bán đứng cậu sao? Lời nói này có chút trêu đùa, Hạ Tường cười. Tôi là sợ dẫn đến phiền phức không cần có, nhỡ làm cho công việc của bí thư Cổ không thuận tiện, là lỗi của tôi. Không thể vì miệng lưỡi nhất thời mà ảnh hưởng đến đại cục được, bây giờ nghĩ xem, quan điểm bài báo là vẫn mất đi sự bất công. Cổ Thu Thật ngạc nhiên nói. Phiền phức, tôi ngược lại thấy kỳ quái, Hạ Tường khi nào sợ phiền phức thế? Quan điểm của bài báo Thiên Vị thì sao, bài viết cho phép quan điểm hại nước hại dân ở mức độ thích hợp đều có thể đăng lên, bài báo lập lại trật tự thì sao không thể đăng. Rụt rè không phải là phong cách của cậu, Hạ Tường, cậu khiến tôi kinh ngạc rồi đó. Ngược lại trở thành là hắn không đúng rồi, Hạ Tường biết Cổ Thu Thật trong lòng chắc chắn, hắn liền không hỏi nhiều.
Được, được, nghe lời đảng, đi cùng bí thư Cổ, chắc chắn không sai. Ha ha ha, Cổ Thu thật cười ha ha, không nói thêm nhiều nữa. Khi sắp đến nhà họ Ngô, điện thoại lại vang lên, lại là Đường Thiên Vân. Lãnh đạo, có một vài phương diện hành động rất nhanh, bây giờ trên mạng đã truyền tải bài báo của tờ báo Thanh Niên rồi, dẫn đến tranh luận kịch liệt. Người ủng hộ vừa phải vẫn không ít, dường như vẫn đang tiếp tục thử nước, có khả năng bước tiếp theo sẽ đăng bài tranh luận. Đường Thiên Vân đối với chuyện tranh luận về bài báo quá nhiệt lạc, khiến Hạ Tưởng có chút phỏng đoán, từ trước tới nay, Đường Thiên Viên ở bên cạnh hắn, cẩn thận có thừa, phát triển không đủ, tuy không phải hoàn toàn theo sát hắn từng bước chân, nhưng cũng rất ít chủ động biểu hiện cách nhìn đối với một việc nào đó. Nhưng lần này thái độ khác thường, nhiều lần chủ động đề cập chuyện tranh luận, cũng kín đáo để lộ ra một ít cách nhìn chân thực từ trong lòng. Hạ Tưởng không phải không tín nhiệm Đường Thiên Vân, mà là đối với bối cảnh tiềm ẩn sâu vô cùng của Đường Thiên Vân, từ trước tới giờ vẫn nhớ trong lòng. Thiên Vân, tôi có một nhiệm vụ giao cho anh. Hạ Tưởng đưa ra đề khó. Mời lãnh đạo chỉ bảo. Đường Thiên Vân dường như niềm nở nhiệt tình. Nếu như còn có bài báo tranh luận đăng lên, anh nhằm vào sự ngụy biện của đối phương, viết bài báo phản bác, thế nào? Phải viết có chiều sâu, phải nắm được điểm quan trọng, phải dùng lực phê phán, không sợ cấp tiến, là sợ cảm xúc mãnh liệt, là sợ quở trách quá nhẹ, là sợ không quở trách đến điểm nút. Có lòng tin không? Hạ Tưởng cho rằng Đường Thiên Vân khiêm tốn một chút, không ngờ dường như gã đã sớm chuẩn bị, trả lời một câu. Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười, Đường Thiên Vân trước mặt hắn, dần dần lộ bộ mặt chân thật nhất, dự đoán ngày vạch trần thân thế đích thực của Đường Thiên Vân, không xa nữa rồi. Vừa xuống xe, thì nhìn thấy Liên Nhược Hàm ôm con gái ra đón, trong lòng Hạ Tưởng ấm áp, không hiểu sao lại nghĩ tới thời gian ở cùng mẹ con Mai Hiểu Lâm. Nếu thật muốn có một cái kết luận tiếp theo, thì Hạ Tưởng cho rằng, Mai Hiểu Lâm thành thục hơn trước nhiều rồi, cũng có lực lãnh ngộ và giác ngộ chính trị nhất định. Kỳ thật Mai Hiểu Lâm trời sinh đã có ưu thế về chính trị, không nói đến nhà họ Mai khổng lồ sau lưng cô, bản thân tính cách cô trung kiên kiên quyết, cũng là trường hợp đặc biệt ít có trong phụ nữ. Hơn nữa cô không hư danh, không phóng đại, cũng không nông nổi, chính là phẩm chất cơ bản cần có theo chính trị. Chủ yếu là con đường tình cảm của cô luôn long đong, khiến cô phân tâm không ít, luôn trong tình trạng không đem toàn bộ tinh lực đầu tư vào con đường làm quan. Bây giờ chuyện của Mai Đình cuối cùng có thể giải quyết, hắn lại mang đến sự an ủi và động viên cho cô, khi rời đi, cô bảo đảm với hắn, nhất định phải làm tốt từng sự việc trong tay, làm một vị bí thư thành ủy không phụ lòng tín nhiệm của nhân dân Tương Giang. Hạ Tưởng tin rằng, chỉ cần Mai Hiểu Lâm không có lo xa, toàn bộ tinh lực đầu tư vào trong công việc, coi làm quan thành một dạng sự nghiệp kinh doanh, cô nhất định có thể có ngày chói lọi. Tin rằng nếu như cô nỗ lực, trở thành vị nữ phó thủ tướng thứ tư trong lịch sử trong nước, chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Tưởng cũng hy vọng sự cổ vũ và an ủi của hắn, có thể khiến Mai Hiểu Lâm làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, hắn cũng vui mừng rồi. Tính tình Mai Đình giống Mai Hiểu Lâm, bướng bỉnh, mềm dẻo đồng thời không chịu nhận thua. Bây giờ mới có mấy tuổi đã có chủ ý rồi. Khi cáo biệt, Hạ Tưởng ôm Mai Đình không giống như Tiếu Hạ, nắm lấy tay hắn mịn dịn không rời. Rồi điềm nhiên như không vẫy tay, rất bình thản nói. Tạm biệt cha nuôi, đợi con đến nước Mỹ, con sẽ gọi điện cho cha. Con nhất định sẽ khiến cha tự hào vì con không thể khiến cha nuôi thất vọng. Hạ Tưởng lại không biết là, sau khi hắn xuống lầu, Mai Đình mới chạy đến căn phòng của mình, lén lén lau nước mặt, đến Mai Hiểu Lâm cũng không phát hiện. Vì trách nhiệm tận lực của một ông bố, Hạ Tưởng để Tiêu Ngũ đăng ký một quỹ hội ở Mỹ. Lấy danh nghĩa hỗ trợ bằng hữu nhân gian, từ bất động sản Giang Sơn rót vào quỹ hội 20 triệu đô la Mỹ, làm trợ cấp du học của học sinh Trung Quốc sang Mỹ du học. Đương nhiên, chỉ tài trợ học sinh tốt thực sự, những học sinh cấp 2 cấp 3 thi không vào được những trường cấp 3 trường đại học tốt đi đường vòng để du học, nhất loạt gạt bỏ bên ngoài. Bây giờ xu thế du học ở độ tuổi thấp, đồng thời trẻ hơn tuổi, tố chất học sinh và trình độ cũng giảm xuống. Cũng đúng. Ra nước ngoài du học đều là con nhà giàu hoặc con quan là nhiều, ở trong nước không học hành chăm chỉ, cho rằng ra nước ngoài bọc một lớp vàng thì có thể khi về nước sẽ lấy được tấm bằng tốt nghiệp nước ngoài cao cấp. Bây giờ sớm đã qua thời kỳ đại nhân phương Tây ở trên rồi, nhưng du học trong nước lại vừa mới nóng lên, một thế hệ con nhà giàu mới sinh đều tranh nhau đưa ra nước ngoài, không
không cần biết là trường gì, cứ du học đã rồi tính sau. Cũng chính là trong nước làm việc gì đó đều thích đặc tính đứng đầu, mới có thể xuất hiện, người chơi đậu, người ghét tỏi, đợi tưởng kỳ quái càng đầu cơ càng mua nhiều. Thậm chí một bao muối ăn có thể khiến nhiều người mất đi lý trí mà điên cuồng đi cướp giật, đất nước kỳ lạ, còn cần phải một thời gian nỗ lực khá dài mới có thể nâng cao tố chất quốc dân. Hạ Tưởng thiết lập quỹ hội, một là vì cho du học sinh ưu tú con nhà nghèo cung cấp giúp đỡ tài chính văn bằng lẫn tạp mạ vàng của bọn con quan con nhà giàu miễn bàn, hai là vì Mai Đình về sau trưởng thành ở Mỹ, cố gắng hết sức. Hắn yêu cầu Tiêu Ngũ phái người tín nhiệm nhất đi chủ trì công việc quỹ hội, cũng để Lý Thấm điều hai giám đốc có kinh nghiệm phong phú đến quản lý hoạt động của quỹ hội, ngoài dành cho Mai Đình những chi trả cần thiết hàng ngày ra, Mai Đình du học hiển nhiên không thiếu tiền. Không thiếu tiền, không có nghĩa là hắn không cần tận tâm còn muốn âm thầm bảo vệ sự an toàn của Mai Đình. Hạ Tưởng là chủ tịch tỉnh, cũng là một người cha bình thường, biết đạo lý nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, hắn cũng hy vọng Mai Đình trưởng thành bình an, không chịu xâm phạm của thế giới bên ngoài. Nếu như có một ngày, Liên Thu cũng muốn du học ở Mỹ, Hạ Tưởng cũng không tán thành lắm chuyện du học, nhưng hắn lại không thể can thiệp sự lựa chọn cá nhân, cũng có thể mượn ưu thế của quý hội giúp đỡ tài chính. Đương nhiên, Liên Thu và Mai Đình không giống nhau, Liên Thu có người mẹ có sức ảnh hưởng lớn vô cùng không gì so sánh được ở Mỹ. Hạ Tưởng lên trước, đưa tay đón Liên Thu, thấy Liên Thu ngáp một cái rõ ro, chỉ lười biếng nhìn hắn một cái, rồi lại nhắm mắt, dường như là hưởng thụ ánh nắng mặt trời, lại dường như không để ý tới hắn, liền khiến hắn cười lớn. Em gần đây muốn về Mỹ một chuyến, có chuyện cần phải xử lý, mặt khác, còn có hai chuyện muốn thương lượng với anh. Liên Nhược Hàm ôm lấy Liên Thu từ trong tay Hạ Tưởng, đối với tư thế rất không chuyên nghiệp, Hạ Tưởng bế con như ôm một con búp bê, rất bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Hạ Tưởng giả vờ không nhìn thấy, cùng Liên Nhược Phàm đến Bình Yên Đình, ở trong nhà họ Ngô. Ngồi trên ghế mây ở trong đình, hắn mới thong thả nói. Có phải muốn để Liên Hạ cũng nhập quốc tịch Mỹ không? Liên Nhược Phàm ngạc nhiên. Này, anh có vẻ như không có gì là không biết, không có gì là không hiểu. Em sợ anh rồi đó. Liên Thu vừa sinh là nhập quốc tịch Mỹ, anh còn có thể không đoán ra tâm tư của em sao? Hạ Tưởng cười hi hi. Nguyên tắc của anh là, anh không phản đối sự sắp xếp của em, nhưng cần trưng cầu ý kiến của Liên Hạ. Hạ Tưởng biết Liên Nhược Phàm sau khi nhập quốc tịch Mỹ cho con gái, lại nhắc lại việc để Liên Hạ nhập quốc tịch Mỹ, ngược lại không phải cô lo nghĩ tiền đồ đối với kinh tế và chính trị trong nước, mà là nghĩ cho hắn. Cùng với vị trí của hắn lên cao, phải đem tất cả lo lắng đều hóa giải trước, mới có thể bình tĩnh đồng thời bước đi rộng rãi hướng lên cao của vũ đài chính trị. Liên Nhược Hạm và một con trai một con gái đều ở nước Mỹ, đồng thời nhập quốc tịch Mỹ, có thể giảm thiểu rất nhiều những phiền phức và tai họa ngầm không đáng có. Ngày trước, Hạ Tưởng vì chiếu cố sự cảm nhận của ông Ngô, ép buộc Liên Hạ ở trong nước, là bởi vì ông Ngô muốn bồi dưỡng Liên Hạ theo chính trị. Nhưng bây giờ xem ra, Liên Hạ không hứng thú với việc theo chính trị, hơn nữa ông Ngô tâm khí cũng không cao nữ, đối sự phát triển sau này của Liên Hạ, cũng không thể muốn theo ý chí của ông ta mà sắp xếp. Chính là căn cứ vào vài điểm trên, Liên Nhược Hạm nhắc lại chuyện này, trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng. Liên Nhược Hạm không ngờ Hạ Tưởng một câu đáp ứng, nói. Liên Hạ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ cần em gật đầu, anh phụ trách thuyết phục ông nội. Còn có trưởng ban Ngô. Em cũng nên đi hỏi ông ấy cũng rất yêu Liên Hạ. Hạ Tưởng hy vọng mối quan hệ giữa Liên Nhược Phàm và Ngô Tài Dương khôi phục đến mức độ mối quan hệ bố con bình thường. Lặng im một lát, Liên Nhược Hạm gật đầu. Được rồi, nghe anh vậy. Qua một lúc, Liên Nhược Hạm lại nghĩ ra điều gì? Đúng rồi, phương hướng đầu tư của bước tiếp theo và quy hoạch kinh tế, Lý Thấm vừa nghĩ ra một phương án, em xem rồi, cảm thấy khả thi, anh cũng xem đi. Hiện tại công ty vận hành ổn định, Lý Thâm còn muốn tiến thêm một bước trên diện rộng, em cảm thấy cô ta bước đi mạo hiểm quá. Hạ Tưởng hiểu cách nhìn của Lý Thâm, sự không chịu an phận đã ăn sâu vào xương tủy của Lý Thâm vĩnh viễn không có cách nào thay đổi, cô ta là một nữ chiến sĩ khát vọng chiến đấu đồng thời luôn luôn đột phát bản thân. Được, anh xem đã tính sau. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều phương án kinh tế của Lý Thâm, nền kinh tế trong nước trước mắt không khởi sắc lắm. Tình thế kinh tế quốc tế cũng như thế, muốn nâng cao trên diện rộng số lượng kinh tế của tổ chức thành viên kinh tế, nguyện vọng thì là tốt, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép. Nhưng sau khi hắn xem xong phương án của Lý Thấm, ánh mắt sáng lên,
một con đường rộng rãi trải cánh của kinh tế đột nhiên hiện ra trước mắt hắn. Hạ Tưởng đã trở về tỉnh Tây. Vốn dĩ trước khi về tỉnh Tây, hắn còn muốn gặp mặt Vệ Tân, hy vọng sống chung với một mình Vệ Tân, cũng dễ an ủi Vệ Tân, đột nhiên có tình huống phát sinh, đành phải sớm về Bắc Kinh trước. Tổ chức lại điện địa nhiệt tỉnh Tây, bước vào giai đoạn thứ hai mạng lưới điện quốc gia đối với việc điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tổ chức lại tiếp tục đề xuất thôn tính. Vốn dĩ cho rằng điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tổ chức lại, ít nhất có thể khiến mạng lưới điện quốc gia trong thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, dựa vào dự đoán của Hạ Tưởng. Mạng lưới điện quốc gia đối với điện địa nhiệt tỉnh Tây mặc dù thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng tổ chức lại đem đến vấn đề trước nay chưa từng có, tin rằng mạng lưới điện quốc gia bước thôn tính sẽ trì hoãn. Lại không nghĩ đến, khẩu vị của mạng lưới điện quốc gia thật tốt, lẽ nào đã nghĩ kỹ tiêu hóa thế nào với điện địa nhiệt tỉnh Tây sau khi tổ chức lại. Tổ chức lại của điện địa nhiệt tỉnh Tây là Hạ Tưởng đi một bước lâu dài diệu kỳ, là kế ngựa gỗ thành tròi, hắn kỳ thực rất mong chờ mạng lưới điện quốc gia sớm nhắc lại chuyện thôn tính. Mạng lưới điện quốc gia nhắc đến chuyện thôn tính sớm ít nhất nửa năm so với dự kỳ của hắn, một trong các nguyên nhân, sợ là có nguyên nhân chính trị, Hạ Tưởng cần phải quay về tư mình xử lý chuyện này. Thời cơ quá nhạy cảm, liên quan đến tranh luận vừa phải vừa mới trong lúc bắt đầu, mạng lưới điện quốc gia liền có hành động lớn, sợ là có liên quan bên trong. Trước khi lên máy bay, Hạ Tưởng gọi điện cho Vệ Tân. Kỳ thật bình thường Hạ Tưởng nói chuyện nhiều với Vệ Tân, quá nửa là lên mạng nói chuyện. Vệ Tân giọng khàn khàn truyền đến, nghe thấy trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy kỳ lạ. Alo, làm sao vậy? Giống như giọng nói nhẹ nhàng của em gái nhà bên, Vệ Tân từ trước đến giờ dáng vẻ không vội vàng. Thì là gọi điện nói với em một tiếng, anh không qua đâu, trong tỉnh có chuyện, bây giờ đang ở sân bay rồi. Ừ, không sao đâu. Vệ Tân không tức giận, chỉ là tâm cảnh bình thản gặp sao vui vậy. Em biết trong lòng anh có em là đủ rồi. Em cũng đừng để mệt quá, không cần làm ăn quá lớn, cũng không cần kiếm được bao nhiêu tiền, em cũng không phải là người thích tiêu tiền bừa bãi. Em biết rồi. Vệ Tân nói. Kỳ thật em cũng không có nhiều kỳ vọng to lớn, chỉ là muốn kiếm tiền dưỡng già cho bố mẹ. Tuy nhiên bây giờ hướng đi của làm ăn đã đi vào quỹ đạo chính rồi, tiền dưỡng già đủ rồi, lại muốn kiếm thêm chút ít, hy vọng có lực ảnh hưởng nhất định tới một ngành nghề nào đó. Đến lúc khi anh cần, có thể tận một phần tâm sức đưa ra một phần lực. Bước tiếp theo, em có thể hướng về sản nghiệp văn hóa di chuyển trọng điểm, mười mấy năm sau, sản nghiệp văn hóa là đầu tàu kéo kinh tế Trung Quốc. Hạ Tưởng ngược lại mong chờ Vệ Tân có thể giống như Lý Thấm, có thể giúp hắn mượn lực trên phương diện kinh tế, hắn chỉ hy vọng Vệ Tân có thể dựa vào kế hoạch trong lòng của cô, để thiết kế tương lai, khiến bản thân sống đầy đủ và vô cùng hạnh phúc. Đừng nói. Anh và cô bé Phạm có cách nhìn giống nhau nhé. Cô bé Phạm nói với em, đầu tư sản nghiệp văn hóa vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể lợi quốc lợi dân. Cô ấy còn nói, nếu như có một ngày cô ấy có thể thành lập hệ thống của hàng sách hay là thư viện ở các nơi trên toàn quốc thì tốt biết mấy, đến lúc đó cô ấy muốn là chủ cửa hàng lớn nhất hay là thư viện. Cách nhìn của Tống Nhất Phạm rất thú vị, cũng có ý nghĩa hiện thực nhất định. Hạ Tưởng không ngờ cô bé Phạm không nhiễm sự thế. Cũng có mặt lợi quốc lợi dân, ngược lại khiến hắn không khỏi cảm thán. Bây giờ thời cơ không thành thục lắm, nhân dân đối với khát vọng xem sách rất thấp, đợi thêm chút nữa, có lẽ từ 8 đến 10 năm, toàn thể tố chất nhân dân bước lên một giai đoạn mới. Có điều từ bây giờ bắt đầu, có thể bắt tay chuẩn bị rồi. Anh có một đề nghị nhỏ, em làm chủ tiệm sách lớn nhất, Tiểu Phàm làm chủ thư viện lớn nhất, hai người là hai đóa hoa tri thức đẹp nhất của tiên nữ từ trên trời rơi xuống của Trung Quốc. Máy bay bay trên đám mây, cúi xuống nhìn đất liền, trong lòng Hạ Tưởng thoải mái nhiều rồi. Nếu như trên mây trắng cũng có thần thoại, ngồi trên mây cười xem tình hình xáo trộn của thế gian, có phải là một chiếc ghế mây như của người phàm, giống như vừa ngồi uống trà vừa cười xem đàn kiến bận rộn. Trong mắt con kiến, người là thần tiên ở trên cao, trong mắt nhân dân, cao quan chính là thần tiên nắm giữ vận mệnh của bọn họ. Hạ Tưởng nhìn xa xăm. Trong lòng sao động là tình cảm không đổi, hắn không phải là thần tiên, cũng không muốn nắm giữ vận mệnh muôn dân, hắn chỉ muốn dựa vào sức lực nhỏ bé của hắn, đem tất cả vốn dĩ thuộc về nhân dân trả cho họ. Chỉ thế thôi. Vừa hạ cánh, đến sân bay đón hắn là Mã Dục. Mã Dục lên chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh không chút nghi vấn, anh ta về sau sẽ là một trong những thế lực còn lại ở tỉnh Tây của Hạ Tưởng, cũng là căn bản vốn cũng không cần tự mình đến sân bay đón.
chỉ để trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đến là được rồi, anh ta lại cứ tự mình đến trước, một là muốn biểu đạt tấm lòng tôn trọng của anh ta với Hạ Tường, hai là cũng có công việc muốn báo cáo đầu tiên. Chủ tịch tỉnh Hạ, mạng lưới điện quốc gia đưa ra những điều kiện rất ngặt nghèo, có thể nói, hoàn toàn là điều ước không bình đẳng.